Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 601: Trùng quang giận dữ vì hồng nhan hàng kiến nghiệp bị người được đầu mang ra nhà giam chờ để lộ đắp lên trên đầu che đầu lại thấy ánh mặt trời hàng kiến nghiệp mới phát hiện mình đặt mình vào tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong hàng kiến nghiệp hỏi dẫn hắn tới người đây là nơi nào trụi lũi vách tường cửa sổ cũng rất nhỏ mà lại cửa sổ vị trí rất cao nơi này cùng trong nhà giam khác biệt duy nhất chính là trên giường thả thật dày chăn bông mặt khác còn thả một cái bồn cầu Tiễn hắn người tới nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi hảo hảo ở tại nơi này tỉnh lại đi. Nói xong, liền đi ra ngoài, tướng môn cho khóa. Hoắc trường thanh bên ngoài, hướng phía hứa đại ngưu nói ra, cũng đừng đối với hắn quá chiếu cố, không chết đói là được. Hàng kiến nghiệp làm lớn như vậy chuyện sai lầm, trở ngại hàng thị mặt mũi không thể trọng trừng phạt, nhưng để hắn thụ chút da thịt kho vẫn là có thể. Hứa đại ngưu có chút do dự, nói ra, lão thái gia, vạn nhất phu nhân trách tội xuống nên làm cái gì? Phu nhân đối hàng kiến nghiệp cái này nhị ca vẫn luôn rất chiếu Phật. Nếu là bọn họ ngược đãi hàng kiến nghiệp, đến lúc đó phu nhân khẳng định không vui vẻ. Hoắc Trường Thanh nói ra, nếu là táo táo mẹ nàng trách tội xuống, liền nói là ta ý tứ. Cho hàng kiến nghiệp một bài học, cũng để cho hắn đừng có lại phạm đồng dạng sai lầm. Hứa đại ngư gật đầu. Vân kình xuất chinh ngày thứ ba, triệu nhị nãi nãi liền tới nhà thăm hỏi Ngọc Hy. Nhìn xem sắc mặt trắng bệt Ngọc Hy, triệu nhị nãi nãi nước mắt ngăn không được rơi, muội muội làm sao làm thành dạng này nha. Ngọc Hy bây giờ cũng có thể động, chẳng qua không thể vận động dữ dội. Ngọc Hy đứng dậy, tự ở đầu giường, vừa cười vừa nói, đã không có nguy hiểm tính mạng. Đối với mình thân thể, Ngọc Hy rất rõ ràng. Tình huống nàng bây giờ, không có hai ba năm là nuôi không trở lại đám người không có nói với nàng, nàng cũng không đề cập tới, dù sao trong nội tâm nàng nắm chắc. Triệu nhị nải nải sát nước mắt nói ra, hoàng đế này thật không phải là một món đồ, nam nhân này sự tình, bắt chúng ta nữ nhân trúc giận tính là gì. Triệu nhị nải nải cũng cho rằng ám sát Ngọc Hy chính là hoàng đế, cũng là chuyện này, triệu nhị nải nải rất không nhìn trúng hoàng đế. Nếu là cảm thấy Vân Kình không nghe lời, ngươi có thể lột Vân Kình cái này đại tướng quân vị trí, cũng có thể chơi chết Vân Kình, có thể giết Ngọc Hy tính chuyện gì xảy ra. Cái này vô dụng nam nhân, mới có thể cầm nữ nhân trút giận đâu. Ngọc Hy vẻ mặt cứng lại, nói ra, ngươi đều biết nha. Để Vân Kình mang triệu trác cùng triệu hao đi, vẫn là chủ ý của nàng. Này sẽ, Ngọc Hy có chút chột dạ, cũng có chút ấy nấy. Triệu nhị nãi nãy nói ra, nhị gia đều đi theo Vân Tướng Quân cùng đi, nơi nào còn có thế không biết nói không lo lắng là giả, chỉ là đều đã dạng này, lo lắng cũng vô dụng. Ngọc Hy một mặt ấy nấy, nói ra, đồ tỷ tỷ, thật xin lỗi. Mặc dù nàng không cho rằng mình làm như vậy có sai, nhưng đối đồ thanh mai, nàng là thật ấy nấy. Triệu nhị nãi nãy vừa cười vừa nói, có cái gì thật xin lỗi. Đây là bọn hắn chuyện của nam nhân, cũng không phải nữ nhân chúng ta có thể chi phối được. Triệu nhị nãi nãi cũng không biết cái này sự tình Ngọc Hy còn tham dự trong đó, nàng chỉ cho là cái này sự tình vân kình ý tứ. Ngọc Hy nhìn qua triệu nhị nãi nãi còn cười được, nhìn không được hỏi, đồ tỷ tỷ, ngươi liền không lo lắng sao. Nàng mặc dù biết lần này đắc thắng xác suất rất lớn, nhưng vẫn là rất lo lắng. Triệu nhị nãi nãi nói ra, sao có thể không lo lắng. Mỗi lần đánh trận đều lo lắng muốn mạng, huống chi lần này vẫn là không có điều lệnh xuất binh. Nếu là thất bại, triệu gia khả năng liền phải bị diệt tộc, thế nhưng là lo lắng cũng vô dụng, lo lắng cũng giải quyết không được bất cứ chuyện gì. Ngọc Hy nắm lấy triệu nhị nải nải tay, nói ra, đồ tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi. Vì bọn hắn một nhà người, vợ chồng bọn họ kéo quá nhiều dưới người nước. Triệu nhị nải nải lắc đầu nói ra, nói cái gì thật xin lỗi. Cái này lại không phải ngươi ý tứ. Mà làm kim triều đình mục nát, hoàng đế ngu ngốc, Coi như Vân Kình không có phản, Tây Bắc sớm muộn cũng có người muốn phản, hiện tại Vân tướng quân phản, còn chiếm cái trước. Ngọc Hy một chút cho nói sững sờ, nàng là thật không nghĩ tới Triệu nhị nãy nãy sẽ nói ra dạng này lời nói. Chẳng qua rất nhanh, Ngọc Hy liền kịp phản ứng, cái này sợ là Triệu phu nhân công lao. Triệu tướng quân đã giải ngũ về quê, Triệu trắc lại tại vợ chồng bọn họ trước mặt treo hào, về sau chắc chắn sẽ không đạt được Vân Kình trọng dụng, cho nên... Bọn hắn liền cần Triệu Nhị Nãi Nãi cùng với nàng tạo mối quan hệ. Mà hiển nhiên, Triệu Nhị Nãi Nãi cũng không hiểu rõ những cái này nội tình. Ngọc Hy gật đầu nói, từng Hòa Thụy cũng nói hiện tại xuất binh thích hợp nhất. Bằng không, hắn cũng sẽ không thả mẹ con chúng ta ba người tại Du Thành." Triệu Nhị Nãi Nãi đột nhiên nói ra, "Ngọc Hy, ta thật nhiều ao ước ngươi." Mặc dù nói Triều Đình một nát không chịu nổi, nhưng thật muốn nói mưu phản cũng không có mấy người có lá gan này. Vân Kình trước kia bị ám sát nhiều lần như vậy, Vân Kình đều không có lên qua lòng phản loạn. Lần này Ngọc Hy bị ám sát, vậy mà để Vân Kình dưới cơn nóng giận phản triều đình. Ngọc Hy a à một tiếng, không giải thích được hỏi, ao ước ta cái gì? Triệu nhị nãi nãi vừa cười vừa nói, tự nhiên là ao ước vân tướng quân trùng quan giận dữ vì hồng nhan nha. Như nếu đổi lại là ta, có dạng này một cái vì trượng phu của ta, dù là hiện tại muốn ta chết, ta đều cảm thấy đời này giá trị. Triệu nhị nãi nãi cảm thấy Ngọc Hy thật sự là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngọc Hy bạo mồ hôi, nói ra, cái này ai tại nói hô nói vượng nha. Trùng quan giận dữ vì hồng nhan nha. Cái này hồng nhan chỉ sự tình hồng nhan tri kỷ, nàng là vân kình thê tử không phải hồng nhan tri kỷ. Triệu nhị nãi nãy vẫn một mặt cảm động nói ra, Ngọc Hy, vẫn là ngươi có phúc khí. Coi như Ngọc hy sinh hai cái nữ nhi, Vân Kình không có nửa điểm ghét bỏ, vẫn là như thế ngưỡng mộ nàng. Điểm ấy, để triệu nhị nải nải lại ao ước lại cảm động. Ao ước Ngọc hy may mắn, có thế đến dạng này nam nhân tốt, cảm động tại thế gian này vẫn là có nam nhân tốt. Lời này Ngọc Hy tán đồng. Ngọc Hy nói ra, có thế gả cho Hòa Thụy, đúng là phúc khí của ta. Mặc dù Vân Kình sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, cũng sẽ không chiếu cố người, nhưng làm sự tình lại làm cho trong lòng người ấm áp. Triệu nhị nãy nãy nói đùa nói, ngươi là không biết, nhà ta bà bà hôm qua cái còn nói đùa nói ngày đó những cái kia không nguyện ý gả cho vân tướng quân các cô nương, bây giờ nên hối hận thanh ruột. Kỳ thật nói cách khác nói đùa mà thôi. Nhớ năm đó vân kình tại Tây Bắc, thế nhưng là không được hoan nghênh nhất đàn ông độc thân, dù là hắn quân công trác tuyệt chức vị rất cao. Không có cách, đầy người lệ khí, nữ nhân nhìn thấy liền run rẩy, còn thế nào dám gả? Ngọc Hy trên mặt cũng đầy là nụ cười, nói ra, hối hận thanh ruột cũng vô dụng. Vân Kình thế nhưng là trượng phu của nàng, bây giờ cũng không phải bọn hắn có thế ngấp nghé được. Triệu nhị nãi nãy đã đến, đương nhiên phải hỏi một chút sinh non liễu nhi, đứa bé kia còn tốt đó chứ. Sinh non hài tử, rất khó nuôi sống. Ngọc Hy nói ra, liễu nhi thân thể rất yếu, cũng may Lam Mama đưa nàng chiếu cố rất tốt. Bằng không, ta cũng không biết nên làm cái gì rồi. Cũng là có Lam Mama tại, Ngọc Hy không quá lo lắng, bằng không chỉ muốn liễu nhi dạng, nàng liền phải lo lắng phải ăn không vô ngủ không được. Triệu nhị nãy nãy tranh thủ thời gian tránh đi cái này thương cảm chủ đề, nói ra, vẫn là bá mẫu thương ngươi, đưa Lam Mama dạng này một cái tốt giúp đỡ tới. Cùng Ngọc Hy tiếp xúc càng nhiều, triệu nhị nãy nãy cảm xúc lại càng lớn giống quốc công phủ dạng này cao môn đại hộ, thật không phải là các nàng có khả năng so được. Giống lúc này Ngọc Hy đổ xuống, Vân Kình cũng xuất chinh, như đổi thành du thành cái khác phủ đệ khẳng định đã sớm loạn thành một bầy, nhưng Vân Phủ này sẽ vẫn là ngay ngắn rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhất lên thu thị, Ngọc Hy chính là một trận thương cảm, nói ra, đúng nha. Cũng không biết chuyện lần này, có thể hay không liên lụy đến nương. Mặc dù nói thu thị không phải nàng thân sinh mẫu thân, nhưng thu thị vì nàng làm, cũng không so thân sinh mẫu thân gần một nửa phân. Triệu nhị nãy nãy này sẽ không biết nên như thế nào tiếp cái đề tài này, nói sẽ không, vậy khẳng định không có khả năng. Nói sẽ, để Ngọc Hy lo lắng hơn. Suy nghĩ một hồi, triệu nhị nãy nãy nói ra, ngươi cũng đừng khổ sở, cái này sự tình cũng không phải ngươi có thể làm chủ, mà lại, đây cũng là bị bức phải không có cách nào. Ngọc Hy gật đầu, nói ra, đúng vậy a. À. Nếu không phải bị bức phải không có cách, Hòa Thụy há lại sẽ đi đến như thế một con đường không có lối về đâu. Hiện tại chỉ hy vọng ta đại ca có thể nghĩ biện pháp tránh đi một kiếp này, bảo toàn hàng gia, bằng không, ta thật sự là hàng gia tội nhân thiên cổ. Triệu Nhị nãy nãy vội vàng nói, đừng lo lắm, ta tin tưởng đại ca ngươi nhất định có thể bảo toàn hàng gia. Có một cái tài giỏi đại ca, cũng là để người ao ước. Ngọc Hy gật đầu, nói ra, ngươi thế nào rồi? Lần trước ngươi nói với ta, ngươi hoài nghi cái kia thiếp mang thai rồi. Xác nhận sao? Ngọc Hy bị đâm một ngày trước, chính cùng Triệu Nhị nải nải tán gẫu gần nửa ngày. Triệu Nhị nải nải nói nàng hoài nghi kia thiếp mang thai, sợ nàng hạ độc thủ, cho nên giả dạng làm không có mang. Triệu Nhị nải nải gật đầu nói, ta để đại phu cho nàng bắt mạch, đã xác định là mang thai, đã nhanh hai tháng đã nàng như vậy phòng bị ta, ta cũng lười phí cái này thần, trực tiếp để ta bà bà phái người chăm sóc nàng. Dừng một chút, triệu nhị nãi nãi nói ra, trước đó nhìn xem thành thành thật thật, không nghĩ tới cũng là trang, cái này vừa có thân thể liền hiển lộ bản tính. Nói đến, vẫn là Ngọc Hy ngươi xem xa nha. Lúc trước tục chải tóc chính là hy vọng nàng có thể vì nhị gia sinh con trai, dưới loại tình huống này nàng làm sao có thể động thủ. Ngọc Hy lắc đầu nói ra, ta đây coi là cái gì thấy xa, chẳng qua đều là người thói hư tật xấu. Giao cho ngươi bà bà chăm sóc cũng tốt, vạn nhất cái này hoàng thị xảy ra vấn đề gì, cũng không liên hệ gì tới ngươi. Triệu nhị nải nải lộ ra do dự thần sắc. Ngọc Hy có chút kỳ quái, nói ra, đồ tỷ tỷ, có lời gì ngươi nói thẳng chính là, không cần ấp a ấp úng. Triệu nhị nải nải nói ra, Ngọc Hy, ta nghe nói ngươi lần này khó sinh tổn thương thân thể, là thật sao? Vân Kình nếu là thành công, thân phận kia coi như không giống. Đến lúc đó những nữ nhân kia vì quyền thế cùng vinh hoa phú quý, còn không phải tre già măng mọc mà vọt tới. Nếu là Ngọc Hy tổn thương thân thể không thể sinh, vậy sau này thời gian coi như bực mình. Ngọc Hy gật đầu, nói ra, sinh liễu nhi tổn thương nguyên khí, phải 2-3 năm mới có thể đem thân thể chữa trị khỏi. Lần này có thế nhặt về cái mạng đến, liễu nhi cũng vô sự, đã là ông trời phù hộ. Triệu nhị nải nãy, nãy mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói ra, thật sao? Thấy Ngọc Hy gật đầu, triệu nhị nải nải che ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, mấy ngày nay nhưng lo lắng ta. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lấy vân kình đối Ngọc Hy coi trọng, chờ cái hai ba năm vẫn là không có vấn đề. Cái gì là chân tình, cái gì là giả ý, Ngọc Hy vẫn là phân rõ ràng, có thế giao đến dạng này một người bạn, Ngọc Hy cảm thấy rất may mắn. Chương 602, May mắn nữ nhân Triệu nhị nãi nãi lúc trở về, khúc mụ mẹ tự mình đưa ra tới. Đến nhị môn thời điểm, khúc mụ mẹ dừng lại một chút, xoay người lại cùng triệu nhị nãi nãi nói ra, nhị nãi nãi, tướng quân xuất chinh bên ngoài, phu nhân nhà ta bây giờ ở nhà một mình khó tránh khỏi sẽ có chút phiền muộn. Nếu là triệu nhị nãi nãi bình thường có nhàn còn mời nhị nãi nãi có thế nhiều hơn đến xem phu nhân nhà ta. Triệu nhị nãi nãi vừa cười vừa nói, cái này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Dù sao nàng trong nhà cũng vô sự, tới cùng Ngọc Hy trò chuyện lãm nhảm tán gẫu cũng rất tốt. Trọng yếu nhất chính là đến Vân Phủ đến, nàng bà bà không chỉ có sẽ không phản đối, còn rất đồng ý. Khúc mụ mẹ phúc một thân, nói ra, đa tạ nhị nãi nãi. Kỳ thật khúc mụ mẹ không phải lo lắng Ngọc Hy nhàm chán, là lo lắng nàng đến lúc đó lại chết sống muốn nhìn sách cái gì vậy nhưng thật dày vò hứa đại ngưu đi tới hỏi khúc mụ mẹ phu nhân đã hoàn hảo đối ngọc hy không chỉ có vân kình người bên cạnh kính trọng du thành bách tính cùng tướng sĩ cũng đều kính trọng yêu quý cực kỳ khúc mụ mẹ vừa cười vừa nói không cần lo lắng phu nhân rất tốt khúc mụ mẹ dễ dàng như vậy một là bởi vì ngọc hy khôi phục được rất tốt hai là ngọc hy tích cực lạc quan thái độ trừ vân kình trước khi đi một đêm nàng cảm xúc hơi không khống chế được, ngày thường đều bảo trì hảo tâm tình. Loại tâm tình này tự nhiên cũng sẽ lây cho người bên cạnh, để đám người không khỏi buông lỏng lên. Hứa đại ngư vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đối khúc mụ mẹ, ngươi cùng bạch ma ma nói một tiếng, đợi nàng có nhàn thời điểm cho chúng ta làm bỗng nhiên thịt dê sủi cảo đi. Đoàn người rất tưởng niệm nàng làm thịt dê sủi cảo bởi vì vân kình thích ăn bạch ma ma làm thịt dê sủi cảo tay nghề đột nhiên tăng mạnh cho tới bây giờ liền xem như phúc ký tửu lâu thịt dê sủi cảo cũng không sánh bằng bạch ma ma làm khúc mụ mẹ bật cười nói ra sợ không phải đoàn người nghĩ là ngươi muốn đem vân kình thích ăn thịt dê sủi cảo người đứng bên cạnh hắn đồng dạng đều thích ăn hứa đại ngư vui tươi hớn hở nói đều muốn ăn khúc mụ mẹ tâm tình cũng rất không tệ nói ra, chờ một chút ta liền cho bạch ma ma nói, để nàng ngày mai cho các ngươi làm. Mặc dù nói tướng quân mang binh xuất chinh, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng vân phủ bầu không khí. Chỉ cần Ngọc Hy không có việc gì, vân phủ người liền không sợ. Triệu nhị nãi nãy trở lại triệu gia, liền đi thấy triệu phu nhân. Vừa cười vừa nói, mẹ, Ngọc Hy khôi phục được rất không tệ, không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Triệu đại nãi nãi lúc này cũng tại phòng tử lý, nghe lời này cũng không lớn tin tưởng, nói ra, khó sinh cộng thêm bị thích khách đâm bị thương, coi như không chết cũng phải đi rơi nửa cái mạng. Làm sao có thể rất nhanh liền khỏi hẳn đâu. Triệu đại nãi nãi lời này chỉ thiếu chút nữa là nói đồ thị là cái kẻ hồ đồ, bị Ngọc Hy lừa gạt. Triệu nhị nãi nãi sắc mặt rất khó coi, nàng cũng không phải đồ ngốc, đây có phải hay không là trang nàng còn có thế nhìn đoán không ra. Còn nữa, chỉ có nghe nói không có bệnh giả bệnh, chưa nghe nói qua có bệnh còn có thể chứa thành không có bệnh. Triệu nhị nải nải không để ý triệu đại nải nải, cùng triệu phu nhân nói ra, mẹ, Ngọc Hy là bị thích khách đã thương, chẳng qua tổn thương chính là xương bả vai, cũng không có tổn thương tại yếu điểm chỗ. Triệu phu nhân gật đầu nói, thật đúng là may mắn đâu. Hàng thị lúc ấy nâng cao cái bụng lớn, tùy tiện tổn thương ở đâu cái yếu điểm chỗ, đều sẽ như con trai cả con dâu nói tới không chết cũng bỏ đi nửa cái mạng. Nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà tổn thương trên vai xương bả vai. Cái này vết thương tuy nhưng sẽ để cho người thụ một phen khổ sở, nhưng lại sẽ không nguy hiểm tính mạng. Triệu đại nải nải lại là một mặt quốc khí, nói ra, nàng là may mắn, chúng ta lại gặp ương. Cái này mưu phản thế nhưng là diệt cửu tộc tội. Nếu không phải hàng thị, Vân Kình cũng sẽ không phản vân kình không phản hắn trượng phu cũng sẽ không bị buộc cùng một chỗ mưu phản mưu phản thất bại đến lúc đó không chỉ có nàng sẽ chết liền xem như mẹ nàng nhà đều muốn đi theo thụ liên lụy nghĩ tới đây triệu đại nãi nãi liền một mặt bực bội cùng tức giận triệu phu nhân nghe con trai cả con dâu lời này trong mắt lộ ra vẻ thất vọng nàng bắt đầu biết cái này sự tình thời điểm cũng rất hoảng sợ dù sao mưu phản không phải trò đùa một khi thất bại chính là khám nhà diệt tộc trọng tội huống chi từ xưa đến nay mưu phản liền không có mấy cái có kết cục tốt chẳng qua là lúc đó cũng là không có lựa chọn nào khác vì bảo toàn vợ con trượng phu mới lựa chọn quy thuận vân kình mà hiển nhiên vân kình đối nàng trượng phu cũng không yên tâm cho nên mới mang đi hai đứa con trai nhi tử đi nàng cũng rất lo lắng thế nhưng là lại lo lắng lại như thế nào chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cũng giải quyết không được bất cứ chuyện gì. Triệu đại nãi nãi bị Triệu phu nhân nhìn như vậy, cũng có chút tâm hoảng ý loạn, mẹ, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Vân Kình mình muốn chết không ai ngăn đón, nhưng cũng đừng kéo lấy bọn hắn một nhà tử nha. Triệu phu nhân có chút mệt mỏi tựa ở trên mặt bàn, nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta một nhà là bị Vân Kình lôi xuống nước, thế nhưng là, ngươi có năng lực phản kháng sao? thấy triệu đại nải nải đỏ mắt triệu phu nhân nói ra đã không có năng lực phản kháng vậy liền tận lực hướng phương diện tốt nghĩ mà không phải ở đây đầy bụng oán khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nàng cũng không muốn bị vân kình liên lụy cũng muốn an an ổn ổn, ổn qua nửa đời sau nhưng hiện có thế thế nào nếu là không quy thuận vân kình không đợi triều đình trị tội của bọn hắn người triệu gia lập tức liền đều muốn đầu người rơi xuống đất triệu đại nải nải nước mắt xoát xoát rơi mẹ ta cũng là sợ hãi nương ngươi không biết cái này mấy chỉ cần nhắm mắt lại ta liền phía sau nàng không dám nói tiếp nữa từ khi trượng phu đi theo vân kình rời đi về sau nàng liền không ngủ qua một cái an giấc vừa nhắm mắt biết đã nhìn thấy bọn hắn cả nhà bị bắt vào nhà giam sau đó từng cái đi đến đoạn đầu đài bị chém đầu mỗi lần đều làm tỉnh lại mà lại tỉnh lại về sau toàn thân đều là mồ hôi lạnh kỳ thật nói đến triệu đại nải nải phản ứng cũng rất bình thường dù sao người bình thường nào dám đi làm mưu phản loại sự tình này triệu phu nhân cũng sợ hãi ban đêm cũng ác mộng liên tục thế nhưng là tỉnh lại về sau nàng hay là muốn làm người không việc gì đồng dạng bởi vì nàng là làm gia chủ mẫu nếu là nàng đều không trấn định trước hoảng loạn lên khi triệu gia liền phải loạn thành một bầy Triệu phu nhân vốn định giận dữ mắng mỏ Triệu đại nãi nãi dừng lại, chẳng qua nhìn xem Triệu đại nãi nãi khóc đến không thành dạng, chỉ thở dài một hơi, nói ra, nhìn ngươi hai ngày này tinh thần đều không tốt, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Nàng nói lại nhiều cũng vô dụng, loại sự tình này cần dựa vào chính mình nghĩ thông suốt. Triệu đại nãi nãi kỳ thật không nghĩ đi xuống, nhưng Triệu phu nhân lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dưới mặt đất đi. Tại hậu viện vẫn là triệu phu nhân định đoạt. Chờ triệu đại nãi nãi đi về sau, triệu phu nhân hỏi, Thanh Mai, ngươi nói thật với ta, vân phu nhân thật không quan hệ nhiều lắm sao? Đồ Thanh Mai gật đầu nói, mẹ, ta không có lừa ngươi, Ngọc Hy là thật khôi phục được rất tốt. Bất quá chuyện lần này cũng làm cho thân thể nàng bị thương, phải cần 2-3 năm mới có thể đem thân thể chữa trị khỏi. Triệu phu nhân mặc lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, nàng làm sao lại nói cho ngươi những lời này? Thân thể bị thương, cần 2-3 năm điều trị thân thể, vậy tương đương nói là cái này trong vòng 2-3 năm muốn không được hài tử. Loại sự tình này, bình thường cũng sẽ không cùng người ngoài nói. Đồ Thanh Mai ăn ngay nói thật, là chính ta hỏi, Ngọc Hy cũng không có dấu giếm ta. Nương, nàng lúc nói lời này rất bình thản, hẳn không phải là lời nói dối triệu phu nhân này sẽ cũng không biết nói như thế nào đồ thanh mai loại này tư mật sự tình sao có thể mở miệng hỏi chẳng qua đã hỏi nàng cũng không lên tiếng nữa trách cứ về sau cùng vân phu nhân nói chuyện phải chú ý một chút đừng cái gì đều hỏi đồ thanh mai có chút khó khăn nói ra mẹ ngươi cũng biết ta là cái dấu không được lời nói người trong lòng có chuyện không để cho nàng hỏi sẽ kìm nén đến hoảng đứng ở một bên cao ma ma chen lời lời nói nói ra phu nhân có lẽ vân phu nhân liền thích nhị nãi nãi cái này trực sản tính tình vân phu nhân kia là có nhiều tâm nhãn người cùng với nàng đấu tâm mắt vậy vẫn là quên đi thôi triệu phu nhân gật đầu nói lời này của ngươi nói đến cũng có lý đồ thanh mai cười hạ nói ra cũng là ngọc hy tín nhiệm ta mới nói với ta đối nương ta nhìn thấy liễu nhi đứa bé kia rất nhỏ gầy nhưng nuôi phải không sai triệu phu nhân nói ra chỉ có thể nói vân phu nhân số phận quá tốt tại loại này tình huống không chỉ có mình không có việc gì hài tử cũng bảo trụ không phải số phận tốt là cái gì đồ thanh mai nhịn không được cảm khái nói đúng vậy a à. ngọc hy thật là một cái người may mắn có thế gả cho vân kình nam nhân như vậy không phải vận khí tốt là cái gì triệu phu nhân nói ra ngươi về sau đi thêm vân phủ đi vòng một chút, cùng vân phu nhân tạo mối quan hệ. Về sau, đối hao nhi cùng tử giao bọn hắn đều có lợi. Không nói vân kình đối hàng thị kia hiếm có lực, chỉ nói hàng thị bản thân thủ đoạn cùng năng lực, cùng với nàng giao hảo liền sẽ không ăn thiệt thòi. Đồ Thanh Mai vừa cười vừa nói, mẹ, ta cùng Ngọc Hy nguyên bản liền cùng tỷ muội giống như. Nàng cùng Ngọc Hy giao hảo, là cảm thấy tính tình hợp nhau, cũng không phải là vì cái gì lợi ích triệu phu nhân thấy thế yên tâm nói ra ngươi có thế nghĩ như vậy rất tốt trượng phu cùng trưởng tử đã đắc tội vân kình về sau còn phải dựa vào tiểu nhi con dâu tròn chậm một chút hai nhà quan hệ trở lại mình viện tử lý đồ thanh mai nha hoàng tiểu thảo nhịn không được hỏi nhị nải nải đại nải nải cũng quá đáng ngươi cái này còn không phải là vì triệu gia nàng vậy mà nói như vậy ngươi đồ thanh mai nói ra đại tẩu nàng cũng là sợ hãi. Mưu phản, ai dính cái này sự tình không sợ. Thế nhưng là lại sợ hãi cũng phải nhẫn lấy không thể biểu hiện ra ngoài, giống đại tẩu như thế điên cuồng mà khóc trống sẽ chỉ trêu đến bà bà phiền chán. Tiểu thảo trầm mặt hạ hỏi, nhị nãi nãy, ta cảm thấy vân phu nhân giống như không sợ. Nói lên mưu phản sự tình, nàng rất bình tĩnh đâu. Bình tĩnh phải làm cho nàng đều không vừa mắt đồ thanh mai đối với điểm ấy ngược lại là nghĩ đến thông nói ra ngọc hy cùng chúng ta không giống hoàng đế muốn giết nàng không mưu phản cũng phải chết mưu phản thành công còn có thế có một con đường sống tiểu thảo nghe lời này phi thường buồn bực nói ra nhị nãi nãi ngươi nói hoàng thượng vì sao lại đối vân phu nhân xuống tay đâu coi như vân phu nhân chết rồi vân tướng quân hắn cũng sẽ tái giá nha chẳng lẽ chờ vân tướng quân tái giá hắn còn muốn giết sao? Đồ Thanh Mai suy nghĩ một chút nói ra, có thể là hoàng đế cảm thấy Ngọc Hy quá lợi hại đi. Bị ám sát nhiều người phải là, nhưng ám sát nữ nhân vẫn là lần thứ nhất nghe nói. Tiểu Thảo mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, vân phu nhân lợi hại hơn nữa cũng là một nữ nhân, không có vân tướng quân chỗ dựa, nàng có thể làm cái gì để hoàng đế kiên kỵ sự tình. Đồ Thanh Mai lắc đầu nói ra, cái này ai biết được. Kỳ thật đồ thanh mai cảm thấy hoàng đế đầu óc đoán chừng là nước vào đi. Liền tiểu thảo đều có thể biết đến sự tình, hoàng đế vậy mà không biết. Ngọc Hy lợi hại hơn nữa, nếu là không có vân kình ở sau lưng chống đỡ, cái kia cũng chỉ có bị bắt nạt phần. Nói như thế nửa ngày, đồ thanh mai cũng có chút mệt mỏi, nói ra, ta đi hít mắt rẻ, không có gì chuyện trọng yếu đừng gọi ta. Nói xong, liền lên giường nghỉ ngơi. Chương 603, quan binh mảnh vu hổ một bành huyện huyện lệnh chính ông tiểu thiếp làm lấy mộng đẹp đột nhiên bị nổ vang cho bừng tỉnh không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền bị người từ trên giường kéo xuống giường quan thái nhìn một cái trên giường run lẩy bảy mỹ nhân mắng ma ma con chim lão tử 26 còn đánh lấy quan côn người lão bất tử này ngược lại là diễm phúc không cạn trên giường này nhìn xem cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ huyện lệnh thấy thế vội vàng nói tráng sĩ nếu là thích cứ việc mang đi chỉ cầu tráng sĩ tha ta một mạng cùng những cường đạo này giảng đạo lý hắn còn không có như thế lớn mặt mũi trên giường mỹ nhân nghe lời này một chút liền dọa cho ngất đi quan thái khinh thường quay đầu hướng phía người bên cạnh nói ra đem hắn dẫn đi hắn đối trên giường mỹ nhân không có hứng thú chẳng qua phòng tử lý vàng bạc châu báu vẫn rất có hứng thú hoa hai cái lúc đến thần đem huyện lệnh nhà chép cái úp sấp nhìn xem từng trương vàng bạc cùng châu báu đồ trang sức quan thái nhịn không được mắng má nó thật đáng chết một cái huyện lệnh một năm bổng lộc cũng chỉ trên trăm hai nhưng cái này huyện lệnh lại có nhiều như vậy gia tài đây đều là nơi nào đến khẳng định đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân được đến một đêm này vân Kình phái ra năm ngàn người đem bành huyện quan lại cùng phần lớn phú thương đều cho chép, chỉ có số ít may mắn thoát khỏi tại khó. Khi một số nhỏ cũng không phải là cho để lọt, mà là vân kình cố ý bỏ qua. Bởi vì cái này cực nhỏ bộ phận, đều là tích đức làm việc thiện thanh danh người tốt vô cùng nhà. Sau khi trời sáng không bao lâu, Đỗ Tranh đi tới nói ra, đại tướng quân, viên tướng quân trở về. Viên ưng chính là lần này mang đội xét nhà người. Viên ưng đi tới nói ra, tướng quân, dựa theo ngươi cho danh sách, đều kê biên tài sản xong. Đây là kê biên tài sản sau thống kê ra tới tờ đơn. Đồ vật quá nhiều, tiết kiệm thời gian, hắn liền không niệm. Kê biên tài sản những người này nhà, bành huyện lệnh những cái này gia tài cũng không tính nhiều. Chân chính có tiền là trong thành những cái này phú thương, trong đó chỉ từ bành huyện lớn nhất phú thương nhà mật thất bên trong liền kê biên tài sản ra tới hơn 20 vạn lượng bạc, châu báo đồ trang sức cùng đồ cổ tranh chữ càng là nhiều vô số kể vân kình cầm lấy tờ đơn nhanh chóng nhìn lướt qua nói ra lần sau kê biên tài sản thời điểm nhớ kỹ đem thư tịch bút mực cũng cất kỹ chờ sự tình định về sau những sách vở này đều đưa đến du thành đi bút mực còn tốt những sách vở này đều là rất trân quý đồ vật thanh minh thư đường sách ít đến thương cảm chỉ có kia mấy trăm quyển cũng đều là viết tay ra tới Viên ưng rất nhanh lên một chút đầu nói ra, lần này là ta cân nhắc không chu toàn, lần sau nhất định chú ý. Chỉ muốn vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữ chờ thứ đáng giá, cái này thư tịch bút mực, hắn vẫn thật không nghĩ tới, vẫn là đại tướng quân suy tính được chu toàn. Vân Kình sẽ nghĩ tới cái này, cũng là bởi vì Ngọc Hy có khi lẩm bẩm học đường sách quá ít, cần phái người đi phủ thành nhiều mua một chút sách đặt ở trong học đường. Viên ưng nói ra, đại tướng quân, huyện thành này huyện lệnh cùng huyện thừa đều giết, phải tuyển ra cái người thích hợp ra tới quản sự, bằng không bành huyện sẽ loạn thành một bầy. Bọn hắn cũng không phải đoạt đoạt bỏ chạy cường đạo. Cái này bành huyện về sau cũng là bọn hắn địa bàn, đương nhiên phải quản lý tốt. Vân Kình gật đầu nói, cái này trong lòng ta nắm chắc. Thời gian nửa năm, đủ để cho hắn người đem từng cái châu huyện tình huống tìm hiểu rõ ràng. Người nào nên giết, người nào có thể dùng, trong lòng của hắn đại khái nắm chắc. Đây cũng là vân kình tính tình, đánh trận trước đó đều muốn làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Mặc dù hắn một mực đang do dự đến cùng phản không phản, nhưng nên làm chuẩn bị một điểm cũng không thiếu. Đương nhiên, cũng là bây giờ hoàng đế vô năng, triều đình mục nát, Tây Bắc lại loạn thành hỗn loạn. Bằng không liền hắn hành động này, sớm cho triều đình phán cái mưu phản tội danh. Vân Kình mặc dù đại khai sát giới, đem huyện lệnh huyện thừa một đám tham ô một nát thịt cá bách tính quan lại cùng nối giáo cho giặc phú thương đều thanh lý sạch sẽ, nhưng hắn cũng không có nhiễu dân. Mang ba vạn binh mã, cũng không có nhiễu dân. Cho nên, bách tính biết huyện lệnh cùng huyện thừa chờ quan lại bị giết, không chỉ có không sợ, ngược lại vỗ tay kêu tốt. Đại quân tiếp tục hướng phía trước đi, mà Vân Kình thì tại Bành huyện dừng lại một ngày hắn chọn lựa một cái thanh danh tốt lại người có năng lực đại diện bành huyện huyện lệnh lại bổ nhiệm mấy cái các phương diện cũng không tệ thân hào nông thôn thay mặt huyện thừa chờ chức vị món ăn tốt bành huyện sự vật vân kình mới không chút hoang mang rời đi liền vân kình bộ dạng này căn bản không giống như là mưu phản cũng là triều đình phái xuống tới chỉnh đốn địa phương chính vụ khâm sai ba ngày về sau đại quân đi tới lâm châu lâm châu quân coi giữ nhìn xem đen nghịch một mảnh đại quân lúc này dọa đến kém chút hù chết chờ biết đến chính là tây bắc quân không phải bắt lỗ mọi rợ không nói hai lời lập tức đem đại môn mở ra thủ vệ cũng không phải đồ đần đen như vậy ép một chút một mảnh đừng nói phản kháng chỉ đối phương mỗi người một chân đều phải đem bọn hắn mấy cái dẫm chết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi binh lính thủ thành là nghĩ như vậy trong thành lâm châu quan viên tự nhiên cũng biết nên làm cái gì dạng lựa chọn. Chỉ tiếc, Vân Kình cũng không có mua trướng. Đối với những quan viên này, chỉ cần là phạm tội, nên kê biên tài sản kê biên tài sản, nên hạ nhà giam hạ nhà giam, không có nửa điểm chần chờ. Lâm Châu đến cùng là Châu Phủ, đem hơn phân nửa quan lại cùng phú thương nhà quơ tới, vàng bạc đều trồng chất thành núi, đừng nói những người khác, chính là Vân Kình đều ngu ngơ một chút diệt trừ những cái kia đồ cổ tranh chữ, chỉ vàng bạc liền có hơn 6 triệu nhiều. Đây vẫn chỉ là Lâm Châu, nếu là đến tỉnh Phủ Lan Châu, đoán chừng còn phải gấp bội. Vân Kình Thế mới biết vì cái gì phản quân có thế nhanh chóng mở rộng lớn mạnh, đoạt nhiều như vậy tiền tài, tự nhiên là tranh thủ thời gian mở rộng đội ngũ. Quan Thái Hưng Phấn nói, Đại tướng quân, ngươi nói chờ chúng ta đem hạo thành những cái kia quan lại đại phú thương đại nhất chép, được bao nhiêu vàng bạc nha ngẫm lại quan thái con mắt liền bốc lên lục quan viên ưng vừa rồi đối núi này đồng dạng nhiều bạc cũng là nuốt vài cái nước bọt chẳng qua hắn sau quan thái tốt còn ổn được tướng quân nhiều như vậy vàng bạc xử trí như thế nào vân kình nói ra có số tiền này thất nợ quân lương cùng tiền trợ cấp đều có rơi cái khác cho các tướng sĩ đặt mua vũ khí trang bị lại mua một chút ngựa dù sao trước đó khiếm khuyết đồ vật lần này nhất định tất cả đều bổ đủ viên ưng có chút im lặng dựa theo đại tướng quân như thế tính toán liền trước mắt cái này chồng bạc cũng còn chưa đủ dùng có điều quân đội vũ khí trang bị là nên muốn đổi một chút cũng bởi vì vũ khí chuẩn bị còn có ngựa không tốt cũng không biết chết vô ích bao nhiêu tướng sĩ tướng quân địa phương bên trên dù sao cũng nên lưu một chút đi vân kình suy nghĩ một chút nói ra phủ nha kho ngân không phải không động sao có kho ngân, không cần lại ngoài định mức cho bọn hắn lưu lại. Viên ưng khóe miệng co giật một chút, phủ nha trong khố phòng kho ngân chỉ có mấy vạn lượng bạc. Liền điểm ấy bạc nơi nào đủ một cái châu phủ sử dụng. Chẳng qua nghĩ lại, cảm thấy cái này sự tình hẳn là để Lâm Châu đại diện tri phủ xử lý, hắn liền không thao lòng này. Tại Lâm Châu dừng lại hai ngày, Vân Kình lại ra đi. Mỗi đến một cái huyện, Chuyện thứ nhất chính là kê biên tài sản quan lại cùng phú thương nhà. Liền vân kình hành vi, cùng thổ phỉ đạo tặc cũng nửa điểm khác nhau. Chỉ là những cái kia thổ phỉ chỉ dám đoạt lấy quá khứ thương nhân cùng bình dân bách tính, vân kình cùng hắn thuộc hạ cướp là những cái kia quan lại cùng đại phú thương. Bao quát trên đường dừng lại 5 ngày, vân kình hết thảy hoa 13 ngày thời gian đến võ thành, cùng phong đại quân tụ hợp. Cùng nhau đi tới, mặc kệ là huyện vẫn là châu, thủ cửa thành binh sĩ nhìn thấy bọn hắn cái này đen nghiệp một mảnh, không phải chạy chính là ảnh chân dung thuận lợi phải đều để viên ưng cảm thấy bọn hắn không phải mưu phản mà là xuất binh bình định. nhìn thấy vân kình, phong đại quân cùng dư tùng là kích động lại cao hứng. đại tướng quân, ngươi rốt cuộc đến, lại không đến, hắn tóc trắng đều muốn ra tới. vân kình hỏi nam thành tình huống bên kia thế nào, phong đại quân nói ra vẫn còn giằng co bên trong. Muốn phong đại quân nói, kỷ huyền chính là cái phế vật. Nếu là đổi thành bọn hắn, có ba vạn đại quân, không cần ba ngày liền đem nam thành phản quân diệt. Võ Thành đã bị phong đại quân cùng Dư Tùng Bình Định, không cần Vân Kình phí chuyện gì. Vân Kình nói ra, lại có bảy ngày liền phải ăn Tết, năm nay ngay tại Lan Châu ăn Tết đi. Phong đại quân cười ha ha, nói ra, tướng quân, năm nay ăn Tết, nhất định phải để các tướng sĩ ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu trong túi có tiền, cũng có lực lượng. Vân Kình quét phong đại quân liếc mắt, ngoạ miếng thịt lớn không có vấn đề, uống từng ngụm lớn rượu thì thôi. Hành quân đánh trận, nơi nào có thế uống từng ngụm lớn rượu. Nhiều nhất uống hai miệng đau đốt, ủ ấm thân thể. Nói xong cười, phong đại quân đem hắn vẽ ra chế địa đồ mở ra, cùng Vân Kình nói ra, tướng quân, cái này sự tình lan châu đến hạo thành địa đồ mấy người tụ cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống chiến sự cái này nói chuyện chính là hơn nửa đêm nói xong về sau đầu bếp đưa bữa ăn khuya tới phong đại quân vừa ăn vừa hỏi vân kình đại tướng quân ta nghe nói phu nhân bị thích khách ám sát phu nhân hiện tại thế nào hoàng đế này cũng thật là có thể cũng dám ám sát phu nhân phu nhân thế nhưng là đại tướng quân trong tim thịt ám sát phu nhân cũng không chính là bức đại tướng quân tạo phản mà chẳng qua cũng thua thiệt hoàng đế một cử động kia liền nhà hắn đại tướng quân tính tình cũng là bị cái này sự tình kích động đến bằng không còn không biết ngày tháng năm nào quyết định nghĩ hắn giữa năm liền ra tới chờ nửa năm mới rốt cục chờ đến đại tướng quân hạ quyết tâm mưu phản muốn tướng quân còn chưa tới hắn đều phải về du thành vân kình biết nói ra phu nhân không có việc gì chính là liễu nhi thân thể quá yếu ngọc hy đã thoát ly nguy hiểm tính mạng hắn cũng không quá lo lắng nhất làm cho hắn lo lắng chính là liễu nhi liễu nhi thân thể kia hắn rất lo lắng nuôi không ngừng nữ nhi này phong đại quân nghe thôi nói ra tướng quân cũng không cần quá lo lắng chờ chúng ta chiếm hạo thành đến lúc đó liền đi tìm danh y tin tưởng nhất định có thể đem nhị cô nương chữa khỏi vân kình lắc đầu nói ra liễu nhi là tiên thiên không đủ nàng tình huống này chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng liễu nhi coi như nuôi ở đoán chừng về sau thân thể cũng sẽ không tốt. Phong đại quân thấy thế cũng không biết như thế nào an ủi. Lúc ngủ, Phong đại quân cùng Dư Tùng nói lên chuyện này. Trước đó còn có chút tiếc nuối phu nhân lại sinh cái cô nương, bây giờ xem ra vẫn là sinh cái cô nương tốt. Nếu là con trai như vậy người yếu, về sau như thế nào kế thừa tướng quân y bác? Dư Tùng nghe lời này lập tức nói, mặc kệ sinh nhi sinh nữ, kia cũng là tướng quân việt nhà ngươi cũng không nên dính vào nói xong lời này dư tùng lại vội vàng nói ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng cho đại tướng quân đưa nữ nhân nếu để cho phu nhân biết đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng phong đại quân cũng không phải cái làm oan chính mình người tại võ thành khoảng thời gian này hắn liền tiếp nhận hai cái tiểu thiếp về sau còn chuẩn bị đưa cái cho dư tùng bị dư tùng cự tuyệt phong đại quân nở nụ cười nói ra tướng quân muốn mỹ nhân, nơi nào còn cần ta đưa. Chờ tướng quân chiếm lĩnh toàn cái Tây Bắc, có là mỹ nhân ôm ấp yêu thương, nơi nào còn cần hắn phí công phu này. Về phần nói tướng quân muốn hay không những cái này mỹ nhân, vậy liền nhìn tướng quân ý chí có đủ hay không kiên định. Chương 604, quan binh mảnh vu hổ, 2 Trong ruộng che một tầng thật mỏng xương, xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng xương, có thể nhìn thấy phía dưới sơ cứng thổ địa cứng rắn đông lạnh mà khô nứt. Nhánh cây cũng trụi lũi, gió thổi qua đến, chập chờn phải chi chi mà vang lên. Thu sương xoa xoa đôi bàn tay, hướng phía phù thanh la nói ra, cô nương, ta đi sơn thượng nhìn xem có thể hay không đánh đến chút giả vật. Đánh tới giả vật, cũng có thể thêm thêm đồ ăn. Phù thanh la nói ra, đừng đi, cái này giữa mùa đông, đi sơn thượng quá nguy hiểm. Thu Sương cùng Thu Vũ đi theo bên người nàng, cũng là nếm nhiều nhất đầu. Thu Sương nói ra, cô nương yên tâm, ta ngay tại bên ngoài nhìn xem, sẽ không tiến trên núi. Bây giờ bên ngoài loạn thành một bầy, các nàng có tiền cũng không dám ra ngoài mua đồ. Mặc dù có võ công, nhưng thế đơn lực bạc, cũng may trước đó các nàng liền mua một chút lương thực, có thế ăn vào sang năm tháng 2. Chẳng qua cô nương mang thân thể, những ngày này không ăn được, sắc mặt rất kém cỏi. Phù Thanh La nói ra, kia để Thu Vũ đi theo ngươi cùng đi, hai người các ngươi ra ngoài ta cũng yên tâm. Nàng đã nửa tháng không ăn thịt. Kỳ thật Phù Thanh La còn tốt, trong nhà mua kia ba con gà mái mỗi ngày đều có thế tiếp theo đến hai cái trứng gà. Thu Sương cùng Thu Vũ, mỗi ngày chỉ đều gặm qua qua thô lương, trứng đều không nở ăn. Chỉ là, mỗi ngày đều ăn trứng gà, cũng chán ăn lệch ra. Thu Sương lắc đầu nói ra, này làm sao thành cô nương mang hài tử, nơi nào có thế một người. Cô nương đừng lo lắng ta, ta ngay tại bên ngoài đi dạo. Mùa đông động vật đều ngủ đông, muốn đánh tới con mồi liền phải xem vận khí. Thu vũ cũng không nguyện ý đi theo thu sương cùng đi sơn thượng, cô nương, thu sương tỷ tỷ có chừng mực, ngươi đừng lo lắng. Thu sương tổng giá cao mua được một bộ cung tiễn, lên núi. Cũng như nàng đối phù thanh la nói, không có vào núi sâu, chỉ ở bên ngoài đi dạo đi dạo nửa ngày, không có nửa điểm thu hoạch, đang chuẩn bị đi về, vậy mà nghe được tinh tế vỡ nát thanh âm. Thu sương sắc mặt vui mừng, lặng lẽ đi qua, đã nhìn thấy cách đó không xa một con màu xám con thỏ. Thu sương là cùng phù thanh la cùng một chỗ cùng sư phụ học tập kỵ xạ, học được cũng không tệ lắm. Chỉ một mũi tên, liền đem con thỏ bắn trúng. Nàng cũng không nhiều dừng lại, nhặt con thỏ liền chuẩn bị xuống núi thế nhưng là đi tới giữa sườn núi nàng nhìn thấy có một đám người tới gần làng thấy thế thu sương cảm thấy không tốt lập tức đem trong tay con thỏ giấu kỹ sau đó chạy vội xuống núi nhìn thấy phù thanh la thu sương nói ra cô nương không tốt có một đám quan binh tới chúng ta đi sơn thượng tránh một chút đi sau khi xuống núi thu sương nhìn thấy đến những người này mặc chính là quan sai quần áo thu vũ không đại đồng ý nói ra cái này lớn trời lạnh, ngươi để cô nương hướng trên núi tránh. Vạn nhất thụ hàng cảm lạnh làm sao bây giờ? Thu Vũ có ý tứ là để Phù Thanh La giả bệnh. Thu Sương nói ra, vạn nhất những người này là đến bắt cô nương, cái kia giữ lại không đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới rồi. Cô nương, vẫn là đi sơn thượng tránh một chút đi. Một khi bị những người này nắm lấy, thật đúng là gọi thiên thiên mất linh gọi đất đất không ứng đâu. Phù Thanh La gật đầu nói, vẫn là đi sơn thượng tránh một chút đi. Vạn nhất những người này thật sự là đến bắt nàng, vậy liền lớn không ổn. Phù Thanh La cũng không sợ chết, nhưng là bây giờ còn mang hài tử. Còn nữa, vạn nhất những người này bắt nàng đến uy hiếp Đạt Minh, vậy làm sao bây giờ? Để phòng vạn nhất, Phù Thanh La cảm thấy vẫn là cưới sơn thượng tránh một chút cho thỏa đáng. Cũng may Phù Thanh La một đoàn người liền ở tại chân núi, lên núi cũng rất thuận tiện phù thanh la đem y phục mặt về sau liền hướng sơn thượng chạy tới thu sương mang theo phù thanh la cùng thu vũ đến một cái rách mướp lều trước cái này lều tử lý trước kia ở thợ săn về sau giá thị trường không tốt thợ săn cũng sinh hoạt không đi xuống rời đi cái này lều không ai quản liền hoang phế thu sương đem phù thanh la thu xếp tốt sau đó hướng phía thu vũ nói ra Ngươi chiếu cố tốt cô nương, ta đi tìm chút củi tới nhúng lửa. Cái này lạnh trời, nếu là không nhóm lửa, sẽ đem người sống chết cống. Qua một lúc lâu, Thu Sương liền ôm một đống củi lửa tới. Lên núi trước đó mang cây châm lửa, cho nên nhóm lửa ngược lại không phiền phức. Thu Sương nhóm lửa xong rồi, hướng phía Phù Thanh La nói ra, cô nương, ngươi chờ, ta đi đem trước đánh con thỏ mang tới. Như thế nửa ngày, bụng đã sớm không? Không may, Thu Sương trước đó giấu đồ vật, không cánh mà bay. Nhìn xem trên đất dấu chân, Thu Sương nơi nào còn có thế không biết, nàng đánh con thỏ bị người phát hiện lấy đi. Thu Vũ nhìn xem tay không mà quay về Thu Sương, hỏi: "Thu Sương tỷ, làm sao rồi? Con thỏ bị người đánh cắp đi rồi sao?" Thông tử Lý Nguyên bản cũng chỉ hơn 20 nhà, đi hơn 10 nhà, còn lại chỉ hơn 10 nhà, đều là không có đường đi có thể đi những người này cũng là thiếu ăn thiếu mặc cho nên giữa mùa đông cũng sẽ lên núi tìm ăn con thỏ một khi bị bọn hắn phát hiện khẳng định sẽ lấy đi thu sương nói ra cô nương ngươi nhịn một chút ta lại đi nhìn xem nếu là mùa xuân hoặc là mùa thu liền tốt tại trong núi lớn nơi nào sẽ còn sầu ăn dạo qua một vòng thu sương cũng chỉ đánh tới hai con chim sẻ đem chim sẻ móc rửa sạch sẽ thu sương bôi một chút muối ở phía trên nướng trước kia thu sương thường xuyên đi theo phù thanh la đi săn thịt nướng ăn số lần nhiều cũng học được mình thịt nướng nướng chính một con chim sẻ thu sương liền đem nó đưa cho phù thanh la nói ra cô nương ngươi nhanh ăn đi đều đói đã hơn nửa ngày phù thanh la ăn một con còn lại con kia chết sống không nguyện ý ăn nói ra mặc dù không nhiều nhưng cũng có thế lót dạ một chút chờ trời tối thời điểm chúng ta xuống núi nhìn xem những quan binh kia đi không cái này đêm hôm khuya khoắt ở tại sơn thượng, sẽ chết cống. Một con chim sẽ có bao nhiêu thịt, mấy ngụm liền ăn hết. Thu Vũ lắc đầu nói ra, phu nhân, ngươi ăn đi. Ngươi bây giờ là một người ăn hai người dùng, ta cùng Thu Sương tỷ còn có thế chịu chịu. Nửa ngày không ăn đồ vật, cũng có thế chịu được. Ba người đợi đến trời sắp tối, bởi vì nâng bó đuốc sẽ nhận người chú ý, cho nên chỉ có thể sờ lấy đêm đen núi, Thu Sương ở phía trước dò đường, xác định không có nguy hiểm mới khiến cho phù thanh la đi nhanh đến dưới núi thu sương hướng phía phù thanh la nói ra cô nương ngươi cùng thu vũ ở chỗ này chờ ta đi xuống trước nhìn xem cũng là phòng bị có người tại phòng tử lý ôm cây đợi thỏ vừa tới chân núi thu sương liền nghe được từng đợt bi thương tiếng la khóc nghe được thu sương trong lòng đổ đắc hoảng đến bọn hắn ở phòng bên ngoài thu sương cũng không dám trực tiếp đi vào mà là tại bên ngoài chờ một lát phát hiện bên trong yên tĩnh không có điểm tiếng vang lúc này mới cầm đao chậm rãi đi vào vào phòng phát hiện phòng tử lý không ai thu sương liền ra ngoài lại tại thôn tử lý dạo qua một vòng phát hiện trên cơ bản mỗi nhà đều đang khóc thu sương tìm được cùng với các nàng quan hệ cũng không tệ lắm một vị phụ nhân lê chị dâu từ phụ nhân kia trong miệng thu sương thế mới biết hôm nay đến bọn này quan binh là đến vơ vét lương thực cũng không phải tới tóm các nàng. Lê chị dâu ngồi dưới đất khóc đến không còn hình dáng, nói ra, đám đáng chém ngàn đao này, không chỉ có đoạt lương thực, còn đem A vọc nàng dâu cho giày xéo. A vọc nàng dâu chịu không được khuất nhục như vậy, đập đầu chết ở trên tường. Bị giày xéo nữ nhân, chỉ có một con đường chết. Tại thôn tử lý ở thời gian dài như vậy, đối thôn tử lý người hơn phân nửa cũng đều nhận biết, kia A vọc nàng dâu là cái rất hòa khí tiểu tức phụ bây giờ cứ như vậy chết rồi, thu sương trong lòng cũng khó chịu lợi hại. Nện bước bước chân nặng nề từ lê chị dâu trong nhà đi tới, thu sương liền đi sơn thượng tiếp phù thanh la. Bởi vì bọn này quan binh đã đi, cũng không lo lắng, cho nên xuống núi thời điểm đốt miếng lửa đem. Vào phòng, nhìn xem lật phải không còn hình dáng phòng, dù là ba người sớm có chuẩn bị tâm lý, thần sắc vẫn là rất khó coi. Phù Thanh La nói đầu, hất lên quan sai gia, làm lấy đạo phỉ sự tình. Dạng này quan phủ, làm sao không làm cho lão Bách tính tạo phản? Thu Sương nói ra, Thu Vũ, đi xem một chút lương thực còn ở đó hay không. Lúc ấy vì phòng bị vạn nhất, bọn hắn chỉ lưu lại hai túi lương thực tại trong phòng bếp. Thu Vũ rất nhanh đến nàng ngủ phòng nhìn dưới lầu, sau khi trở về nói ra, cô nương, Thu Sương tỷ, lương thực đều còn tại, không cần lo lắng. Thu Sương cùng Thu Vũ tại một cái khác phòng dưới giường gạch đào cái động, lương thực liền núp ở bên trong. Trong loạn thế, nếu là liền giấu lương điểm ấy thường thức đều không có, cái kia cũng sống không được. Thu Sương gật đầu nói, lương thực tại liền tốt. Cái này giữa mùa đông, không có lương thực, chẳng khác nào là muốn mạng người. Thu Vũ nha một tiếng, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, mở ra ổ gà xem xét, ba con gà mái không thấy tâm hơi. Thu Vũ Sách khóc lên, nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? Vẫn chờ gà mái hạ trứng gà cho cô nương ăn đâu? Lúc ấy hoa giá tiền rất lớn mua cái này ba con gà mái, chính là vì để bọn chúng hạ trứng gà cho cô nương cải thiện cơm nước. Phù Thanh La nói ra, người không có việc gì liền tốt. Thu Sương nói ra, ngày mai ta lại đến núi nhìn xem. Hy vọng vận khí tốt, có thể đánh đạt tới con mồi, dạng này liền có thể ăn một đoạn thời gian. Phù Thanh La lắc đầu nói ra, ta luôn cảm thấy quan binh lần này chạy đến thôn tử lý đến đoạt lương không đúng lắm. Thu Sương, ngươi ngày mai đi trên trấn nhìn xem bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào. Khoảng thời gian này một mực đang làng, với bên ngoài tình huống không biết chút nào. Thu Sương ánh mắt sáng lên, nói ra, cô nương, ngươi nói có đúng hay không nghĩa quân lấy được thắng lợi, kỷ huyền bây giờ tại làm sắp chết dãy dụa. Phù Thanh La lắc đầu nói ra, nghĩa quân là đánh không lại kỷ huyền bằng không ngày đó cũng sẽ không liên tục bại lui có thể là phát sinh cái khác biến cố gì phù thanh la trong lòng có một cái phỏng đoán rất có thể là vân kình đánh tới chẳng qua nàng rất nhanh lại phủ nhận suy đoán này vân kình coi như muốn làm phản cũng không có khả năng chọn tại cái này giữa mùa đông những cái này quan sai sẽ chạy đến như thế vắng vẻ thôn trang cướp đoạt lương thực có thể là kỷ huyền bên kia lương thảo cung ứng không đến thu sương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phù thanh la nói đến có lý nói ra vậy ta ngày mai cùng lê chị dâu ra ngoài nghe ngóng hạ tin tức nàng mặc dù biết nói bên này lời nói nhưng khẩu âm không đúng thu sương lo lắng trước lấy phiền phức mỗi lần đi trên trấn nàng đều sẽ kêu lên lê chị dâu đương nhiên cũng sẽ không bạch phiền phức nàng mỗi lần đều sẽ giao nhất định thù lao phù thanh la gật đầu nói vậy ngươi cẩn thận một chút bây giờ thôn tử lý thành niên nam đinh không phải bị bắt chính là chạy chỉ còn lại một chút người già trẻ em thu sương nói ra cô nương yên tâm ta sẽ cẩn thận vì sợ bị vạch trần nàng đều không nói lời nào trực tiếp giả dạng làm câm điếc ngày thứ hai trời còn chưa sáng thu sương liền đi tìm lê chị dâu chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến liền có thể phải hai lượng bạc mặc dù nói hiện tại lương thực trướng thành giá trên trời nhưng hai lượng bạc cũng có thế mua 100 cân lương thực. Chuyện tốt như vậy, Lê Chị Dâu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 605, Mai Phục Thu Sương theo Lê Chị Dâu đến trên trấn, vừa đến trên trấn liền phát hiện một đám người như bị điên hướng phía một chỗ chạy tới. Lê Chị Dâu tranh thủ thời gian bắt cái phụ nhân hỏi, các ngươi đây là đi làm cái gì? Bị nắm lấy cánh tay phụ nhân thấy thoát không nổi Lê Chị Dâu, vội vàng nói, tiệm lương thực mở, tất cả mọi người đi mua lương. Ngươi đừng lôi kéo ta, ta cũng muốn đi mua lương. Lê chị dâu đại hỷ, đem phụ nhân để tay mở, hướng phía thu sương nói ra, chúng ta cũng đi nhìn xem, nếu là thật sự có lương thực bán, ta cũng mua chút trở về. Hai tháng trước trên trấn tiệm lương thực liền đóng cửa. Cũng không biết vì cái gì này sẽ tiệm lương thực lại lần nữa mở. Thu Sương có chút hoài nghi, trực giác không được tốt, nhẹ giọng nói, đợi chút nữa hỏi một chút, vì sao tiệm lương thực sẽ bán lương? Đối với những cái này thương nhân lương thực trong tay còn có lương, điểm ấy thu sương không kỳ quái. Những người này trữ hàng lương thực, cũng là vì bán cái giá tốt. Nhưng lúc này bán lương, khẳng định có kỳ quặc. Tiệm lương thực cổng, sắp xếp 6 đầu đội ngũ thật dài, bên cạnh có hơn 30 nha sai ngay tại duy trì trật tự thu sương cùng lê chị dâu cũng rất thức thời đứng ở trong đó một đầu tương đối ngắn trong đội ngũ lê chị dâu nhìn xem phía trước còn có mấy chục người sốt ruột nói cái này vạn nhất đến phiên chúng ta lương thực bán xong làm sao bây giờ trong tay nàng có thu sương cho hai lượng bạc chuẩn bị toàn bộ đổi lương thực dạng này cả nhà có thế nhịn đến đầu xuân thu sương không nói gì nàng này sẽ sợ mở miệng gây nên sự chú ý của người khác chẳng qua nàng cũng hy vọng có thể mua chút lương thực tinh trở về, cho nhà mình cô nương cải thiện cơm nước. May mắn là, đến phiên bọn hắn thời điểm lương thực còn tại bán. Lê chị dâu nghe được nàng hai lượng bạc chỉ có thể mua 20 cân thô lương, vành mắt đều trừng lớn, cái gì? Một lượng bạc chỉ có thể mua 20 cân lương thực. Các ngươi đây là cướp bóc đâu? Bình thường một cân thô lương chẳng qua 4 năm cái tiền đồng, bây giờ phải 50 cái tiền đồng một cân, đoạt tiền cũng không phải như thế cướp. Bán lương tiểu nhị nói ra, không mua liền đi nhanh lên, chớ trì hoãn chúng ta làm ăn. Nếu không phải phản quân sắp đánh tới mạch thành đến, bọn hắn đông gia mới sẽ không bỏ được bán lương thực. Cái này lương thực lưu đến năm sau mua, đến lúc đó khẳng định là một lượng bạc một đấu. Lại tức giận, Lê Chị Dâu cũng chỉ có thể cắn răng đưa trong tay bạc đổi thành lương thực. Cái này 40 cân lương thực, miễn cưỡng đủ người trong nhà ăn một tháng. Thu Sương đưa trong tay một thỏi 10 lượng bạc đưa cho tiểu nhị nói ra, 5 lượng bạc gạo trắng, 5 lượng bạc mảnh mặt. Mua chút gạo trắng mảnh mặt trở về cho cô nương cải thiện cải thiện cơm nước. Thô lương đều tăng giá, gạo trắng mảnh mặt càng là trướng đến lợi hại. 10 lượng bạc, cũng chỉ đổi lại 30 cân gạo trắng mảnh mặt. Thu Sương cũng không cùng bọn hắn giảng không phải là, cổng lương thực cùng Lê Chị Dâu lại đi tiệm tạp hóa. Tại tiệm tạp hóa mua một chút táo đỏ, hoàng đậu này một ít hoa quả khô, cũng là tại tiệm tạp hóa thu sương rốt cuộc biết vì cái gì tiệm lương thực sẽ mở trương. Hóa ra là Tây Bắc quân phản, này sẽ đều đánh tới Lan Châu Thành bên ngoài cách đó không xa. Lan Châu Thành cách Mạch Thành cũng chỉ mấy ngày lộ trình, tiệm lương thực lão bản lo lắng phản quân đánh tới, cho nên liền nghĩ đem lương thực bán đi đổi tiền, sau đó chạy trốn. Nghe được tin tức này, Thu Sương thở dài một hơi. Vân tướng quân rốt cục phản, dạng này cô gia đoán chừng rất nhanh liền có thế thoát thân. Đi ra tiệm tạp hóa, Lê Chị Dâu có chút bận tâm nói ra, Sương cô nương, có hai người đi theo chúng ta. Các nàng cái gùi bên trong không ít lương thực, cũng không thể bị những người này đoạt đi. Thu Sương đều không có về sau nhìn, tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua cái hàng thịt, thấy thịt bày ra đang bán thịt, lúc này, Thu Sương trên người tiền bạc đều tiêu hết, suy nghĩ một chút, đem trên lỗ tai nấm tuyết vòng gỡ xuống, đổi một khối nhỏ thịt. Trên đường trở về, hai người đụng phải ba nhóm ăn cướp, trong đó có hai nhóm mặc quan sai quần áo. Thu Sương đối với những cái này quan sai rất có oán niệm, thấy những người này lại còn dám đến ăn cướp, lúc này liền ra tay đem cái này hai nhóm người đều giết. Về phần mặt khác đám kia đói xong chóng mặt đầu mới đoạt các nàng lương Thu Sương liền không có ra tay độc ác, chỉ đem hai người đánh ngất xỉu. Lê chị dâu dọa đến chân đều mềm, nói ra, Sương cô nương, những người này khẳng định sẽ tìm tới cửa. Giết quan sai, đến lúc đó tìm tới cửa, chẳng phải là muốn liên lụy người một nhà. Thu Sương bình tĩnh nói, Lê Chị Dâu, không cần lo lắng, những người này không phải quan sai, chỉ là xuyên quan sai y phục. Cũng là Thu Sương biết Tây Bắc quân mã bên trên muốn tới, cho nên mới dám đại khai sát giới, đổi thành bình thường, nàng khẳng định sẽ có kiên kỵ. Trở lại trong thôn, thu sương liền đem cái tin tức tốt này nói cho phù thanh la cô nương ta tin tưởng đại gia khẳng định cũng cùng đi theo đến lúc đó chúng ta đi tìm đại gia lời nói không nói chuyện liền bị phù thanh la lắc đầu cự tuyệt không không thể đi biết tìm đại ca nếu là đi tìm đại ca nàng không chỉ có sẽ mất đi tự do hài tử cũng có thể sẽ không có thu sương hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ tiền của chúng ta cũng không nhiều Tiền của bọn hắn đã dùng đi hơn phân nữa. Phù Thanh La nói ra, chờ Tây Bắc quân đến, đến lúc đó ngươi đi tìm Đạt Minh. Nàng cái dạng này, khẳng định không thể bốn phía đi loạn. Cũng may mắn Đạt Minh tại cho Vân Kình làm nội ứng, cũng không phải thật sự là phản tặc. Bằng không, đại ca đoán chừng sẽ cả một đời không nhận nàng. Tây Bắc quân từ Du Thành xuất phát đến Võ Thành, không có phí một binh một tốt liền đem cam túc cái này mảng lớn lãnh địa chiếm thành của mình. Có điều, loại chuyện tốt này, tại Lan Châu Thành kết thúc. Kỷ huyền khi lấy được Tây Bắc phản loạn tin tức về sau, một mặt cấp tốc triệu tập 10 vạn đại quân đến Lan Châu cố thủ Lan Châu Thành, một mặt khác phái Trần Vĩ tiến đánh Nam Thành. Bị vân kình cùng phong đại quân bọn người mắng thành rác rưởi Trần Vĩ, lần này lại dị thường hung mảnh, không hạ ba ngày, Nam Thành nghĩa quân liền tử thương gần nữa. Dương Đạt Minh có chút lo lắng, tiếp tục như vậy, dùng không được ba ngày, Nam Thành liền sẽ bị công phá. Đến lúc đó, bọn hắn thật chỉ có chạy trốn đạo thuộc địa. Tâm Phúc Nghiêm Tây lại là phi thường kỳ quái, nghi ngờ nói, đại đương gia, binh mã của triều đình bây giờ dũng mãnh, vì sao trước đó không chỉ có án binh bất động, còn biểu hiện ra rất vô năng dáng vẻ. Nghiêm Tây có chút xem không hiểu. Dương Đạt Minh trầm mặt thật lâu, nói ra, chúng ta bị kỷ huyền lừa gạt. Kỷ huyền không phải tiêu diệt không được nghĩa quân, hắn cố ý kéo lấy, là ý không ở trong lời. Nghiêm Tây buồn bực hỏi, kỷ huyền mục tiêu là ai? Có ai mặt mũi lớn như vậy, đáng giá kỷ huyền hạ bày ra như thế mâm lớn cờ? Dương Đạt Minh nói ra, mục tiêu của hắn Vân Kình. Nếu là có thể diệt trừ Vân Kình, kia Tây Bắc liền thật là thiên hạ của hắn. Tây Bắc quân tựa như một cái treo tại kỷ huyền đỉnh đầu lợi kiếm, một khi hắn có tâm làm loạn, cái này lợi kiếm liền có thể rất nhanh muốn hắn mệnh. Nghiêm Tây Phi thường sốt ruột nói, đại đương gia, kỷ huyền từ thiểm Tây triệu tập 10 vạn đại quân đến Lan Châu Thành, không tính trần vĩ trong tay binh lực, chỉ tăng thêm Lan Châu Thành bên trong nhân mã, hợp lại phải có 13-14 vạn. Vân Kình chỉ có 3 vạn binh mã, hắn đánh thắng được sao? 4 so 1 ai thua ai thắng còn có lo nghĩ mà dương đạt minh rơi vào trong trầm tư thân tiểu mậu lại sốt ruột nói đại đương gia trần vĩ binh mã đều nhanh muốn đem nam thành công phá chúng ta không thể chờ chết ở đây nha dương đạt minh lắc đầu nói ra chúng ta nhất định phải phái người đem những tin tức này cho vân kình đưa đi nếu là vân kình không có chuẩn bị tất nhiên là phải bị thua thiệt nghiêm tây đau đầu nói đại đương gia bây giờ chúng ta tự thân khó đảm bảo nơi nào còn có thế đi cho vân kình đưa tin tức dương đạt minh nói ra bất kể như thế nào nhất định phải đem tin tức đưa đi cho vân kình nếu là vân kình lần này thất bại hắn đời này đều có thể báo không được thù cho nên dù là liều mạng vừa chết hắn cũng phải đem tin tức này đưa đi cho vân kình để vân kình tâm lý nắm chắc nghiêm tây lắc đầu nói ra đại đương gia cái này không lớn thực tế chúng ta bên này cách vân kình bên kia cách xa mấy trăm dặm trên đường đều bị phong tỏa chờ tin tức của chúng ta đưa đến rau cúc vàng đều lạnh dương đạt minh không có lên tiếng bởi vì nghiêm tây nói là đúng vân kình cũng không phải là một cái cấp tiếng người coi như lần này hắn là mưu phản hắn cũng không có nóng lòng chiếm cái bệ mở rộng thực lực mà là ổn đánh ổn đâm cho nên mỗi lần hắn đều muốn phái ra rất nhiều trinh sát đến phía trước dò đường cứ như vậy tự nhiên sẽ có chút chậm trễ hình thành thôi mặt cảm thấy vân kình quá cẩn thận nói ra tướng quân những địa phương này quân đều là hèn nhát những địa phương này quân không phải chạy trốn chính là đầu hàng có cái gì tốt lo lắng vân kình nhìn thôi mặt liếc mắt nói ra phía trước địa thế phức tạp nếu là có người ở nơi đó mai phục chúng ta tất nhiên phải bị thua thiệt bọn hắn tây bắt quân mặc dù sức chiến đấu mạnh nhưng còn đạt tới chiến vô bất thắng tình trạng làm một tướng lĩnh tự nhiên hy vọng đánh thắng trận chẳng qua nếu là có thể đang đánh thắng trận đồng thời giảm bớt thương vong vậy thì càng tốt mà vân kình phương diện này liền làm tốt lắm thôi mặt nhịn không được cùng viên ưng nói thầm mấy câu tướng quân cũng quá cẩn thận cẩn thận viên ưng trừng thôi mặt liếc mắt nói ra tướng quân cái này không gọi cẩn thận từng ly từng tí đây là ổn thỏa càng là vì ba vạn tướng sĩ phụ trách. Không có mai phục, bọn hắn cũng chỉ là chậm trễ gần nửa ngày. Chỉ khi nào có mai phục, trinh sát dò xét đến, liền có thể giảm bớt không tất yếu thương vong. Thôi mặt khinh thường nói, những người kia còn chưa đánh liền chạy, nơi nào đến mai phục. Địa phương quân không chịu nổi một kích, nghe được đại danh của bọn hắn liền chạy, còn dám mai phục, nói đùa đâu. Viên ưng lười nhát cùng thôi mặt tranh luận, nói ra, tướng quân nói làm thế nào, ngươi làm theo chính là. Bằng không, bị đánh thời điểm, đừng nói huynh đệ ta không có nhắc nhở ngươi. Vân Kình nổi giận lên, trừ hoắc trường thanh, không có một người làm nói giúp. Thôi mặt cũng liền nói thầm hai câu, nào dám không nghe Vân Kình. Một khi vi phạm quân lệnh, đánh quân côn kia là nhẹ, sợ đại tướng quân trực tiếp đem đầu chặt đi xuống. Mắt thấy muốn được sống cuộc sống tốt, mệnh không có, vậy nhưng thật sự là oan sự thật chứng minh, Vân Kình cẩn thận là đúng. Phái đi ra 12 cái trinh sát, cuối cùng trở về một cái, hơn nữa còn bị trọng thương. Vân Kình nghe được trinh sát nói cao gia lĩnh có mai phục, lông mày đều không có nhảy một chút, hỏi, điều tra đến mai phục bao nhiêu binh mã sao? Coi như đụng phải đột phát tình huống, làm lĩnh quân tướng lĩnh, ở thời điểm này cũng không thể gấp, thông thả hoãn, càng không thể loạn. Trinh sát lắc đầu nói ra, cụ thể không rõ ràng, chẳng qua nhân số nhìn không ít. Bọn hắn phát hiện có mai phục, những người này liền phái người đuổi giết bọn hắn. Cũng may mắn cái khác 11 cái huynh đệ bảo hộ, hắn mới bỏ trốn. Bằng không, hắn cũng phải mất mạng tại những người kia thụ thương. Vân Kình lập tức hạ lệnh đại quân đình chỉ tiến lên, chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn không tiến đi, không có nghĩa là những người kia không đánh tới. Thôi mặt biết tin tức này về sau, lúc này dọa ra một thân mồ hôi lạnh, quá nó, không nghĩ tới thật là có mai phục. Như là không có trinh sát dò thăm tin tức, đại quân tiến vào vòng mai phục, hậu quả khó mà lường được. Chương 606, Khai Chiến, 1 Lãnh Bất Phong, kỹ huyền tướng tài đắc lực một trong, cũng là lần này lãnh binh đầu lĩnh. Tại biết có một trinh sát chạy trốn về sau, lãnh Bất Phong tức giận vạn phần, nói ra, phế vật, lại còn có thể khiến người ta chạy trở về. Nhiều người như vậy, lại còn có thể để cho cái thám tử chạy tới hồi báo người cúi đầu xuống không dám lên tiếng lãnh bất phong thuộc hạ nói ra tướng quân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thám tử chạy về đi bọn hắn mai phục sự tình cũng tất nhiên bị vân kình biết tiếp tục mai phục đã không có ý nghĩa lãnh bất phong nói ra như là đã phát hiện cái kia cũng không có mai phục cần phải trực tiếp đánh chính là dù sao cách gần đó Lãnh bất phong kỳ thật cảm thấy rất đáng tiếc, Tây Bắc quân từ Du Thành đến Võ Thành, Tây Bắc quân đánh đâu thắng đó, không có gặp được nửa điểm trở ngại, cứ như vậy vậy mà không có để Vân Kình buông lỏng cảnh giác. Nếu là Vân Kình không có phái trừ thám tử, hắn nhất định có thể đem Vân Kình tiêu diệt tại Cao Gia Lĩnh. Thuộc hạ biết về sau, có chút do dự, nói ra, tướng quân, Tây Bắc quân sức chiến đấu cường hãn, ta lo lắng nếu là chính diện đối chiến, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì còn nửa trời đông giá rét các tướng sĩ xuyên được nhiều đánh trận lúc rất cồng kềnh lãnh bất phong nói ra lại cường hãn bọn hắn cũng chỉ ba vạn nhân mã lãnh bất phong lần này mang chín vạn nhân mã ở đây mai phục lãnh bất phong nguyên bản liền so với bọn hắn nhiều ba lần binh lực lại rơi vào vòng mai phục tây bắc quân lợi hại hơn nữa cũng phải tổn thất nặng nề cho nên nói hành quân đánh trận một cái không cẩn thận liền có thể rơi cái kết quả toàn quân chết hết Vân Kình rất nhanh liền dò đối phương có 9 vạn binh mã nhiều. 9 vạn đối 3 vạn, bình thường đến nói người ít một phương biết về sau khẳng định sẽ tự loạn trận cướp. Đáng tiếc, Vân Kình mang ra cái này 3 vạn người là Tây Bắc tinh nhuệ nhất binh mã, bên trong binh sĩ đều là kinh nghiệm xa trường. Thậm chí, bên trong có không ít người vẫn là từ trong đống người chết leo ra. Cho nên, dù là bây giờ đối phương so với bọn hắn nhiều ba lần cũng không có một cái lùi bước. Không chỉ có như thế, cái này từng bước từng bước cũng đều cùng như điên cuồng, chuẩn bị giết thống khoái đâu. Đoạn đường này tới, bọn hắn chỉ là một cái lực đi đường, đều không có động thủ, ngứa tay. Biết đối phương có chín vạn binh mã, dưới tình huống bình thường khẳng định là phòng thủ. Vân Kình đi ngược lại con đường cũ, phái ra 3.000 kỵ binh tiến công, cũng là Vân Kình có lực lượng, những kỵ binh này sức chiến đấu thế nhưng là có thế cùng bắt lỗ những kỵ binh kia cùng so sánh kỵ binh giao đấu bộ binh vậy thì giống như nhập chỗ không người vân kình lần này hành vi hoàn toàn ra khỏi lãnh bất phong đoán trước biết vân kình phái ra kỵ binh chủ động tiến công hắn nhịn không được mắng một tiếng tên điên quả nhiên là người điên biết rõ ở thế yếu lại còn chủ động tiến công không phải tên điên là cái gì lãnh bất phong thuộc hạ vẻ mặt cầu xin nói ra tướng quân phản quân kỵ binh quá hung hãn chúng ta căn bản ngăn cản không nổi những kỵ binh này giết bọn hắn người, liền cùng chặt dưa gan, một chặt một cái. Hắn là sớm nghe nói Tây Bắc quân hung hãn, bây giờ giao thủ về sau mới biết được, những người này không phải hung hãn, là hung tàn, giết lên mắt người, con mắt đều không nháy mắt. Quả nhiên là có cái gì tướng lĩnh, liền mang ra cái gì binh sĩ tới. Lãnh bất phong lớn tiếng nói, ngăn cản không nổi cũng phải ngăn cản. Ta liền không tin, Chúng ta chín vạn người còn diệt không được bọn hắn ba vạn người. Truyền ta lệnh, toàn diện tiến công. Ba đối một, Tây Bắc quân lại hung hãn, cũng không có khả năng đánh thắng được hắn. Lãnh Bất Phong rất kiên cường, dù là thuộc hạ càng không ngừng chạy vào nói cho hắn tình hình chiến đấu bất lợi, thương vong thảm trọng, hắn vẫn là không hạ lệnh triệt binh. Kết quả chính là, trận chiến này nhất trực đánh tới trời tối. Trời tối, đều không nhìn thấy không nghĩ ngưng chiến cũng không xong rồi vân kình cả người là huyết địa đối quan thái cùng viên ưng nói ra kiểm kê tình huống thương vong vân kình lúc này cũng tự thân lên chiến trường ba vạn đối chín vạn không tự mình hạ chiến trận không thành thiếp thân thị vệ cao tùng xách hai thùng nước tới cùng vân kình nói ra tướng quân trước tẩy một chút đổi thân y phục lại ăn cơm đi hắn đây là lo lắng vân kình không thoải mái trước kia cũng coi như từ khi cưới phu nhân về sau tướng quân cũng rất giảng cứu. Vân Kình lắc đầu nói ra, nước đặt ở trong doanh trướng đi. Chờ lúc ngủ lại tẩy một tẩy liền có thể, này sẽ nơi nào có thời gian tắm rửa. Thương vong nhân số rất nhanh kiểm kê ra tới, viên ưng nói ra, tướng quân, chiến tử 1,685 người, trọng thương 2,935 người. Trong đó, kỵ binh chiến vong 67 người, trọng thương 198 người. Kỵ binh trang bị là tốt nhất, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất cho nên thương vong cũng là ít nhất vân kình nói ra những thương binh kia nhất định phải đạt được thích đáng trị liệu lần này xuất binh hắn đem tất cả quân y đều mang lên chỉ là thiếu y thiếu thuốc tình huống dưới thụ thương về sau vẫn là rất khó chiếm được chữa trị một khi nhịn không nổi cũng chỉ một con đường chết viên ưng nói ra lân cận đại phu cũng đều thu thập tới chỉ là không có đầy đủ dược liệu đại phu cũng không có cách nào. Vân Kình trầm mặt một chút, cùng Cao Tùng nói ra, đem phong đại quân cùng dư tùng bọn hắn toàn bộ đều triệu tập tới. Mọi người phải triển khai cuộc họp thảo luận dưới. Đám người được tin tức, đều chạy tới. Phong đại quân lên tiếng trước nhất, nói ra, tướng quân, trước đó chúng ta đạt được tin tức nói Lan Châu Thành bên trong có bốn vạn lính phòng giữ. Làm sao một chút xuất hiện chín vạn nhân mã? hẳn là kỷ huyền đem nam thành bên kia mấy vạn nhân mã cũng đều điều tới rồi vân kình lắc đầu nói ra sẽ không nếu là dạng này lan châu thành chẳng phải là hai mặt thụ địch mà lại hôm nay cái này binh mã sức chiến đấu không kém dư tùng nói ra tướng quân nếu không phải nam thành bên kia binh mã đó chính là kỷ huyền từ thiểm tây điều binh mã tới thế nhưng là thời gian ngắn như vậy nhân mã liền đạt tới lan châu thành tốc độ này nhưng khá nhanh thật giống như đã sớm chuẩn bị giống như người nói vô tâm người nghe hữu ý phong đại quân nói ra tướng quân ta trước đó liền rất kỳ quái địa phương quân yếu hơn nữa cũng không có khả năng bị ba vạn phản quân nắm mũi dẫn đi bây giờ nhìn tới kỷ huyền mục tiêu sợ là tướng quân ngươi vân kình nhớ tới ngọc hy trước đó nói với hắn mua nhiều như vậy lương thực đi ngang qua thiểm tây quản lý chi địa kỷ huyền không có nửa điểm phản ứng phản ứng này có chút kỳ quái lúc ấy vân kình còn cùng ngọc hy giải thích nói đây là kỷ huyền bởi vì chuyện năm đó sợ bây giờ nghĩ đến nơi nào là kỷ huyền sợ rất có thể kỷ huyền là cố ý hành động kỷ huyền làm như thế là cố ý cho hắn tạo phản sáng tạo tiện lợi đâu thôi mặt có chút kỳ quái nói ra cái này cũng không đúng rồi khi kỷ, kỷ lão chó chẳng lẽ thần cơ diệu toán biết tướng quân nhà ta sẽ phản kia cẩu hoàng đế vân kình nghe nói như thế sắc mặt phi thường khó coi như đúng như thôi mặt nói khi ám sát ngọc hy nhiều khả năng chính là kỷ huyền kỷ huyền mục đích ở chỗ buộc hắn mưu phản vừa vặn mượn cơ hội diệt trừ hắn đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn viên ưng tương đối cẩn thận thấy vân kình cái dạng này hỏi đại tướng quân ngươi làm sao rồi nhìn giống như có cái gì không tốt sự tình vân kình này sẽ đã khôi phục mặt không biểu tình bộ dáng nói ra chỉ chúng ta hiện tại binh lực không đủ lấy công thành, phải đợi đến đổ tranh binh mã của bọn họ khả năng công thành. Bọn hắn ra tới xung phong, đổ tranh muốn dẫn một vài thứ, cho nên chậm một bước. Điểm ấy, đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thảo luận nửa ngày, đám người cũng đều xuống dưới nghỉ ngơi, đánh trận một ngày, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Phong đại quân đi mà quay lại, thấy Vân Kình một bộ lo lắng bộ dáng, hỏi, đại tướng quân ngươi đang lo lắng cái gì năm đó bọn hắn bị bắt lỗ mọi rợ bao sủi cảo bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tướng quân long mày đều không có nhíu một cái lần này khẳng định cũng không phải bởi vì kỷ huyền điều binh tới lo lắng vân kình nói ra ta lo lắng du thành sẽ có biến cố gì vân kình cũng không sợ kỷ huyền dù là kỷ huyền đem thiểm tây tất cả binh mã điều động tới hắn cũng không lo lắng Tỉnh Thiểm Tây bên trong tất cả binh mã cộng lại cũng chẳng qua là 20 vạn. Bỏ đi Nam Thành bên kia mấy vạn nhân mã, hôm nay xuất động đã là Kỷ Huyền có khả năng điều động hơn phân nửa binh mã. Vân Kình không sợ cùng Kỷ Huyền chính diện tác chiến, cũng không sợ cùng Kỷ Huyền hao tổn, bọn hắn lương thực đủ ăn vào sang năm đầu xuân. Thế nhưng là Vân Kình lo lắng Du Thành bên kia sẽ phát sinh biến cố gì. Hoắc Thúc cùng Ngọc Hy còn có hài tử đều tại Du Thành, một khi du thành có biến cho nên hậu quả là hắn không thể tưởng tượng phong đại quân nói ra đại tướng quân phù tướng quân sẽ không ruồng bỏ ngươi còn nữa coi như phù tướng quân có dị tâm còn có nghĩa phụ cùng vệ quốc bọn hắn ở đây đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhà hắn tướng quân đây là khổ sở phu nhân cửa này hai người đang nói chuyện phái đi ra thám tử trở về bẩm báo nói tướng quân lãnh bất phong đã mang binh rút về lan châu thành bên trong vân kình nghe nói như thế thả lỏng trong lòng đầu lo nghĩ nói ra năm nay sợ là không thể tại lan châu thành bên trong ăn tết lãnh bất phong rút về lan châu thành đây là chuẩn bị bảo tồn thực lực mà bọn hắn hiện tại chỉ hơn hai vạn người khẳng định không có khả năng công thành đổ tranh lại nhanh năm trước cũng đuổi không đến cho nên năm nay cái này năm bọn hắn đoán chừng ngay tại cái này trấn nhỏ trải qua năm phong đại quân vừa cười vừa nói cái này có cái gì? Chờ sang năm, chúng ta tại Hạo Thành ăn Tết, chẳng phải là càng phong quang. Hạo Thành, thế nhưng là Tây Bắc trung tâm thành, cũng là Tây Bắc khu vực phồn hoa nhất. Tại Hạo Thành ăn Tết, cũng mang ý nghĩa bọn hắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Vân Kình cười phía dưới. Lạnh không phong trở lại Lan Châu Thành bên trong, nhìn thấy Kỷ Huyền, quỳ trên mặt đất nói ra, đại nhân, ti chức vô năng. Không phải hắn vô năng, là phản quân quá lợi hại. Kỷ huyền hỏi, lần này hao tổn bao nhiêu nhân mã? Lãnh bất phong trầm thống nói, hao tổn hơn 45.000 người. Nói xong lời này, lãnh bất phong lại nói, đại nhân, phản quân kỵ binh quá lợi hại, chúng ta có một phần ba người là chết tại kỵ binh đối phương trong tay. Đương nhiên, bộ binh cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ là cùng kỵ binh so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Kỷ huyền không có đối với cái này phát biểu ý kiến, nói ra, đối phương hao tổn bao nhiêu nhân mã. Tây Bắc quân kỵ binh sức chiến đấu như thế nào, hắn sớm có nghe thấy, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hắn bây giờ muốn biết đến sự tình bọn hắn muốn cùng Tây Bắc quân có bao nhiêu trên lệch. Lãnh bất phong nói ra, phản quân hẳn là cũng tử thương hơn vạn người. Kỷ huyền nói ra, bọn hắn đây coi là hơn một vạn, chúng ta hao tổn hơn bốn vạn, nói như vậy nên dùng nhiều hơn phản quân 4 lần binh lực mới thành. Lạnh không phong lắc đầu nói ra, đại nhân, lần này bọn hắn kỵ binh thương vong rất ít. Kỵ binh, vậy đơn giản chính là bọn hắn tiên phong doanh ác mộng nha. Kỷ huyền phụ tá nói ra, tướng quân, đối phương chỉ còn lại hơn hai vạn nhân mã, mà lại bọn hắn không có nơi hiểm yếu cùng kiên cố tường thành làm phòng thủ. Lúc này chúng ta hẳn là lại phái binh tiến đánh. Nếu như chờ Tây Bắc quân đến tiếp sau bộ đội đến, bọn hắn liền càng bị động. Lãnh Bất Phong quỳ trên mặt đất, không dám xin chiến. Tây Bắc quân quá bưu hãn, chính là để hắn mang 10 vạn binh mã đi đánh, hắn đều đánh không thắng. Cho nên, chuyện xui xẻo này vẫn là để người khác tới làm đi. Hắn liền không lẫn vào. Chương 607, khai chiến 2. Hừng đông không bao lâu, Vân Kình liền phải tin tức Kỷ huyền lại phái ra mấy vạn đại quân đến đây tiến đánh hắn. Vân Kình không có chút nào bối rối, hỏi, xúc động bao nhiêu nhân mã. Lan Châu thành tường thành kiên cố, thủ thành binh mã lại so với bọn hắn thêm ra mấy lần, lại tăng thêm bọn hắn không có công thành cái thang chờ công cụ, cho nên Vân Kình cũng không định năm trước công thành. Vân Kình là một bên chờ đợi đổ tranh ba vạn binh mã đến, một bên chuẩn bị công thành công cụ. Chẳng qua Kỷ Huyền Phái binh tới tiếng đánh bọn hắn, đối bọn hắn đến nói, thế nhưng là tin tức tốt. Kỷ Huyền Phái binh càng nhiều, hao tổn càng nhiều. Trinh sát nói ra, có 7, 8 vạn nhiều. Thôi mặt nghe được Kỷ Huyền lại phái binh tiếng đánh bọn hắn, mà lại lập tức liền phải đến, cao hứng cười ha ha, tới tốt lắm. Ta liền sợ bọn hắn co đầu rút cổ trong thành không ra đâu. Vừa vặn hôm qua giết đến không thoải mái hôm nay nhất định phải giết thống khoái. Kỵ binh đối đầu cao lớn tường thành, sức chiến đấu lại cường hãn cũng chỉ có thể nhìn qua. Nhưng mặt đất tác chiến kỵ binh tác dụng liền phát huy đến cực hạn. Vân Kình nhưng không có lên tiếng, mà là chỉ vào trên bản đồ một chỗ, nói ra, Dư Tùng, ngươi mang 5.000 binh mã từ đường nhỏ đi vòng qua. Một khi khai chiến, các ngươi từ sau chặn giết. Phong đại quân con mắt một chút sáng, hưng phấn mà hỏi thăm, tướng quân, ngươi lần này là muốn vây quét cái này mấy vạn người sao? Vân Kình nói ra, lần này nếu là có thể vây quét cái này mấy vạn người sao, chờ đổ tranh ba vạn binh mã vừa đến, chúng ta liền có thể công thành. Ba vạn người muốn tiêu diệt người ta bảy, tám vạn người, người bình thường nghe được tuyệt đối cho rằng là điên. Chẳng qua đi theo Vân Kình những người này, không chỉ có không có cảm thấy điên cuồng, ngược lại từng bước từng bước ma quyền sát trưởng, ngo ngoe muốn động cho nên nói, lĩnh quân tướng lĩnh không phải người bình thường, thuộc hạ của hắn hơn phân nửa cũng không lớn bình thường. Thôi mặt cao hứng nói ra, tướng quân yên tâm, lần này nhất định phải đem bọn hắn giết cái rắm lăng nước tiểu lưu. Để bọn hắn về sau nhìn thấy chúng ta, liền dọa đến tè ra quần. Lấy kỵ binh thực lực, thôi mặt có đầy đủ tư bản nói lời như vậy. Kỷ huyền thủ hạ có bốn cái mang binh tâm phúc tướng quân, phân biệt bao tiểu phàm, lãnh bất phong, trần vĩ, còn có người kia kêu là đới tinh quang. Lần này lãnh binh, chính là đới tinh quang. Hai quân giao đấu, lần này không có vừa lên đến liền liều mạng. Đới tinh quang ngay tại trước trận lớn tiếng kêu lên, vân kình, nếu là ngươi hiện tại tước vũ khí đầu hàng, đới gia gia tha cho ngươi một mạng. Đới tinh quang dáng dấp khôi ngô cao lớn, khí lực rất lớn, đánh trận cũng rất liều mạng. Chẳng qua hắn lại có cái khuyết điểm trí mạng, đó chính là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Cứ việc lãnh bất phong nói Tây Bắc quân dị thường hung hãn, nhưng hắn lại căn bản không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng là lãnh bất phong vô năng. Tây Bắc quân mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một làm ba đâu. Bằng không, làm sao đến mức tổng bị bắt lỗ mọi rợ đánh cho chạy trối chết. Đương nhiên, Kỷ Huyền không tin lãnh bất phong còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn cùng lãnh bất phong quan hệ vẫn luôn rất kém cỏi kỷ huyền thủ hạ cái này tướng lĩnh, vẫn luôn là mặt cùng lòng không hợp, bí mật tranh đấu rất lợi hại. Kỷ huyền đối với mấy cái này sự tình trong lòng rõ ràng, chẳng qua với hắn mà nói bốn người không cùng hắn mới yên tâm. Nếu là bốn người tốt một đầu quần mặt không nổi, hắn liền phải lo lắng đâu. Nghe được cái này khiêu khích, vân kình mày cũng không nhăn một chút. Phong đại quân cùng dư tùng bọn người lại là tức giận đến không được. Phong đại quân hướng phía vân kình nói ra, tướng quân, để ta đi đem hắn đầu chặt đi xuống. Vân Kình nhìn qua đới tinh quang thiết chùa y trong tay, nhìn ra thiết chùa y này có trên trăm cân. Phong đại quân võ công là tốt, nhưng nếu cùng đới tinh quang đối đầu khẳng định là phải ăn thiệt thòi. Vân Kình quát to một tiếng, quan thái, ngươi xuất trận. Quan thái là Vân Kình thủ hạ khí lực lớn nhất, mà lại hắn sử dụng kia một đôi song giảng là dùng tinh thiết chế tạo, nặng đến 120 cân. Phong đại quân thấy thế, lập tức lui về tại chỗ. Quan thái đại hỷ, lập tức đáp, vâng, đại tướng quân. Sau đó sách lập tức trước, hướng phía đới tinh quang nói ra, họ đới, ngươi khẩu khí thật lớn. Đến, trước hết để cho quan gia gia nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Cũng dám để nhà hắn đại tướng quân tước vũ khí đầu hàng, ngược lại là có dũng khí. Trước trận bị điểm tên, nếu là không nên chiến, khẳng định liền rơi vào hạ phong, mà lại đới tinh quang cũng là bạo tính tình dẫn theo thiết chùa y tiến lên liền cùng quan thái đánh lên quan thái cùng đới tinh quang hai người đều thuộc về đại lực sĩ võ công cũng tương đương trong lúc nhất thời hai người người này cũng không thể làm gì được người kia cuối cùng đánh thành ngang tay riêng phần mình lui về trong quân về sau không đợi đới tinh quang hạ lệnh tiến công thôi mặt liền mang theo ba ngàn kỵ binh hướng phía bọn hắn vọt tới mà vân kình thì là thối lui đến bên cạnh sườn núi nhỏ bên trên. Về phần Vân Kình vì sao muốn lui ra phía sau không có gia nhập chiến đấu, đám người không hỏi. Bởi vì Tây Bắc quân đều biết, bọn hắn tướng quân cũng không phải cái sẽ lùi bước người. Làm như vậy, khẳng định là có dụng ý của hắn. Đối Tinh Quang vẫn luôn là cái không sợ chết, dù là Tây Bắc quân đánh trận rất hung mãnh, hắn cũng không lùi bước nửa bước, nhất trực xung phong tại phía trước nhất chủ soái đều liều mạng như vậy phía dưới binh sĩ tự nhiên nhận cực lớn cổ vũ sĩ khí phóng đại vân kình đứng tại sườn núi nhỏ bên trên đem phía dưới tình trạng thấy rõ rõ ràng ràng nói ra ngược lại là cái nhân vật trước mắt cái này họ đới so với hôm qua cái kia họ lãnh mạnh ngày hôm qua cái họ lãnh đều không có lộ diện liền nhất trực co đầu rút cổ tại đại quân đằng sau phong đại quân nói ra tướng quân bắt giặc trước bắt vua để ta đi giết cái này họ đới a à. giết đới tinh quang địch nhân sĩ khí tự nhiên là tan rã vân kình nhìn qua chính giết đến thoải mái đầm đìa đới tinh quang nói ra cẩn thận một chút phong đại quân sững sờ ba giây đồng hồ chẳng qua rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đại hỷ nói ra tướng quân yên tâm ta nhất định dẫn theo người này đầu người tới gặp ngươi phong đại quân sở dĩ bắt đầu sẽ sửng sốt là bởi vì bình thường bắt vua sự tình đều là vân kình tự mình làm. Hôm nay đại tướng quân rất khác thường, chẳng qua lại làm cho hắn nhặt cái đại tiện nghi. Sự thật chứng minh, tiện nghi không phải dễ nhặt như vậy. Phong đại quân rất nhanh liền cùng đới tinh quan giao thủ. Cùng phong đại quân qua mấy chục chiêu về sau, đới tinh quan nhịn không được chửi mẹ. Mẹ nó, làm sao phản quân tùy tiện chạy đến một người năng lực đều có thể cùng hắn tương xứng, cái này còn có để cho người sống hay không phải biết đối tinh quang là kỷ huyền thuộc hạ dũng mãnh nhất tướng lĩnh bằng không cũng sẽ không tạo thành hắn không coi ai ra gì vân kình nhìn qua đánh cho khó khăn chia lìa hai người quay đầu cùng cao tùng nói ra thả tín hiệu thả tín hiệu là để dư tùng động thủ Đối tinh quan phó tướng tào hạo nghe được bọn hắn phía sau cũng xuất hiện phản quân nhìn không được chửi mẹ mấy cái này tên điên chỉ có ba vạn không đến binh mã, lại còn dám dám ở chia binh từ phía sau lưng xuống tay, chỉ có tên điên mới làm được ra, người bình thường tuyệt đối làm như vậy. Hộ vệ sợ mất mật nói, tướng quân, bây giờ nên làm gì? Tây Bắc quân mặc dù nhân số ít, nhưng bọn hắn không sợ chết, dù là bị trọng thương nhanh không được, hắn cũng phải đưa ngươi bổ nhào cắn chết hoặc là bóp chết, giết nhiều một cái là một cái. Địa phương bên trên binh sĩ nơi nào thấy qua trận thế như vậy, không ít người đều bị dọa mộng. Tào Hạo tức giận nói ra, có thể làm sao? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đỉnh trước, nhìn xem mang tướng quân bên kia tình huống lại nói. Như mang tướng quân bên kia cũng gánh không được, chúng ta lập tức lui về thành bên trong. Nếu không phải lo lắng hắn dạng này chạy trốn trở về sẽ bị tổng đốc giết chết, hắn sớm chạy. Mấy cái này Tây Bắc quân căn bản cũng không phải là người, đều là một đầu một đầu ác lan đới tinh quang cùng phong đại quân hai đánh như thế nửa ngày cũng xuống dốc nhập xuống gió thôi mặt thấy thế lập tức tới trợ trận hai đối một đới tinh quang rất nhanh rơi vào hạ phong phong đại quân nhìn thấy một cái cơ hội tuyệt vời một kiếm hướng phía đới tinh quang đầu chém tới ngay tại trường kiếm sắp chặt tới đới tinh quang đầu lúc ba mũi tên cùng một chỗ bắn đi qua phong đại quân tránh đi một tiễn trúng hai mũi tên đổ vào trên lưng ngựa Thôi mặt khẩn trương, kêu lên, tên điên. Thời khắc nguy cơ, tên hiệu đều gọi ra tới. Đới tinh quang mặc dù kém một chút liền bị phong đại quân đưa đi thấy Diêm Vương, chẳng qua hắn cũng không e ngại. Thấy thôi mặt bởi vì phong đại quân trúng tên phân thần, thiếp chủ y hướng phía thôi mặt đập tới. May mắn thôi mặt phản ứng nhanh, tăng thêm hắn kỹ thuật được, lúc này dán thân ngựa, tránh đi cái này một kích trí mạng. Vân Kình đem đây hết thảy đều rơi vào đáy mắt, quay đầu phân phó cao tùng đem bắn trúng phong đại quân mấy người món ăn rơi sau đó chính hắn thì cưỡi ngựa lao xuống sườn núi nhỏ nên chiến đới tinh quang thôi mặt thấy vân kình tự mình ra tay đương nhiên lui ra phía sau đem chiến trường để lại cho vân kình hắn thì là cảnh giác nhìn xem bốn phía để phòng lại có ám tiễn bắn ra về phần phong đại quân đã bị đưa ra chiến trường không hạ ba chiêu đới tinh quang liền thua trận đới tinh quang kêu lên Vân Kình, ta không phục. Nếu không phải trước đó thể lực tiêu hao quá lớn, hắn không có khả năng bị bại như vậy thảm. Vân Kình căn bản không cùng đới tinh quang nói nhảm, trong tay thu thủy kiếm rơi xuống, đới tinh quang đầu người liền bị chém xuống. Trên mặt đất, chỉ để lại một bãi đỏ tươi máu. Thôi mặt đem đới tinh quang đầu nhấc lên, dùng đến trường thương làm làm dơ, lớn tiếng kêu lên, đới tinh quang đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Lời này vừa rơi xuống, địa phương quân lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Một quân chủ tướng đều chết rồi, bọn hắn tiếp tục đánh còn có mệnh tại mà. Đều muốn chạy trốn, thế nhưng là những cái này Tây Bắc quân lại giết đỏ cả mắt, để bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không được. Vân Kình thấy thế kêu lớn, tước vũ khí người đầu hàng, không giết. Thôi mặt nghe nói như thế, hơi kinh ngạc, trước kia cùng bắt lỗ mọi rợ giao đấu đó cũng đều là toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại chẳng qua thôi mặt hắn rất nhanh kịp phản ứng những người này cũng không phải bắt lỗ mọi rợ nếu không phải bọn hắn bây giờ không phải là ở vào đối lập vị trí những người này nhưng chính là bọn hắn quân dự bị nghĩ tới đây thôi mặt lớn tiếng kêu lên đại tướng quân có lệnh tước vũ khí người đầu hàng không giết lời này một cái truyền một cái rất nhanh truyền qua xuống dưới tây bắc quân quân kỷ nghiêm minh Vân Kình có lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ không chống lại, nhìn thấy bỏ vũ khí xuống binh sĩ, bọn hắn đều nhảy bỏ qua không giết. Những binh lính khác thấy Tây Bắc quân thật không giết buông xuống binh khí người, từng bước từng bước đều nhanh lên đem binh khí trong tay vứt bỏ, sau đó ôm đầu ngồi sổn trên mặt đất. Tào Hạo nghe được đới tinh quan bị Vân Kình giết chết, nơi nào còn dám ngưng lại, lúc này liền hạ lệnh triệt binh. Bởi vì Dư Tùng ngăn cản, lại hao tổn một bộ phận người tài trốn về lan châu thành kỷ huyền nghe được lần này hao tổn hơn bốn vạn nhân mã lại tâm phúc ái tướng đới tinh quang còn bị vân kình giết chết trọng yếu nhất chính là vân kình vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại bị kích thích quá lớn kỷ huyền lúc này nhổ một ngụm lão huyết tào hạo thấy thế liền biết không tốt nói ra đại nhân mời đại nhân cho ti chức một cái cơ hội lập công chuộc tội tào hạo không muốn chết bằng không cũng sẽ không trốn về thành bên trong. Kỷ huyền lạnh giọng nói ra, kéo ra ngoài, chém. Hơn bảy vạn nhân mã, chỉ đem trở về hơn một vạn, không giết tào hạo lắng lại không được hắn lửa giận trong lòng. Chương 608, Khai Chiến, 3 Chiến sự vừa kết thúc, Vân Kình lập tức trở về đến phía sau, vấn an phong đại quân. Nhìn thấy giường trên giường hôn mê bất tỉnh phong đại quân, Vân Kình hỏi hầu quân y, thương thế như thế nào? hầu quân y nói ra cũng coi như phong thiên hộ vận khí tốt chỉ thiếu một chút liền mất mạng trong đó một tiễn ly tâm miệng chỉ một điểm khoảng cách mặt khác một tiễn đổ đổ chỉ là vết thương da thịt vân kình yên lòng không có nguy hiểm tính mạng liền tốt hầu quân y nói ra nếu là loại này cầm máu thuốc bột có thế lại nhiều một chút rất nhiều tướng sĩ liền có thể cứu hầu quân y có ý tứ là hy vọng vân kình có thể làm chút dạng này hảo dược cũng là cầm máu dược hiệu vô cùng tốt, hắn mới dám nhanh như vậy liền đem tiễn rút ra. Nếu không máu ngăn không được, tiễn rút ra cũng chỉ một con đường chết. Không thể không nói, Dương sư phó đối Vân Kình cùng người bên cạnh cống hiến vẫn là rất lớn. Vân Kình gật đầu nói ra, về sau sẽ tận lực làm nhiều chút tới. Chờ hắn công chiếm toàn cái Tây Bắc, liền không lo không có tiền mua dược tài. Mà Dương sư phó trước đó đã đáp ứng sẽ giúp hắn chế dược cho nên chỉ cần có dược liệu liền không lo không có tốt thuốc cầm máu phấn xác định phong đại quân không có việc gì vân kình cũng về phòng của mình đánh một trận kỷ huyền cũng không thể nhịn lại phái đại quân tiến đánh bọn hắn cho nên tạm thời là an toàn không nhiều sẽ cao tùng tiến đến cùng vân kình nói ra tướng quân ba cái kia tiễn thủ có một cái chiêu nói mục đích của bọn hắn là tướng quân ngươi vân kình hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu hỏi bọn hắn mục tiêu là ta. Cao Tùng biết cái này sự tình về sau may mắn không thôi, nói ra, vâng, mục tiêu của bọn hắn là tướng quân ngươi. Tướng quân, Kỷ Huyền tất nhiên là biết ngươi mỗi lần đánh trận ngươi đều xông lên phía trước nhất, cho nên mới phái thần tiễn thủ giấu ở chỗ tối, chuẩn bị mượn cơ hội ám sát ngươi. Cao Tùng đối Kỷ Huyền kinh bỉ thật nhiều, không có bản lãnh gia hỏa, liền biết đùa nghịch những cái này bị ổi thủ đoạn. Vân Kình sắc mặt một chút đen đối với Vân Kình đến nói, chán ghét nhất chính là phía sau bắn lén, chẳng qua ngẫm lại Kỷ Huyền làm người, hắn cũng thoải mái. Kỷ Huyền nguyên bản là cái âm hiểm tiểu nhân, sẽ làm dạng này sự tình cũng không kỳ quái. Chạng vạn tối thời điểm, Viên ưng cùng thôi mặt tới cho Vân Kình báo cáo tình huống. Viên ưng nói ra, tướng quân, chúng ta lần này chiến tử 1,315 người, trọng thương một người. Cùng hôm qua so, hôm nay thương vong muốn ít rất nhiều cũng là hôm nay không có nửa ngày liền kết thúc chiến đấu, cho nên thương vong cũng liền nhỏ. Vân Kình gật đầu, quay đầu hỏi Thôi Mặt, lần này bắt bao nhiêu tù binh? Bọn hắn nhân mã quá ít, cần mở rộng binh lực. Thôi Mặt nói ra, tướng quân, chúng ta tù binh 23.783 người. Đây đều là hoàn hảo không chút tổn hại, bị thương nhẹ không có bao quát ở bên trong. Vân Kình nói, hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không lưu lại nếu là nguyện ý lưu lại, ra tay trước một tháng quân lương. Nếu là không nguyện ý lưu lại, lại võ thành các nơi, để bọn hắn ăn no về sau rời đi. Thôi mặc ít một tiếng, nói ra, tướng quân, đã không quy thuận, làm cái gì còn muốn lãng phí lương thực, không nguyện ý lưu lại trực tiếp giết chính là, vạn nhất bọn hắn lại chạy về Lan Châu Thành làm sao bây giờ. Vân Kình nói ra, chờ Lan Châu Thành đánh hạ đến, bọn hắn muốn trở về cũng cũng không thể ngăn đón hắn lại không ngốc làm sao có thể hiện tại thả những người này bọn hắn về lang châu thành bên trong một khi trở lại lang châu thành bên trong coi như chính bọn hắn không nguyện ý đang chiến tranh kỷ huyền cũng sẽ buộc bọn hắn thủ thành thôi mặt hỏi tướng quân tại sao phải làm cho như vậy phiền phức viên ưng nhịn không được xen vào một câu nói ra thôi mặt những binh lính này không phải bắt lỗ mọi rợ sao có thể giết giết bọn hắn về sau những địa phương kia quân phản kháng sẽ càng thêm lợi hại. Hơn nữa còn có cái khác hậu hoạn. Thôi mặt hừ lạnh một tiếng, lợi hại. Bọn hắn có thế lợi hại đi nơi nào? Chỉ cần kỵ binh của hắn mới ra, những người này chẳng phải là cái gì. Vân Kình nói ra, bọn hắn nếu là về nhà làm ruộng, về sau cũng có thế giao thuế má nuôi sống các ngươi. Những binh lính này phần lớn đều là con em bình dân. Để bọn hắn trở về khẳng định là về nhà làm ruộng thôi mặt đầu tiên là sững sờ ngược lại vừa cười vừa nói vẫn là tướng quân nghĩ đến lâu dài cũng là hắn đầu óc một chút không có quay lại chỉ cho là đánh xong liền đi lại quên đi một khi tướng quân thống trị toàn cái tây bắc những người này đều là tướng quân con dân vào buổi tối dư tùng vội vã đi vào cùng vân kình nói ra tướng quân du thành gửi thư nói xong hai tay dâng lên một chồng tính kiện vân kình đem phù thiên lỗi tin trước hết nhất mở ra sau khi xem xong thần sắc hòa hoãn không ít phù thiên lỗi tại tính kiện thảo luận hắn đưa về vàng bạc đã thu được đã phát một bộ phận đến tướng sĩ trong tay tiền trợ cấp cũng sẽ tại năm trước phát xuống đi đương nhiên tiền trợ cấp bây giờ chỉ giới hạn trong du thành cùng tân bình thành chiến tử tướng sĩ địa phương khác tạm thời còn chứng thực không đúng chỗ dư tùng vừa cười vừa nói tướng quân Đỗ tranh bọn hắn còn có ba ngày liền có thể đến cái này cùng chúng ta tụ hợp. Sớm ngày đến, sớm ngày đem Lan Châu Thành công phá. Vân Kình nói ra, sau này chính là ăn Tết. Nói cách khác, đỗ tranh mang ba vạn người muốn tới ngày đầu tháng Giêng đến. Cuối năm còn muốn đi đường, đây đối với Tây Bắc quân đến nói cũng là đầu một lần. Dư Tùng vừa cười vừa nói, đánh xong trận chiến này, đến lúc đó để mỗi một ngày thời gian đều cùng ăn Tết giống như về sau mỗi ngày thịt cá, chẳng phải là mỗi ngày đều cùng ăn Tết giống như. Vân Kình cũng lộ ra nụ cười, những cái này tướng sĩ nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ tạo phản, không phải liền là tin tưởng hắn có thể để cho bọn hắn vượt qua hào thời gian mà. Nói dứt lời, Vân Kình tiếp tục xem tin. Hắn trước đem Hoắc Trường Thanh cùng đổ Tranh cùng hướng vệ quốc đám người tin sau khi xem xong, cuối cùng mới nhìn Ngọc Hy tính kiện. Ngọc Hy tin rất dày, vài người khác cộng lại đều không có nàng tin dày mở ra tin xem xét vân kình trong lòng buông lỏng không ít bởi vì chữ này viết rất có lực chỉ nhìn chữ này liền biết ngọc hy khôi phục được không sai ngọc hy trong thư cũng không có viết cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu nói là chính nàng khôi phục tình huống cùng táo táo cùng liễu nhi sự tình tin cuối cùng ngọc hy căn dặn hắn nhất định phải hồi âm vân kình xem xong thư về sau cười nâng bút hồi âm một trận đánh xong, đôi bên lâm vào dằn co bên trong. Có điều, Nam Thành bên kia liền không có may mắn như vậy. Trần Vĩ tìm tới 9 ngày thời gian, so trước kia thêm ra gần 3 ngày thời gian, rốt cục đem Nam Thành công phá. Bành lương công để quân viễn bác đoạn hậu, hắn thì mang theo 2.000 nhân mã đào mệnh đi. Quân viễn bác không có cự tuyệt, liền mang theo còn lại 5.000 tàn binh chuẩn bị cùng Trần Vĩ làm trận chiến cuối cùng. Dương Đạt Minh nói ra, Sa bác huynh, Trần Vĩ có hơn 5 vạn binh mã, ngươi dạng này chẳng khác gì là chịu chết. Dương Đạt Minh cũng không cùng Bành Lương Công cùng một chỗ trốn, ngược lại chủ động lưu lại. Quân viễn Bắc nói ra, chẳng lẽ cũng cùng đại nguyên soái đồng dạng, cũng trốn hướng thuộc địa sao? Trốn hướng thuộc địa liền an toàn sao? Đừng ngốc, trốn hướng thuộc địa, đồng dạng không an toàn. Thuộc trung tổng đốc tuần phủ làm sao lại bỏ qua bọn hắn đâu? Mà lại, từ nam thành đến thuộc địa đường xá giang nguy có thể hay không bình an đến thuộc địa cũng là một cái vấn đề dương đạt minh nói ra không phải tây bắc quân đã phản chúng ta tránh trước trần vĩ trốn đến trong núi đi chờ tây bắc quân đánh tới đến lúc đó lại tìm nơi nương tựa tây bắc quân đi dương đạt minh cũng là kính trọng quân viễn bắc nhân phẩm không muốn xem hắn hy sinh vô ích rơi quân viễn bắc lắc đầu nói ra vân kình thủ hạ cường tướng như mây chướng mắt chúng ta. Mặc dù nói Vân Kình hiện tại cũng phản loạn, thuộc về phản tặc, nhưng người ta đến cùng là quân chính quy, nơi nào để ý hắn cái này giả lộ ra tới. Dương Đạt Minh nói ra, Vân Kình nếu là chiếm lĩnh Tây Bắc, khẳng định là muốn chiêu binh mãi mã. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi bộ đội, lấy quân huynh cái này một thân võ nghệ, còn sợ bác không đến cái tiền đồ sao? Dương Đạt Minh tính tình đến lúc đó để quân viễn bác lấy người bình thường thân phận đi đi bộ đội. Quân viễn bác biết Dương Đạt Minh vì muốn tốt cho hắn, nói ra, huynh đệ, ta nhận ngươi phần nhân tình này. Có điều, ta lại không thể vứt xuống những huynh đệ này. Dương Đạt Minh nói ra, quân huynh, ngươi nếu không đi, chẳng qua là chết nhiều một người mà thôi. Quân viễn bác đi cùng không đi, những cái này tàn binh kết cục đều đã chú định. Quân viễn bác lắc đầu nói ra, Dương huynh đệ, hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Thừa dịp Trần Vĩ còn không có giết tới, ngươi đi nhanh đi. Nam Thành lân cận nhiều sơn lâm, Dương Đạt Minh mang theo nhân mã của hắn trốn ở trong núi một đoạn thời gian, Trần Vĩ muốn lục soát hắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tây Bắc quân phản loạn cho bọn hắn cơ hội, nếu không Trần Vĩ phái ra mấy vạn người lục soát núi, bọn hắn trốn ở trong núi cũng vô dụng. Dương Đạt Minh thấy khuyên không thông, cũng không còn khuyên, hướng phía quân viễn bác hai tay ôm quyền, nói ra, quân huynh, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn hy vọng quân viễn bác có thế trốn qua kiếp này. Quân viễn bác cũng sách hai tay ôm quyền, nói ra, bảo trọng. Dương Đạt Minh mang theo hắn một đám thuộc hạ ra Nam Thành, trước đó Dương Đạt Minh liền cho rằng nghĩa quân không thành tài được, cho nên hắn sớm làm các loại chuẩn bị. Vừa chạy ra Nam Thành, đám người bọn họ cấp tốc chui vào một trong núi trong núi này có một cái huyệt động có thế dung nạp một hai trăm người là dương đạt minh một cái thuộc hạ phát hiện dương đạt minh trước đó phái người ở đây chứa đựng một chút lương thực cũng là bởi vì sợ bị người phát hiện cho nên chứa đựng cũng không nhiều chỉ đủ đám người bọn họ ăn nửa tháng trái phải đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể buông ra cái bụng ăn nghiêm tây hỏi đại đương gia nếu là vân kình thất bại chúng ta làm sao bây giờ bọn hắn bây giờ tình huống có thể nói là được ăn cả ngã về không? Thân tiểu mậu nói ra, vân kình thất bại, chúng ta lớn không được làm lại nghề cũ. Đại đương gia, ngươi nói có đúng hay không? Bọn hắn có hơn 90 người, đến lúc đó một lần nữa tuyển nhận đám nhân mã, đồng dạng có thể trôi qua tiêu giao tự tại. Dương Đạt Minh nói ra, nếu là Vân Kình thất bại, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn đến tận đẩu tận đâu. Vân Kình thất bại, ngoài ý muốn kỷ huyền lại không có nỗi lo về sau, đến lúc đó, Tây Bắc chính là một phen khác thiên địa. Thân tiểu mậu nói ra, hy vọng Vân Kình có thể thắng. Nghiêm Tây lại là nghĩ đến nhiều, nói ra, đại đương gia, coi như Vân Kình thắng, hắn sẽ nhận lấy chúng ta sao? Ta thế nhưng là nghe nói hắn giết không ít thổ phỉ mã tặc đâu. Dương Đạt Minh nói ra, nếu là Vân Kình thắng, ta sẽ đi đầu nhập Vân Phu Nhân. Hắn đầu nhập Vân Kình, khẳng định là không có tiền trình. Còn không bằng đi đầu quân vân phu nhân, nói không chính xác cũng có thể xông ra một con đường ra tới đâu. Nghiêm Tây rơi vào trầm tư. Thân tiểu mậu nói ra, đại đương gia, vân phu nhân mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng đến cùng là một cái nương môn. Đầu nhập một cái nương môn, có thể thành chuyện gì? Dương Đạt Minh nói ra, ta tình huống rất phức tạp, một đôi lời nói không rõ ràng chẳng qua các ngươi cùng ta không giống đến lúc đó các ngươi có thể đi đi bộ đội tây bắc quân thanh danh cho tới nay đều rất tốt chỉ là tây bắc quân cũng không phải ngươi nghĩ ném nó liền thu nghiêm tây nói ra đại đương gia ngươi đi nơi nào chúng ta liền theo đi đâu sao có thể vứt xuống đại đương gia chính bọn hắn đi chạy tiền đồ đâu dương đạt minh vừa cười vừa nói hiện tại tranh cái này làm cái gì còn không biết Vân Kình có thể hay không thắng đâu. Mặc dù Dương Đạt Minh đối Vân Kình có lòng tin, nhưng là đôi bên binh lực cách xa quá lớn, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nghiêm Tây trầm mặt một chút, nói ra, tướng quân, chúng ta đi ra xem một chút, có thể hay không tìm tới một chút ăn. Cũng không biết muốn trong núi ngốc bao lâu thời gian, chứa đựng những cái kia lương thực có thế bất động, vẫn là không nên động đi. Dương Đạt Minh đứng lên nói ra, đi, cùng đi. Mặc dù là mùa đông, nhưng ở trong thâm sơn này, luôn có thể tìm tới ăn. Chương 290, Phát Hỏa Chiến báo từng đạo mang đến Kinh Thành, hiện lên đến Hoàng đế ngự án bên trên. Hoàng đế nhìn xem mới nhất đưa lên chiến báo, tức giận đến một bàn tay đập vào ngự án bên trên, nổi giận mắng, một đám phế vật. 14 vạn người đánh 3 vạn người, lại bị đánh cho quân lính tan rã, tổn thất nặng nề. Vu tướng đứng ra nói ra, tướng quân, hẳn là nhanh chóng điều động đại tướng tiến về Tây Bắc ổn định Tây Bắc chiến cuộc. Lại để cho kỷ huyền như thế đánh xuống, Tây Bắc lập tức liền phải rơi vào vân kình trong tay. Hoàng đế nói ra, vậy ngươi nói phái ai đi phù hợp. Trần Vũ đứng ra, nói ra, bệ hạ, thần nguyện tiến về thảo phạt mây tặc. Bây giờ Vân Kình tại triều đình một đám trọng thần trong mắt, đã biến thành mây tặc. Hoàng đế lắc đầu nói ra, ngươi không thích hợp lần trước Trần Vũ liền mấy ngàn cái vĩ tặc đều đối phó không được, làm sao có thể đối phó được Vân Kình. Vu tướng đề cử Lư Gia Đại Lão Gia Lư Bác Đạt, Hoàng thượng, Lư tướng quân dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần lập chiến công, Hoàng thượng hạ chỉ lấy hắn phái binh tiến về Tây Bắc Bình Định. Lư Bác Đạt trấn giữ Tây Nam, nhiều lần trấn áp lại Tây Nam dân tộc thiểu số phản loạn. Vu tướng đề cử hắn, tuyệt đối ra ngoài công tâm. Hoàng đế lúc này liền hạ thánh chỉ, bổ nhiệm Lưu Bác Đạt vì bình Bắc đại tướng quân, điều khiển 10 vạn đại quân tiến về Tây Bắc Bình Định. Tin tức này đối Lưu Gia đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Gia nhị lão gia lập tức đi tìm Lưu Lão Thái Gia Tử, nói ra, cha, lần này hoàng đế bổ nhiệm đại ca vì bình Bắc đại tướng quân, là họa không phải phúc nha. Vân Kình mang theo Tây Bắc quân thế như trẻ tre, đại ca hắn mặc dù chinh chiến am hiểu hơn 20 năm, nhưng lại chưa chắc là Vân Kình đối thủ. Lưu lão thái gia nói rất bình tĩnh, là họa cũng chạy không thoát. Lại lo lắng có làm được cái gì, chẳng lẽ còn dám chống chỉ. Lưu nhị lão gia nhìn hắn cha như vậy bình tĩnh, cũng rất nhanh trấn định lại. Chẳng qua hắn có một cái nghi vấn không nghĩ thông suốt, nói ra, cha, người nói Vân Kình vì sao đột nhiên sẽ chọn ở thời điểm này mưu phản. Vân Kình mưu phản mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể nói là hợp tình lý. Bị hoàng đế cùng vu gia, Tống gia cùng một chỗ chèn ép, nếu là không mưu phản cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là lưu nhị lão gia không nghĩ ra sự tình, tại sao lại tại cái này giữa mùa đông mưu phản, ra dạng này sự tình, cái này năm cũng đừng nghĩ qua. Lưu lão thái gia nói ra, ra sao nguyên nhân không trọng yếu, trọng yếu chính là Vân Kình đã phản. Hiện tại thảo luận Vân Kình vì sao mưu phản, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lưu nhị lão gia thở dài một hơi nói ra, Bây giờ kiến nghiệp cùng Arim đều tại Tây Bắc trong quân, ta lo lắng bọn hắn sẽ thụ liên lụy. Lưu lão gia tự nói ra, ngày đó, ngươi liền không nên để Arim đi Tây Bắc trong quân. Lưu lão gia tự đối với Lưu nhị lão gia lúc trước quyết định này, cũng không đồng ý, chỉ là Lưu nhị lão gia kiên trì, hắn mới không có phản đối đến cùng. Lưu nhị lão gia cũng rất hối hận, chỉ là bây giờ hối hận cũng không hề dùng, cha, vân kình mưu phản, theo lý mà nói coi như hoàng đế không trách tội hàng gia, cũng không nên để hàng kiến minh tiếp tục đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức. Nhưng bây giờ hàng kiến minh còn tại binh bộ thượng thư vị trí bên trên ngẩn đến thật tốt. Lư lão gia tử hướng liếc mắt tiểu nhi tử, hỏi, ngươi hoài nghi vân kình mưu phản, cùng hàng kiến minh có quan hệ. Lư nhị lão gia nói ra, không phải không khả năng này. Cũng là có sự hoài nghi này, hắn mới lo lắng nhi tử cùng con rể. Bằng không, có hàng ngọc hy tại, con rể cùng nhi tử tất nhiên không có việc gì, hắn liền sợ ở trong đó có biến cố gì. Lần này, lưu lão gia tử cũng nhìn không thấu trong này nguyên nhân. Ngày hôm đó lúc chạm vạn tối, hàng kiến minh rốt cục thu được Tây Bắc tính kiện, xem xong thư về sau, hàng kiến minh sắc mặt xanh lét lại trắng, thấp giọng nói ra, tại sao sẽ là như vậy? Mặc dù Ngọc Hy mới ra sự tình hàng cắt liền để người đưa tin hồi kinh, nhưng dọc theo con đường này đều không thái bình tăng thêm thời tiết không tốt mới đưa đến tin giờ mới đến cũng là hứa võ cẩn thận đưa tin cũng không phải là tây bắc hán tử bằng không có thể hay không tiến kinh thành cũng là một cái vấn đề hàng hạo nhìn không đúng lắm hỏi quốc công gia xảy ra chuyện gì rồi cô gia mưu phản quốc công gia đều không có cái dạng này hàng kiến minh nói ra đi mời triệu tiên sinh tới lúc này hàng kiến minh cũng có chút loạn. Hắn là thật không nghĩ tới, vân kình mưu phản vậy mà là hàng kiến nghiệp đưa đến. Triệu tiên sinh đi tới, hỏi, quốc công gia, Tây Bắc gửi thư, nói cái gì? Nhìn hàng kiến minh sắc mặt khó coi, là hắn biết ra đại sự. Hàng kiến minh nói ra, kiến nghiệp tại Tây Bắc nhìn trúng nữ nhân, hắn mang nữ nhân này đi gặp Ngọc Hy, kết quả Ngọc Hy bị nữ nhân này đã thương, dẫn đến khó sinh. Nói xong lời này, Hàng Kiến Minh trên mặt ửng hồng, chọc tức. Triệu Tiên Sinh sửng sốt một chút, nói ra, nữ nhân này là sát thủ. Thấy Hàng Kiến Minh gật đầu, Triệu Tiên Sinh cũng im lặng. Hàng Kiến Minh cười khổ một tiếng, nói ra, Ngọc Hi ngày thường mặc dù cẩn thận cẩn thận, nhưng nàng sẽ không đối kiến nghiệp có chút phòng bị. Những người này chính là lợi dụng điểm ấy mới xính. Hết lần này tới lần khác kiến nghiệp cũng không phải là cái khéo léo người, cứ như vậy bị người lợi dụng. Triệu tiên sinh cũng cảm thấy cái này sự tình khó giải quyết vô cùng, nói ra, quốc công gia, vân kình mưu phản thời gian, ngay tại phu nhân sau khi bị thương, có thể hay không phu nhân xảy ra chuyện rồi. Cách xa nhau ngàn dặm, tin tức quá lạc hậu. Hàng kiến minh lắc đầu nói ra, coi như không chết, dưới tình huống đó sợ cũng phải đi rơi nửa cái mạng. Thụ thương thêm khó sinh, có thế nhặt về một cái mạng coi như may mắn. Triệu tiên sinh nghe xong lời này, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, nói ra, không biết còn tưởng rằng Vân Kình là vì tứ cô nãi nãi mới mưu phản. Đoán chừng, không được bao lâu, kinh thành người liền sẽ nói tứ cô nãi nãi là hồng nhan họa thủy. Hàng kiến minh lúc này không khỏi có chút hối hận, nói ra, sớm biết, ta lúc ấy liền nên mạo hiểm cho Ngọc Hy đưa phong thư. Nhắc nhở Ngọc Hy, cũng sẽ không có hôm nay cái này sự tình. Triệu tiên sinh Trấn An nói, có lẽ tình huống không có bớt bác như vậy. Không đợi hàng kiến minh phát biểu ý kiến, liền nghe được hàng hạo ở bên ngoài cao giọng nói ra, quốc công gia, lão phu nhân có việc gấp tìm ngươi. Hàng kiến minh trong lòng lột bột một tiếng, việc gấp, lúc này có thế có chuyện gì gấp. Hàng kiến minh đi nhanh lên ra thư phòng, hỏi tới truyền lời nha hoàng, cái gì việc gấp. Nha hoàng lắc đầu nói ra, nô tỳ cũng không rõ ràng, lão phu nhân chỉ là để ngươi mau chóng tới một chút. Nói đến đây, nha hoàng lại tranh thủ thời gian thêm một câu, nói ra, chẳng qua lão phu nhân thần sắc không được tốt. Hàng kiến Minh vội vàng đuổi tới trường lạc viện, thấy thu thị một mặt tức giận chi sắc, lập tức cảm thấy khả năng sự tình cùng với nàng tưởng tượng không giống. Hàng kiến minh ổn lên đồng, hỏi, mẹ, xảy ra chuyện gì rồi? Thu thị tức giận nói, ngươi nhị đệ viết thư trở về nói, hắn tại Tây Bắc nhìn trúng một nữ tử, còn cùng kia nữ có vợ chồng chi thực, liền hài tử đều mang thai. Cái này khiến Lưu Tú biết, còn không biết rất đau lòng đâu. Hàng kiến minh nhanh chóng xem xong thư, cuối cùng nhìn thấy ký tên ngày vậy mà là hơn hai tháng trước, kém chút phun một nguồn máu. Phong thư này nếu là sớm một chút đến, sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh. Thu thị nhìn xem hàng kiến minh thần sắc âm tình bất định, trong lòng lên lòng nghi ngờ, hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này sự tình rồi? Cố ý giấu diếm không nói cho ta. Hàng kiến nghiệp phái cái này đưa tin người, cho ngăn ở nửa đường, cho nên mới chậm trễ đến bây giờ. Hàng kiến minh gật đầu nói, mẹ, ta cũng là vừa rồi biết đến. Thu thị nghe xong hỏi vội, có phải là Ngọc Hy nói cho ngươi? Ngọc Hy ở trong thư nói thế nào? Nữ nhân kia tính tình thế nào? Luôn cảm giác nữ nhân này không giống cái tốt, bằng không Ngọc Hy bên trên phong thư bên trong sẽ không không nhắc tới một lời. Hàng kiến minh ở trong lòng cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho thu thị. Vân kình mưu phản sự tình, hàng kiến minh nhất trực giấu giếm thu thị, liền sợ nàng sốt ruột phát hỏa. Thu thị thấy hàng kiến minh không đáp lời, sốt ruột, hỏi, Ngọc Hy nói cái gì rồi? Có phải là nữ nhân kia không phải cái tốt? Nếu là cái tốt, sẽ không để cho Nhi tử lộ ra như vậy vẻ mặt ngưng trọng. Hàng kiến minh thở dài một hơi, nói ra, Mẹ, nữ nhân kia đã chết rồi, bị muội phu giết chết. Vân Kình mưu phản sự tình, Hàn Kiến Minh biết nhất trực giấu giếm không có khả năng, chẳng qua là hắn nghĩ có thể kéo một ngày là một ngày. Nhưng mắt thấy là không gạt được, cùng nó chờ người khác nói cho mẹ hắn, còn không bằng chính mình nói. Thu thị nghe cảm thấy rất không thích hợp, hỏi, "Vân Kình giết? Vân Kình tại sao phải giết nàng? Coi như kia nữ không phải cái tốt?" cũng cùng Vân Kình bắn đại bác cũng không tới bên cạnh. Hàng Kiến Minh nói ra, mẹ, cái này sự tình quá lớn, ngươi muốn ổn định, đừng có gấp phát hỏa, được không? Nương thân thể là không sai, nhưng cũng chịu không nổi kích động. Thu thị sắc mặt trắng nhợt, hỏi, có phải hay không là ngươi nhị đệ xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói Ngọc Hy xảy ra chuyện gì rồi. Thấy hàng kiến minh mặt lộ vẻ do dự, thu thị nói ra, nương sóng gió gì chưa thấy qua, ngươi nói, nương gánh vác được. Hàng kiến minh nói, mẹ, nhị đệ muốn nạp làm thiếp nữ tử, nhưng thật ra là sát thủ. Nàng mượn nhị ca tiện lợi nhìn thấy Ngọc Hy, đem Ngọc Hy đã thương, dẫn đến Ngọc Hy khó sinh. Mụi phu dưới cơn nóng giận. Mưa phản hai chữ còn chưa nói ra miệng, Thu Thị liền cho ngất đi. Bóp người bên trong, Thu Thị rất nhanh tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, Thu Thị liền nắm lấy hàng kiến minh tay hỏi, ngọc hy thế nào ngọc hy hiện tại thế nào rồi hàn kiến minh trấn an nói ngọc hy không có việc gì đã thoát ly nguy hiểm tính mạng hài tử cũng không có việc gì không quá sớm sinh người yếu cần thật tốt nuôi kỳ thật hàn kiến minh lúc này cũng không biết ngọc hy cùng hài tử thế nào chẳng qua vì không kích thích thu thị chỉ có thể nói láo thu thị nghe lời này cũng không có yên tâm nữ nhân này đụng phải khó sinh coi như không có nguy hiểm tính mạng cũng sẽ rơi xuống di chứng. Còn có, đứa bé kia cũng mới 7 tháng, có thể hay không nuôi sống vẫn là cái vấn đề đâu. Thu thị che ngực, hai mắt đẫm lệ liên tục, nói ra, Minh Nhi, ngươi nói ta đây là tạo cái gì nghiệt. Làm sao liền sinh ra dạng này một cái không có đầu óc đồ vật đến nha. Khi không rõ nội tình nữ nhân, hắn làm sao liền dám mang đến thấy Ngọc Hy đâu. Muốn giết Ngọc Hy người không biết bao nhiêu, ngày thường Ngọc Hy cẩn thận chặt chẽ, lại không nghĩ rằng lại bị cái kia xuẩn nhi tử cho hại. Hàng kiến minh há to miệng, cũng không biết có nên hay không nói vân kình mưu phản sự tình. Thu thị nhìn xem hàng kiến minh xoắn suýt thần sắc, liền biết còn có việc, hít thở sâu một hơi, thu thị hỏi, có phải là còn có chuyện gì? Ngươi đều nói với ta, không cho phép lừa gạt nữa lấy ta. Hẳn không có sau đây càng hỏng bét sự tình. Hàng kiến minh nói ra, vâng, tứ muội xảy ra chuyện về sau muội phu khởi binh mưu phản bây giờ đã đánh tới lan châu thành bên ngoài hơn 10 ngày liền chiếm hơn phân nửa cái cam túc còn lấy ba vạn binh lực đánh bại 12 vạn binh mã nghe liền cùng thiên thư giống như thu thị nghe được mưu phản hai chữ lại cho ngất đi lần này ấn huyệt nhân trung đều không dùng hàng kiến binh mau nhường người đi mời đại phu chương 610, vợ chồng tình nghĩa đại phu tới cho thu thị xem bệnh qua mạch cho thu thị đâm hai châm mới khiến cho thu thị tỉnh lại đại phu cùng hàn kiến minh nói ra quốc công gia lão phu nhân tuổi tác đã cao không được lại bị kích thích lại muốn bị kích thích rất có thể sẽ trúng gió hàn kiến minh gật đầu nói ta sẽ chú ý lần này cũng là sự tình quá lớn không thể gạt được hắn mới có thể nói thật bằng không hắn khẳng định giấu giếm Thu thị tỉnh lại về sau, không có mở miệng nói chuyện, nước mắt trước đến rơi xuống, Minh Nhi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Khởi binh mưu phản, đây chính là tru cửu tộc tội. Vân Kình là nhà bọn hắn cô gia, hàng gia nơi nào có thế trốn được. Hàng kiến Minh nhẹ nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng. Ta đã cùng hoàng thượng cho thấy cõi lòng, cùng Vân Kình cùng Ngọc Hy đoạn tuyệt quan hệ. Vân Kình mưu phản, cùng chúng ta không có liên quan. Vân Kình mưu phản, không phân rõ giới hạn không thành. Thu Thị không thể tin hỏi, thật. Hàng Kiến Minh gật đầu nói, thật. Vân Kình là tại đầu tháng lúc mưu phản, đến bây giờ đã có 20 ngày tới, chúng ta không cũng còn tốt tốt. Nương, ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta không có việc gì. Kỳ thật hắn đối với ngày này, sớm có dự cảm. Thu Thị cũng không có vì thế cứ yên tâm, ngược lại khóc lên, cái này êm đẹp, Vân Kình làm sao lại khởi binh mưu phản? Cái này mưu phản một thất bại, Ngọc Hy cùng táo táo nhưng làm sao bây giờ nha? Hàng gia có thể đoạn tuyệt quan hệ không nhận liên lụy, nhưng Ngọc Hy cùng táo táo đến lúc đó coi như khó thoát khỏi cái chết. Phòng tử lý, lúc này trừ mẹ con hai người, những người khác đã để lý mụ mụ dẫn đi. Hàng Kiến Minh nhẹ giọng nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, lần này Vân Kình khởi binh mưu phản, sẽ không thất bại. Vân Kình khởi binh, cũng không phải nhất thời khí phách, mà là chuẩn bị đã lâu. Thu Thị lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Hàng kiến binh lấy giống như mũi kêu thanh âm nói ra, mẹ, Hoàng đế Dung không được Ngọc Hy cùng Vân Kình, hiện tại không phản, Ngọc Hy cùng Vân Kình tương lai cũng sẽ bị bọn hắn làm cho không có đường sống. Vân Kình cùng Ngọc Hy cũng là không có cách, mới có thể phản. Nương, ngươi đừng lo lắng, Tây Bắc bây giờ loạn thành một bầy, Tây Bắc quân lại lấy bưu hãng lấy xưng, thành công sát suất rất lớn. Thu thị chỉ cho là là vân kình giả tâm bừng bừng, mới có thể tạo phản. Nhưng bây giờ nghe nhi tử kiểu nói này, nàng sợ mất mật, một mặt hoảng sợ hỏi, ngươi cùng Ngọc Hy đều tham dự trong đó. Hàng kiến minh tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, không có, đây đều là suy đoán của ta. Chẳng qua Ngọc Hy tính tình ngươi cũng biết, nàng nơi nào là nguyện ý vĩnh viễn bị quản chế tại người lần này vân kình mưu phản ta như suy đoán không sai tất nhiên có ngọc hy ở sau lưng làm đẩy tay cũng là ngọc hy quá cường hãn bằng không làm sao đến mức để hoàng đế trăm phương ngàn kế muốn giết nàng thu thị vạn phần sầu lo nói coi như vân kình mưu đoạt tây bắc thì thế nào triều đình đồng dạng có thế tiêu diệt bọn hắn hàn kiến minh nói ra mẹ cái này ngươi cũng không cần lo lắng vân kình đánh trận lợi hại như vậy coi như triều đình phái binh tiến đến vây quét cũng tiêu diệt không được hắn hàn kiến minh là nửa điểm không lo lắng vân kình hắn lo lắng chính là ngọc hy ngọc hy nếu có sự tình trước đó đầu nhập trôi theo dòng nước cũng sẽ không nói chính là kiến nghiệp cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng chỉ là những cái này nàng là nửa điểm không dám nói cho thu thị thu thị hỏi vội kia ngọc hy đâu hàn kiến minh nói vân kình tốt ngọc hy tự nhiên cũng liền tốt nương, tại sự tình xuống dốc định trước đó kiến nghiệp là về không được kinh thành. Có điều, có Ngọc Hy tại, kiến nghiệp không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngọc Hy thật không có việc gì. Thu Thị khóc nói ra, Ngọc Hy làm sao như vậy số khổ nha. Vừa mới quá đáng thượng hạn thời gian, không nghĩ tới lại bị đến tai vạ bất ngờ. Mà cái này họa vẫn là kiến nghiệp mang đến, Thu Thị cảm thấy mình tâm đều muốn bị vò thành mấy cánh. Hàng Kiến Minh nói ra, mẹ, bây giờ triều đình ngu ngốc, thiên hạ sớm muộn là muốn loạn. Ngọc Hy cùng Vân Kình lúc này phản cũng tốt, chờ bọn hắn tại Tây Bắc đứng vững bước chân, đến lúc đó chúng ta cũng có thế có đầu đường lui. Vì An Thu Thị tâm, không nên nói, Hàng Kiến Minh cũng nói. Thu Thị hỏi, triều đình đến trình độ này sao? Nàng là biết bây giờ thế cục bất ổn, lại không nghĩ rằng vậy mà hỏng bét đến trình độ này. Hàng Kiến Minh gật đầu, dáng thu thị lỗ tai, lấy chỉ hai người mới nghe được thanh âm nói ra, mẹ, yến vô song trong tay nắm giữ hoàng đế cấu kết đông hồ nhân chứng cứ. Tống quốc cửu sẽ đi lưu đông, chính là vì cái này sự tình. Hoàng đế lo lắng chuyện này một khi tuôn ra đến, hắn hoàng vị khó giữ được. Chuyện này một khi tuôn ra đến, thiên hạ cũng nhất định đại loạn. Thu thị hù được sủng ái đều thành màu xanh. Hàng kiến minh nói ra, mẹ, ngươi nhưng nhất định phải bảo trọng thân thể. Ta hiện tại đã đem Ngọc Hy trừ tộc, cũng thả ra lời nói cùng Ngọc Hy đoạn tuyệt quan hệ. Lấy hậu thiên hạ loạn, muốn đi Tây Bắc tìm nơi nương tựa Ngọc Hy, còn phải nương ra mặt mới thành. Bằng không, Ngọc Hy chắc chắn sẽ không thu lưu chúng ta. Lời này là trấn an thu thị, để thu thị tỉnh lại. Hàng kiến minh trong lòng biết, coi như Ngọc Hy biết hắn buông lời nói muốn cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ, Ngọc Hy cũng sẽ không trách tội hắn, bởi vì đây là kế tạm thời. Thu thị rất là lo lắng nói, Vân Kình thật có thể thành công sao? Cái này từ xưa đến nay, Mưu Phản liền không có mấy cái có thể thành công. Hàn Kiến Minh nói ra, mẹ, cái này không giống. Thời kỳ Thái Bình nếu là Mưu Phản, vậy khẳng định một con đường chết. Nhưng bây giờ là loạn thế, triều đình đã không có năng lực này lắng lại phía dưới phản loạn. Hàng Kiến Minh đã sớm đoán được Ngọc Hy có phản tâm, nhưng là hắn nhất trực xem như không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, trong loạn thế, nếu là không có binh quyền, vậy cũng chỉ có bị sâu xé phần. Hắn đổ hy vọng cái này trưởng binh quyền sự tình Hàng Kiến Nghiệp, đáng tiếc Hàng Kiến Nghiệp không phải nguyên liệu đó, cũng chỉ có thể dựa vân kinh. Thu thị đối đại nhi tử vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Nếu không phải có đầy đủ lòng tin, sẽ không nói dễ dàng như vậy. Thu Thị nói ra, Minh Nhi, nương tin tưởng ngươi. Hàng Kiến Minh nói ra, mẹ, ngươi nhất định phải thật tốt bảo trọng thân thể. Tương lai thuận ca nhi bọn hắn, còn cần ngươi che chở. Vì nhi tử cùng cháu trai, Thu Thị biết nàng nhất định phải tỉnh lại, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ bảo trọng tốt thân thể. Lý mụ mụ bưng nấu xong thuốc, đứng ở ngoài cửa cất giọng kêu lên, lão phu nhân, quốc công gia, thuốc nấu xong, có thể uống. Thu Thị uống thuốc, hướng phía hàng kiến minh nói ra, ngươi đi giúp ngươi, ta chỗ này có lý mụ mụ tại không có việc gì. Minh Nhi, ngươi về sau có việc đều muốn nói với ta, đừng có lại giấu giếm ta. Hàng kiến minh làm nhanh lên hạ cam đoan, mẹ, ngươi yên tâm, ta về sau lại không giấu ngươi bất cứ chuyện gì. Về sau, lại không có khả năng có sao vân kình mưu phản, kiến nghiệp kém chút hại chết Ngọc Hy càng hỏng bét sự tình. Thuốc có an thần tác dụng, Thu Thị uống xong thuốc không bao lâu liền nằm ngủ. Hàng Kiến Minh cùng Lý Mụ Mụ nói ra, khoảng thời gian này đừng để những người khác đang trực, làm phiền ma ma vất vả hạ. Vạn nhất mẹ hắn nói chuyện hoang đường, tiết lộ cơ mật vậy thật khó lường, ổn thỏa lý do, vẫn là để Lý Mụ Mụ hầu hạ cho thỏa đáng. Lý Mụ Mụ lúc này minh bạch Hàng Kiến Minh ý tứ, nói ra, quốc công gia yên tâm, ta sẽ một tấc cũng không rời lão phu nhân bên người. Diệp Thị ngay tại cho hài tử may sim y, nhìn thấy hàng kiến minh trở về, bận biệu đi lên trước, quốc công gia, Tây Bắc gửi thư, có thể nói cái gì? Thu Thị không quản sự, cho nên không biết chuyện bên ngoài. Diệp Thị làm hàng gia đương gia chủ mẫu, tin tức tự nhiên cũng linh thông, nàng lúc ấy biết vân kình mưu phản thời điểm, kém chút cũng dọa ngất đi qua. Tại Thu Thị trước mặt hắn cần che giấu tâm tình tiêu cực là không nghĩ để Thu Thị lo lắng tại thê tử trước mặt, liền không cần lại che giấu. Hàng kiến minh một mặt mệt mỏi ngồi tại trên giường, uống một ly trà về sau mới đưa sự tình cùng Diệp Thị nói một lần, sớm biết xảy ra dạng này sự tình, lúc ấy liền không nên hỏi ý kiến của hắn, trực tiếp để Lưu Thị đi Tây Bắc. Nếu là Lưu Thị tại Tây Bắc, cũng sẽ không chọc cho ra dạng này yêu thiêu thân tới. Diệp Thị nghe xong về sau, lập tức hỏi, lão gia, màn này sau làm chủ rốt cuộc là ai? hắn như thế trăm phương ngàn kế giết tứ muội có ý đồ gì đối với hàng kiến nghiệp diệp thị là không muốn làm đánh giá nếu là cái có đầu óc ban đầu ở quốc công phủ sao có thể bị thu nhạn phù cho tính toán đến cho nên tiểu thúc tử sẽ bị người lợi dụng đến mưu hại ngọc hy không tính là gì ngoài ý muốn sự tình ngược lại là ngọc hy ngày thường như vậy thông minh không nghĩ tới cũng có sơ hở thời điểm hàng kiến minh lắc đầu hắn cũng không biết tình huống cụ thể, không thể nào suy đoán chủ sử sau màn thân phận. Hàng Kiến Minh nói ra, cái này sự tình ngươi cùng Lưu Thị nói dưới, để trong nội tâm nàng cũng có cái đấy. Còn có, nương bên kia ngươi cũng phải tốn nhiều chút tâm. Diệp Thị đem quốc công phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng, đối thu Thị cũng rất hiếu thuận, cho nên, Hàng Kiến Minh đối nàng vẫn là rất tín nhiệm. Diệp Thị có chút khó khăn, nói ra, lão gia, hiện tại cũng không biết tiểu thúc cụ thể tình huống như thế nào, nói sẽ chỉ làm nhị đệ muội lo lắng. Ta xem chuyện này tạm thời vẫn là đừng nói cho nàng, chờ thêm đoạn thời gian sự tình sáng tỏ, lại nói với nàng không muộn. Hàng Kiến Minh cảm thấy Diệp Thị nghĩ đến Chu Toàn, vậy liền tạm thời không nói cho nàng. Đưa Lưu Thị đi Tây Bắc cái này sự tình, đã hoàn toàn không có khả năng. Diệp Thị chần chờ một chút, cùng Hàng Kiến Minh nói sự kiện, lão gia, khoảng thời gian này, không ít thân thích đem niên lễ cho lui về đến. Đem niên lễ lui về, biểu thị không nguyện ý tiếp tục phản lai. Dù sao mưu phản là tru cửu tộc tội, Vân Kình còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, những người này đều sợ bị liên lụy, cho nên liền nghĩ cùng hàng gia phân rõ giới hạn. Hàng kiến minh chỉ ừ một tiếng. Từ xưa bỏ đá xuống giếng nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít, cũng là hoàng đế không có lục hắn binh bộ thượng thư chức quan, đám người còn đoán không ra hoàng đế ý tứ phần lớn đều tại quan sát bằng không ngự án bên trên đã sớm chất đầy vạch tội hắn tấu chương diệp thị cúi đầu nhẹ nói lão gia diệp gia cũng đem niên lễ cho lui về đến cái này diệp gia dĩ nhiên là chỉ diệp thị nhà mẹ đẻ diệp gia làm như thế cũng là chuẩn bị cùng hàng gia đoạn giao ý tứ diệp gia làm như vậy không chỉ có để diệp thị cảm thấy khó xử cũng rất trái tim băng giá. Hàng Kiến Minh nghe nói như thế ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Diệp Thị ở nơi đó lau nước mắt. Hàng Kiến Minh nói ra, chuyện lần này quá lớn, nhạc phụ nhạc mẫu vì Diệp gia, làm như vậy cũng tình có thể hiểu. Diệp Thị khóc nói, cái này không có xảy ra việc gì liền phải cùng hàng gia đoạn mất vãng lai, như thật xảy ra chuyện, nơi nào còn có thế dựa vào được. Đang nghe Vân Kình Mưu phản tin tức này, diệp thị còn muốn lấy vạn nhất hàng gia thật xảy ra chuyện liền đem nữ nhi thất thất giao phó cho người nhà mẹ đẻ kết quả hàng gia còn không có xảy ra chuyện diệp gia liền phải cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ hàng kiến minh nói ra không cần lo lắng hàng gia không có việc gì bằng không hoàng thượng cũng sẽ không để ta tiếp tục ngồi tại binh bộ thượng thư vị trí bên trên diệp thị lau một cái nước mắt nắm lấy hàng kiến minh tay nói ra lão gia ta duy nhất không bỏ xuống được chính là thất thất cùng xương ca nhi. Như hàng gia thật bị dính liếu vào, nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bảo trụ thất thất cùng xương ca, dạng này, ta cho dù chết, cũng có thế nhắm mắt. Hàng gia coi như bị định tội, cũng chỉ là liên lụy, cũng không phải là chủ mưu. Cho nên, tội không kịp 10 tuổi trở xuống nhi đồng. Hàng kiến minh ôm lấy Diệp Thị nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cùng bọn nhỏ có việc đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nhưng Diệp Thị tại đại nạn sắp xảy ra lúc cũng không nghĩ lấy rời đi hàng gia chỉ lo thân mình, chỉ nghĩ tới một đôi nữ an nguy. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đầy đủ hàng kiến minh cảm động. Chương 292, Thầy trò Du dương uyển chuyển tiếng địch dần dần vang lên, để xung quanh một chút yên lặng lại, liền trên cây tước nhi cũng không còn ríu ra ríu rít gọi tiếng địch rơi, tống tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ngọc thần, tiếng địch của ngươi bây giờ cũng không so cầm nghệ kém. Tống tiên sinh hơi xúc động, thật là trò giỏi hơn thầy. Ngọc thần đem địch tử giao cho bên người thị cầm, một lần nữa ngồi tại tống tiên sinh trước mặt, nói ra, lão sư phải chăng còn nhớ rõ, ngọc hy ngày đó chọn nhạc khí chính là địch tử. Tống tiên sinh nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, nói ra, tốt đẹp thời gian, làm sao đàm bực này mất hứng sự tình nói xong rót một chén trà cho ngọc thần nói nếm thử đây là ta mới làm trà tống tiên sinh đến hôm nay tử trôi qua phi thường hài lòng ngâm thơ vẽ tranh đánh đàn chế trà để người nhìn cũng không khỏi ao ước ngọc thần cũng không phải cái nôn nóng người tiếp uống trà một hơi nói lão sư ngọc hy trọng thương khó sinh hiện tại không rõ sống chết tống tiên sinh lần này biết Ngọc Thần lần này đến đây cũng không phải là thật tìm nàng thưởng thức trà nói chuyện phím, ngươi muốn nói cái gì? Nói xong, bưng lên một ly trà, chậm rãi phẩm lên. Ngọc Thần nói ra, Ngọc Hy khó sinh sau ngày thứ năm, Vân Kình khởi binh tạo phản. Lão sư, ngươi cảm thấy cái này sự tình có hay không liên quan? Tống tiên sinh chậm rãi đem chén trà buông xuống, nhẹ nói, liền tứ cô nương tính tình, mưu phản, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn ngọc thần sâu kín thở dài một hơi nói ra lão sư nếu không phải hoàng thượng nhất định phải đưa ngọc hy vào chỗ chết làm sao về phần làm cho vợ chồng bọn họ mưu phản ngọc thần cùng nó đang nói hoàng đế không phải không bằng nói là đang chỉ trích tống tiên sinh nếu không phải tống tiên sinh lúc trước cùng hoàng đế lung tung nói chuyện cũng không đến nỗi có hôm nay chi họa tống tiên sinh nhìn qua ngọc thần nói ra ngươi tại oán ta ngọc thần lắc đầu nói ra không có. Ta chỉ là không rõ, tiên sinh ngày đó vì sao muốn nói như vậy? Vì sao muốn đưa Ngọc Hy vào chỗ chết? Kỳ thật đến bây giờ, nàng đều không rõ vì sao Tống Tiên Sinh lúc trước sẽ nói như vậy, nàng không cho rằng Tống Tiên Sinh là như thế này nhẫn tâm người. Đừng nói một người, dù là một con mèo một con chó, ở chung năm năm cũng có tình cảm. Tống Tiên Sinh trầm mặt một chút, nói ra, còn nhớ rõ lúc trước phụ thân ngươi từ hà bắc đưa niên lễ trở về sự tình sao chuyện ban đầu để nàng ký ức càng khắc sâu ngọc thần nói ra nhớ kỹ tống tiên sinh nói ra cha ngươi cho ngươi đưa hậu lễ nàng lại đành phải một chút không đáng tiền đường than hóa đừng nói bản nhân chính là người bên ngoài đều sẽ cảm giác phải cái này làm cha bất công thế nhưng là tứ cô nương lại nửa điểm không thèm để ý có ít người là giả dạng làm không thèm để ý, nhưng Tống Tiên Sinh lại biết, Hàng Ngọc Hy lúc ấy là thật không thèm để ý, không có chút nào để ý. Ngọc Thần giật mình, nói ra, lão sư là bởi vì chuyện này, cảm thấy Ngọc Hy là cái lãnh huyết người. Kỳ thật điểm ấy, chính nàng cũng có chút nghi hoặc, liền nàng lúc ấy đều cảm thấy cha thật thiên vị, nhưng bị đối xử lạnh nhạt Ngọc Hy nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng. Tống Tiên Sinh không trả lời Ngọc Thần vấn đề, còn nói thêm ngươi trước kia mỗi ngày mão thời mới nổi lên đến đánh đàn luyện chữ sau đó học tập đến giờ hợi mạc mới nghỉ ngơi ngươi kỳ thật vốn không dùng liều mạng như vậy sẽ như vậy chăm chỉ khắc khổ hoàn toàn là thủ tứ cô nương ảnh hưởng lời này tống tiên sinh trước kia chưa nói qua bởi vì nàng cảm thấy đây là một loại tốt hiện tượng ngọc thần gật đầu trước kia nàng cũng học được rất khắc khổ nhưng lại không giống về sau như vậy vất vả đây đều là bị ngọc hy cho kích động tống tiên sinh lạnh nhạt nói ngươi là bởi vì không cam lòng bị ngọc hy làm hạ thấp đi mới có thể như thế chăm chỉ khắc khổ vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngọc hy nàng là vì cái gì sẽ như thế khắc khổ chăm chỉ cái này ngọc thần thật đúng là không nghĩ tới tống tiên sinh không cùng ngọc thần giải thích mà là tiếp tục nói ra nếu chỉ là như thế cũng liền thôi nhưng về sau ta dạy bảo các ngươi cầm kỳ thư họa thi từ ca phú cùng pha trà điều hương, nàng lại chỉ nguyện học kỳ nghệ cùng thư pháp. Ngọc thần, kỳ nghệ có thể khiến người ta bên cạnh phải giỏi về mưu tính, thư pháp thì là rất tốt bề ngoài trang trí. Ngọc thần, ngươi có hay không nghĩ tới, là ai để nàng làm như vậy lựa chọn? Thấy Ngọc thần sắc mặt biến hóa, Tống tiên sinh lắc đầu nói ra, không ai giúp nàng chọn, lúc ấy tứ cô nương bên người không có một cái có như thế xa ánh sáng người, dù là ngay lúc đó quốc công phu nhân đều không có như vậy ánh mắt. Ngọc thần, những này là tứ cô nương lựa chọn của mình. Ngọc thần, lúc ấy tứ cô nương nhưng chỉ có 5 tuổi. Một cái 5 tuổi hài tử, không chỉ có hiểu được lấy hay bỏ, còn có lớn như vậy nghị lực, làm sao không làm người ta kinh ngạc. Ngọc thần nhịn không được nhớ tới hòa thọ đã nói, nàng nói Ngọc Hy cùng với nàng là đồng dạng, cũng là sống lâu cả một đời người, hẳn là, Ngọc Hy thật đúng là cùng hòa thọ đồng dạng. Nghĩ tới đây, Ngọc Thần nhịn không được sắc mặt trắng bệch, nói ra, sẽ không, Ngọc Hy không thể nào là yêu nghiệt. Tống Tiên Sinh lắc đầu, ta không nói tứ cô nương là yêu nghiệt, chẳng qua nàng tâm tư quá sâu, rất được để ta nhìn đều có chút sợ hãi. Về sau ta dạy cho ngươi sách sử không có kêu lên nàng, cũng làm cho ngươi không muốn nói với nàng, chính là nguyên nhân này. Ngọc Thần nghe lời này, hỏi vội, lão sư ngươi thật không cho rằng ngọc hy là cái yêu nghiệt lúc này ngọc thần thực sự cần một người đến tán đồng quan điểm của mình tống tiên sinh lắc đầu nói ra tâm tư rất được cùng yêu nghiệt giống như chủ yếu là ngọc hy vừa cùng với nàng học thời điểm biểu hiện được quá kém dù là như vậy khắc khổ cố gắng cũng chỉ là miễn cưỡng theo kịp nhưng ngọc hy là yêu nghiệt cái kia cũng quá ngu dốt ngọc thần thở dài một hơi vừa rồi kém chút không có đưa nàng hù chết tiên sinh, Ngọc Hy mặc dù tâm tư sâu chút, nhưng lại chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình. Mà lại, nàng những năm này gặp cũng đều là bực mình sự tình, liền không có qua một ngày thoải mái thời gian. Trước kia tại quốc công phủ, liền bị cha các loại ghét bỏ, thật vất vả nhận làm con thừa tự ra ngoài được một môn tốt thân, lại suýt chút nữa dẫn tới họa sát thân, về sau, liền càng không được sắc. Tại Ngọc Thần trong lòng, kỳ thật rất đồng tình đáng thương Ngọc Hy tống tiên sinh giáo ngọc thần nhiều năm như vậy đối cái này đóng cửa học sinh tính tình còn có thế không hiểu rõ tống tiên sinh nói ra ngươi cảm thấy tứ cô nương đáng thương thấy ngọc thần chậm rãi gật đầu tống tiên sinh nói ra nếu bàn về gặp gỡ ta xác thực không có gặp lại qua có so tứ cô nương càng xui xẻo người có điều chính vì vậy ta mới đặc biệt lo lắng ngọc thần có chút không hiểu nhiều lắm hỏi tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì Ngọc Hy không may, nàng lo lắng cái gì? Tống Tiên Sinh nói, người trải qua nhiều, không chỉ có sẽ để cho người trở nên kiên cường, sẽ còn trở nên ý chí sắt đá, hơn nữa trở nên không sợ hãi. Ngọc thần nghe lời này cuối cùng đã rõ tới, nói ra, ý của ngươi là Ngọc Hy đã không sợ hãi. Tống Tiên Sinh gật đầu, nói ra, đúng. Lúc trước nhị lão thái gia đi trang tử bên trên, muốn đem nàng buộc đưa cách kinh thành lúc ấy tứ cô nương chính là lấy cái chết đến làm cho nhị lão thái gia nhượng bộ ngọc thần lắc đầu nói ra cái này sự tình ta không biết nàng lúc ấy chỉ biết cha nàng đi trang tử bên trên sau khi trở về tổ mẫu liền làm chủ tướng ngọc hy nhận làm con thừa tự đến đại phòng đi tại trang tử bên trên sự tình nàng cũng không rõ ràng cũng là ngọc thần không có tận lực hỏi người phía dưới cũng không tốt chủ động nói dù sao cái này làm cha kém chút bức tử nữ nhi cũng không phải cái gì hào quang sự tình tống tiên sinh nói tứ cô nương rất rõ ràng nếu là bị nhị lão gia đưa cách kinh thành nàng liền không có đường sống cho nên nàng mới có thể lấy cái chết bức bách thấy ngọc thần không nói gì chỉ là nhìn qua nàng tống tiên sinh nói ra người nhà họ tống muốn giết vân kình cái này sự tình không phải cái gì bí mật cho nên vân kình tình cảnh cực kỳ gian nguy tùy thời đều có thể sẽ chết, mà thân là Vân Kình Thê Tử Ngọc Hy cũng giống vậy nguy cơ trùng trùng. Ngọc Hy không phải một cái nguyện ý chờ chết người, mà lại lấy nàng thông minh tất nhiên đem nhìn cục thế phải rõ ràng, như nghĩ an an ổn ổn qua xuống dưới, trừ phi Vân Kình nắm giữ càng lớn quyền thế, lớn đến liền tống gia đều không động đậy bọn hắn, mà muốn đến cái này một mục đích, chỉ có một cái đường tắt, mưu phản đây cũng là ta vì cái gì lúc trước sẽ nói Ngọc Hy sẽ cho triều đình mang đến tai họa nguyên nhân. Ngọc Thần ngẩn ngơ, nói ra, ý của ngươi là Vân Kình mưu phản, là Ngọc Hy giật dây. Nàng thật không nghĩ tới, tiên sinh vậy mà lại nghĩ đến như vậy sâu. Tống tiên sinh nói ra, cái này sự tình, tứ cô nương tất nhiên tham dự trong đó. Nếu không phải sớm chuẩn bị, Vân Kình không có khả năng tại trong hơn 10 ngày đem cam túc chiếm hơn phân nữa. Ta nghĩ, không được bao lâu toàn bộ tây bắc đều sẽ rơi vào vân kình trong tay ngọc thần có chút kinh ngạc đến ngay người làm sao lại như vậy ngọc hy trợ giúp nhiều người như vậy làm nhiều như vậy chuyện tốt nàng làm sao nhẫn tâm bốc lên chiến sự một khi đánh trận chết cũng không phải là ba năm người mà là hàng ngàn hàng vạn tống tiên sinh lắc đầu nói ra tứ cô nương trợ giúp những cái kia trẻ mồ côi cũng không phải là lòng tốt của nàng nàng đây là tại thu mua lòng người, thuận tiện cũng vì mình dương danh, cho Vân Kình tạo thế. Ngươi suy nghĩ một chút Vân Kình trước kia là cái gì thanh danh, từ tứ cô nương làm những sự tình này về sau, Vân Kình thanh danh có phải là biến tốt rồi. Ngọc Thần nghĩ nửa ngày, cười khổ không thôi. Lấy Ngọc Hy thông minh, Vân Kình muốn làm phản lại há có thể giấu giếm được nàng, cho nên tiên sinh nói không sai, Ngọc Hy tất nhiên cũng tham dự trong đó. Ngọc Thần nói ra, là ta quá ngu. Nàng vẫn cho là, Ngọc Hy thật là nhìn những hài tử kia đáng thương, cho nên mới sẽ cố gắng trợ giúp bọn hắn. Cống tiên sinh nói ra, không phải ngươi ngốc, mà là ngươi đem tứ cô nương nghĩ đến quá tốt. Tại Ngọc Hy người bên cạnh, sẽ không có người sẽ cảm thấy nàng thiện tâm, như thực tình thiện, há có thể sống đến bây giờ. Nhưng Ngọc Thần chỉ nguyện ý ghi nhớ Ngọc Hy tốt, những cái kia không tốt bị nàng lựa chọn tính lãng quên ngọc thần cúi đầu nhìn qua đã lạnh trà nói ra lão sư vậy ngươi nói ngọc hy lần này gặp ám sát khó sinh cũng là giả vờ tống tiên sinh sững sờ chẳng qua rất nhanh lắc đầu nói ra cái này sự tình hẳn là thật trang cái gì cũng không có khả năng đi trang khó sinh ngọc thần thở dài một hơi nói ra lão sư ngọc hy cũng không có ngươi nói như vậy lòng dạ ác độc bằng không quốc công phủ người hiện tại cũng tại trong đại lao quốc công phủ đến bây giờ bình yên vô sự không có khả năng tất cả đều là đại ca công lao ngọc hy tất nhiên ở phía sau làm cái gì tống tiên sinh đồng ý lời này nói ra đây cũng là tại sao phải diệt trừ tứ cô nương nguyên nhân tứ cô nương thông minh qua người vân kình dũng mãnh thiện chiến hai người hợp lại liền rất đáng sợ không có vân kình ngọc hy là một con hổ giấy mà không ngọc hy vân kình cũng chẳng qua là cái mãn phu giết không được vân kình những người này tự nhiên hướng Ngọc Hy xuống tay. Ngọc Thần rơi vào trong trầm mặt. Chương 293, Thầy Trò, 2 Ngọc Thần ngẩng đầu nhìn một cái tống tiên sinh, nói ra vẫn giấu kín ở trong lòng, lão sư, hòa thọ tại trước khi chết nói với ta Ngọc Hy là cùng nàng đồng dạng, đều là sống lâu cả một đời người. Lý trí thượng cáo tố mình, cái này sự tình sẽ không là thật. Nhưng trên thực tế, nàng cũng lên lòng nghi ngờ. Tống tiên sinh nguyên bản nói lời nói vô căn cứ, chẳng qua nhìn xem ngọc thần trong mắt xoắn suýt, nàng mở miệng hỏi, hòa thọ nói cho ngươi cái gì? Cùng ta nói rõ chi tiết một chút. Ngọc thần đem hòa thọ lúc trước nói với nàng thuật lại một lần, thậm chí liền nàng đời trước làm hoàng hậu lời này nàng đều cùng tống tiên sinh nói. Sau khi nói xong Ngọc thần nói, Ngọc Hy ra đậu mùa trước đó, tính tình xác thực rất mềm yếu. Có thế ra đậu mùa về sau, nàng liền cùng biến thành người khác, trở nên rất có tâm nhãn. Tăng thêm tống tiên sinh nói, càng phát ra để nàng cảm thấy hòa thọ nói những khả năng kia là thật. Tống tiên sinh trầm mặt một chút nói ra, vậy là ngươi tin tưởng hòa thọ rồi. Chí ít, Ngọc Thần đã tin tưởng hơn phân nữa, bằng không Ngọc Thần sẽ không đem chuyện này nói cho nàng. Ngọc Thần lắc đầu nói ra, ta không biết. Đổi thành trước kia nàng tất nhiên không tin, người chết như đèn tắt, nơi nào đến đời trước kiếp sau nhưng là bây giờ nàng lại là hỗn loạn ngọc hy làm một số việc xác thực không lớn phù hợp nàng ở độ tuổi này nhưng muốn tìm mau bệnh lại tìm không ra tới tống tiên sinh đối ngọc hy tính tình đều có thể đại khái hiểu rõ đối ngọc thần kia lại càng không cần phải nói người là có hay không bởi vì hòa thọ trong lòng tiếc nuối không cam lòng lấy ngọc thần dung mạo tài tình đủ để mẫu nghi thiên hạ huống chi thông hòa thượng trả lại cho nàng phê quá mệnh nói qua nàng cao quý không tả nổi. Ngọc thần há to miệng, lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống dưới. Tống tiên sinh nói ra, coi như đúng như hòa thọ nói, đời trước ngươi là cái nghi thiên hạ hoàng hậu, ngươi trong lòng tiếc nuối không cam lòng, ngươi lại nên làm như thế nào? Ngọc thần nói ra, hòa thọ nói những lời kia, thật đều trở thành hiện thực. Tống tiên sinh hỏi, sau đó thì sao? Ngọc thần một mặt thống khổ nói ra, ta không biết tống tiên sinh thấy thế rồi nói ra ngọc thần coi như hòa thọ nói là thật nàng là sống lâu cả một đời nhưng ta dám đoán chắc nàng đời trước khẳng định là trôi qua không như ý ngọc thần lắc đầu nói ra cái này nàng đổ không nói tống tiên sinh cười nói ngọc thần giang sơn dễ đổi bản tính khó dời liền hòa thọ dạng này tính tình mặc kệ nàng sống lâu mấy đời cũng sẽ không có kết cục tốt ngọc thần im lặng nàng minh bạch tống tiên sinh lời này ý tứ. Ngọc Hy đời trước nếu là cái nhu nhược vô năng ngu dốt không chịu nổi lại vô chủ gặp, khi nàng liền không khả năng trưởng thành đến hôm nay. Qua một lúc lâu, Ngọc Thần nói ra, có lẽ Ngọc Hy đời trước gặp quá nhiều gặp trắc trở, từ đó tính tình đại biến. Người gặp phải tổn thất nặng nề, tính tình đại biến, cũng không phải không có khả năng. Tống tiên sinh gật đầu nói, người nói không phải không khả năng. Có điều, như đúng như hòa thọ nói tới tứ cô nương tại nhà mẹ để không nhận chào đón đêm tân hôn tân lan không vào động phòng xuất giá về sau có thụ bà bà tiểu cô tra tấn ức hiếp kia lúc nàng chết nên tràn ngập oán hận cùng không cam lòng nói xong lời này tống tiên sinh nhìn qua ngọc thần hỏi nàng đậu mùa tốt về sau phải chăn đầy cõi lòng oán khí ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng lúc kia nàng còn không có vào phủ đối với mấy cái này sự tình cũng không rõ ràng Ngọc Thần rất khẳng định nói ra, cái này không có. Tống tiên sinh lại hỏi, vậy ngươi nói, nàng đậu mùa tốt về sau nhưng có cái gì khác người sự tình? Chí ít nàng dạy bảo Ngọc Hy 5 năm, chỉ cảm thấy Ngọc Hy tâm tư thâm trầm, khác người sự tình là không có. Ngọc Thần lắc đầu nói ra, cũng không có. Tống tiên sinh khẽ thở một hơi. Ngọc Thần là thông minh, chỉ tiết lịch duyệt quá ít, dễ dàng bị người khác lầm lạc tống tiên sinh nói ra ngọc thần ngươi hòa thọ đạo dừng một chút tống tiên sinh nói ra tứ cô nương có phải là sống lâu cả một đời người kỳ thật cũng không trọng yếu ngọc thần trầm thấp nói không trọng yếu lão sư vậy ngươi nói cái gì mới là quan trọng tống tiên sinh ngồi có chút không thoải mái đứng lên nói ra trọng yếu chính là tứ cô nương hiện tại thật tốt còn sống mà lại nàng cũng không còn là ba năm trước đây cái kia có thể bị người quyết định sinh tử người. Lần này mưu sát không thành công, lại nghĩ mưu sát nàng, đem khó như lên trời. Ngọc thần hỏi, lão sư, nếu là Ngọc Hy thật cùng hòa thọ đồng dạng, vậy nàng là không phải cũng có dự báo tương lai năng lực. Tống tiên sinh biết, Ngọc thần đây là chui vào chết hẻm. Tống tiên sinh trầm mặt một chút, đi đến bên cạnh bàn cờ, lấy một viên màu trắng quân cờ buông xuống, sau đó hướng phía ngọc thần nói ra tiếp theo bàn chỉ nói đạo lý là giảng không thông ngọc thần lúc này cũng không có tâm tình đánh cờ chẳng qua nàng cũng không có cự tuyệt mà là bình phục tâm tình cùng tống tiên sinh hạ lên cờ bởi vì không quan tâm cho nên bàn cờ này không đến một khắc đồng hồ liền hạ xong kết quả không cần nói cũng biết ngọc thần thất bại tống tiên sinh cũng không nói cái gì mà là đem bàn cờ một lần nữa dọn xong để ngọc thần cùng với nàng lại xuống một bàn có điều chỉ hạ một con cờ tống tiên sinh liền không có lại tiếp tục dưới mà là nói ra ngọc thần nhân sinh kỳ thật như cái này bàn cờ bước đầu tiên đi không giống không chỉ có kết quả sẽ khác nhau quá trình cũng sẽ không giống coi như tứ cô nương thật sự là sống lại cả một đời người nàng cũng không có khả năng dự báo tương lai như hòa thọ nói là thật vậy cái này thiên hạ cách cục đã thay đổi tương lai cũng biến thành không xác định lên, tứ cô nương lại như thế nào có thể biết tương lai. Như hòa thọ nói là giả, vậy thì càng không cần thiết để ý. Ngọc thần cầm trong tay quân cờ buông xuống, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ. Tống Tùng tiên sinh nói ra, Ngọc thần, ở phương diện này ngươi không bằng tứ cô nương. Hàng Ngọc Hy sẽ không bị người khác mấy câu liền trái phải. Ngọc thần nói, ta không có Ngọc Hy như vậy kiên cường. Nàng nếu là đụng phải Ngọc Hi nhiều chuyện như vậy, nàng khẳng định Kiên Trì không đến hiện tại. Tống tiên sinh không có phủ nhận, chẳng qua nàng muốn nói không phải cái này, cái khác ta liền không nói, chỉ nói năm đó Thông Hòa thượng nói nàng trúng đích mang suy, cái này sự tình liền cha ngươi đều tin tưởng khăng khăng muốn đem nàng đưa cách kinh thành. Như đổi thành cái khác cô nương đụng phải dạng này sự tình coi như không lên treo cổ tự sát cũng nên lấy nước mắt rửa mặt không gượng dậy nổi thế nhưng là tứ cô nương lại nên làm gì làm cái đó, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Lời ra tiếng vào có thế giết chết người, lời này không giả. Chẳng qua giết chết đều là tính cách mềm yếu người. Nếu là người người đều cùng tứ cô nương đồng dạng tâm trí kiên nghị, khẳng định đều sống được thật tốt, mà Ngọc Thần ở phương diện này liền kém nhiều lắm, hòa thọ dăm ba câu liền để nàng mắc lừa. Ngọc Thần không nói gì thêm. Nàng tự hỏi, nếu là nàng đụng phải dạng này sự tình, là làm không được Ngọc Hy như vậy bình tĩnh. Tống tiên sinh nói, ngươi như trong lòng còn có lo nghĩ, ngươi có thể hỏi thăm thông đại sư. Thông đại sư là đắc đạo cao tăng, hắn cho ngươi cùng tứ cô nương đều nhìn qua tướng mạo, Ngọc Hy có cổ quái hay không ta tin tưởng hắn hẳn là có thể nhìn ra được. Nói nhiều như vậy đều nói không thông, xem ra chấp niệm rất sâu. Ngọc thần chỉ là rơi vào hòa thọ đào hố bên trong nhưng nàng lại cũng không ngốc nếu là ngọc hy có gì đó quái lạ sợ là thông đại sư đã sớm nói ra làm sao sẽ còn đợi đến nàng đến hỏi tống tiên sinh nhìn xuống bên ngoài nói ra sắc trời cũng không còn sớm ngươi về sớm một chút diễm nhi đang ở nhà bên trong chờ ngươi nói đến quá nhiều cũng vô dụng còn cần mình nghĩ thông suốt mới thành ngọc thần lưu lại một đống lễ vật trở về đinh bà tử nói ra chủ tử ngươi thật tin tưởng hàng tứ cô nương không phải yêu nghiệt. Đinh bà tử ở bên ngoài thủ vệ, phòng bên trong nàng cũng nghe được. Tống tiên sinh nói ra, tội gì tự tìm phiền não. Muốn nói cổ quái, hàng ngọc hy xác thực có gì đó quái lạ. Nhưng thì tính sao? Thắp thiên hạ tuyên dương hàng ngọc hy là yêu nghiệt. Nhưng lời này có thể để cho Vân Kình cùng Du Thành Bách tính cùng tướng lĩnh tin tưởng sao? Khẳng định không thể. Đinh bà tử ngẫm lại cũng thế. Lên xe ngựa, Quế Ma Ma nhìn xem dị thường mỏi mệt ngọc thần, rốt cục mở miệng nói ra, Vương Phi, quận chúa đã không có, ngươi đừng có lại tra tấn mình. Lời nói mới rồi, không chỉ có Đinh bà tử nghe được, Quế Ma Ma cũng đều nghe được. Quế Ma Ma suy nghĩ cùng Tống Tiên Sinh không giống. Nàng rất rõ ràng, Vương Phi cũng không phải là bởi vì không có lên làm hoàng hậu mà tiếc nuối, mà là cho rằng nếu là nàng thật hợp lý hoàng hậu đại quận chúa sẽ không phải chết đại quận chúa mới là để vương phi như vậy xoắn suýt đau khổ nguyên nhân ngọc thần nghe nói như thế nước mắt đều xuống tới nói ra ta hạ nhi mỗi lần chỉ cần nghĩ tới nữ nhi chết trong ngực tình cảnh liền tựa như đang đào lòng của nàng quế ma ma nói ra vương phi cái gì đời trước kiếp sau đều là nói bậy hòa thọ chính là muốn để ngươi xoắn suýt đau khổ từ đó để ngươi đối tứ cô nương sinh ra oán hận để ngươi đối phó tứ cô nương vương phi ngươi tuyệt đối không được lấy nàng nói ngọc thần sát nước mắt hướng phía quế ma ma nói ra ngươi không nên nói nữa nàng mệt mỏi quá nói không nên lời mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới nếu là ngày trước quế ma ma chắc chắn sẽ không nghịch ngọc thần ý tứ nhưng là bây giờ có mấy lời không thể không nói vương phi Ngươi coi như lại thương tâm lại khó qua, đại quận chúa cũng không về được. Ngươi lại thương tâm, lại khó qua, đều không dùng. Đại quận chúa đã chết rồi, lại thống khổ cũng đổi không trở lại. Ngọc thần trầm thấp nói, là ta cái này là mẹ vô năng. Nếu không phải nàng không có bảo vệ cẩn thận hài tử, làm sao lại để Hạ Nhi chết yểu. Quế ma ma nói ra, vương phi, không phải ngươi cái này làm mẹ vô năng mà là hoàng gia nguyên bản là tàn khốc nhất, máu lạnh nhất, vô tình địa phương. Vì cái gì hoàng gia hài tử còn sống sót ít như vậy, cũng là bởi vì đấu đá quá sợ hãi, cho hại chết. Đạo lý đều hiểu, chỉ là cái này khảm ngọc thần không bước qua được. Quế ma ma đều muốn sầu chết rồi, nói lâu như vậy cũng nói không thông, vương phi, ngươi đối vương gia thái độ, vương gia đã có chút phát giác. Ngươi như còn tiếp tục như vậy lạnh vương gia tâm ứ để nữ nhân thừa cơ mà vào, đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi cùng thế tử. Thấy Ngọc Thần vẫn không hề bị lay động, Quế Ma Ma nói ra, Vương Phi, như trong phủ đệ cái khắc trắc phi mỹ nhân có nhi tử, mà con của các nàng lại phải vương gia niềm vui, các nàng tất nhiên sẽ ngấp nghé thế tử vị trí. Đến lúc đó ngươi cùng vương gia vợ chồng cách tâm, ngươi lại như thế nào có thể bảo vệ được thế tử gia? Vương Phi, đại quận chúa đã không có, ngươi không thể để cho thế tử tái xuất sự tình. Ngọc thần mắt lộ ra hung quang, nói ra, ta sẽ không để cho Diễm Nhi tái xuất sự tình. Quế ma ma nói ra, Vương Phi, không nghĩ để thế tử gia xảy ra chuyện, ngươi liền nhất định phải tỉnh lại xuống tới, không muốn lại như trước vậy. Cũng là đại quận chúa chết đối Vương Phi kích động quá lớn, bằng không hòa thọ điểm kia mánh khóe lại thế nào khả năng đạt được. Chương 613, Thay đổi ngọc thần trở lại vương phủ nghe được nha hoàng nói kính vương trở về tại phòng tử lý chờ lấy nàng ngọc thần thu thập tâm tình vào phòng nhìn thấy kính vương vừa cười vừa nói vương gia trở về kính vương gật đầu nói ngươi đi xem tống tiên sinh rồi ngọc thần gật đầu nói ra tiên sinh thân thể khó chịu ta đi qua thăm hỏi nàng một chút tống tiên sinh là lão sư của nàng sinh bệnh vấn an một chút đạo lý hiển nhiên kính vương biết cũng sẽ không nói cái gì Kính vương đối cái này cũng không quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ta vừa nhận được tin tức, hàng Ngọc Hy lần này bị đâm khó sinh là hàng kiến nghiệp cấu kết người ngoài gây nên. Ngọc Hy để người thả ra tin tức, rốt cuộc truyền về đến Kinh Thành. Cũng không thể trách du thành thám tử không tận tâm, thực sự là đường xá gian nguy, lại tổng gặp phải phong thành, tin tức không tốt đưa. Ngọc thần căn bản không tin tưởng, lắc đầu nói một chút, không có khả năng. Ta nhị ca từ nhỏ liền yêu thương Ngọc Hy, không có khả năng cấu kết người ngoài hại Ngọc Hy. Nếu nói lớn đường ca hàng kiến minh vì lợi ích mưu hại Ngọc Hy, nàng tin tưởng. Nhưng hai đường ca là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Kính vương thấy thế tiếp tục nói, hàng kiến nghiệp cùng cái kia sát thủ đều bị giết, chân tướng như thế nào hiện tại cũng không thể nào tra được. Ngọc thần nghe lời này sắc mặt tái đi, tay đều có chút trung, Ngọc Hy không có sao ngọc hy nếu là tại hai đường ca liền sẽ không có việc kính vương lắc đầu nói ra không có du thành đạt được tin tức là hàng ngọc hy hạ lệnh giết hàng kiến nghiệp liền thân ca ca đều có thể giết quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà ngọc thần một cái giật mình lắc đầu nói ra không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ngọc hy coi như trở nên ngoan độc cũng không có khả năng giết hai đường ca kính vương nói ra đạt được tin tức chính là như thế. Ngọc thần hai tay cầm chặt, lại buông ra, nói ra, vương gia, ta cùng Ngọc Hy từ nhỏ cùng một chỗ là lớn lên, tự hỏi đối Ngọc Hy vẫn là hiểu rõ. Ngọc Hy không có khả năng giết hai đường ca, cái này nhất định là tin đồn. Về phần tại sao sẽ có dạng này lời đồn truyền tới, vậy liền không rõ ràng. Kính vương mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói ra, ngươi xác định. Ngọc thần gật đầu nói, vương gia, chỉ cần Ngọc Hy không có việc gì, nhị ca nhất định sẽ không chết. Một người lại biến, cũng không có khả năng trở nên như thế ác độc. Kính Vương nói ra, hàng Ngọc Hy không có chuyện, đã tỉnh lại. Đỗ Văn Thư bọn người bị giết, hàng kiến nghiệp cũng tại bị giết trong danh sách. Ngọc Thần sắc mặt tái đi, nói ra, ta không tin. Trừ phi là nhìn thấy nhị ca thi thể, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Ngọc Hy sẽ hạ dạng này độc thủ kính vương suy nghĩ một chút hỏi ngươi nói có phải hay không là hàn ngọc hi cố ý thả ra tin tức vì không nghĩ liên lụy hàng gia ngọc thần lắc đầu nói ra cái này ta cũng không rõ ràng vương gia đối ngọc hi hạ sát thủ chính là ai có tra ra được hay chưa ngọc thần là hoài nghi tống gia kính vương lắc đầu nói ra đã để người đi thăm dò chẳng qua tạm thời còn không có mặt mày hắn đã hỏi hoàng đế không phải hoàng đế hạ thủ về phần tống gia càng không khả năng ngày hôm đó kính vương trong nhà dùng qua bữa tối lại đi trong cung bây giờ tây bắc phản loạn nghĩ đông đều không có thả tất cả quan viên như thường lệ đi làm ngọc thần đứng tại cổng nhìn qua bên ngoài hô hô thổi mạnh hàng phong mở miệng hỏi bên cạnh quế ma ma nhớ năm đó ta còn cảm thấy ngọc hy rất đần như vậy khắc khổ đều lưng không tốt sách nhưng là bây giờ nàng lại đem ta xa xa bỏ lại đằng sau. Quế ma ma vội vàng nói, Vương Phi, tứ cô nải nải nơi đó có thế cùng ngươi so. Vương Phi tinh thông cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, tứ cô nải nải sẽ cái gì? Về phần nói ngọc thần khuynh quốc khuynh thành dung mạo, Quế ma ma thức thời không nói. Nàng biết, Vương Phi đã không thích người khác nói nàng dáng dấp đẹp, cho dù tốt, nghe được nhiều, cũng chán dính, phiền chán. Ngọc thần ngửa đầu, nhìn qua tối tâm mờ mịt trời nói ra thi từ chờ đồ chơi đều là tiêu khiển đồ vật nửa điểm dùng đều không có ngọc hy học kỳ nghệ sách sử binh pháp dược lý mới chính thức hữu dụng chỉ tiếc ta minh bạch quá muộn quế ma ma giật mình trong lòng nói ra vương phi ngươi đừng có lại để tâm vào chuyện vụn vặt ngọc thần lắc đầu nói ra ta không có để tâm vào chuyện vụn vặt ta chỉ là tại luận sự Ngọc Hy vì sao có thể để cho Vân Kình đối nàng khăng khăng một mực. Dựa vào cũng không phải dung mạo. Ngọc Hy có thể hàng ở Vân Kình, dựa vào là tự thân tài năng. Quế ma ma bây giờ cũng không biết ứng đối ra sao Ngọc Thần, Vương Phi, tứ cô nải nải mặc dù tại Kinh Thành không tính là mỹ nhân, nhưng đến Du Thành, đây tuyệt đối là đại mỹ nhân. Du Thành loại kia vùng đất nghèo nàn, đi ra nữ nhân đều là eo tròn bả vai thô, mà lại làn da cũng rất thô rác. Ngọc Thần lắc đầu nói, ngươi quên, Vân Kình là tại Kinh Thành lớn lên, hắn rời đi Kinh Thành lúc sau đã 10 tuổi. Mà lại nếu là Vân Kình là cái thật đẹp sắc, đã sớm chết. Mỹ nhân kế, Tống Gia khẳng định dùng qua. Vân Kình bây giờ còn có thế khởi binh mưu phản, liền cho thấy Mỹ nhân kế thất bại. Quế ma ma cảm thấy, nhà mình Vương Phi đây là ma chướng. Quế ma ma nói ra, nương nương, tứ cô nãi nãi hiện tại là loạn thần tặc tử, vợ chồng bọn họ sống không được bao lâu không chỉ có bọn hắn muốn chết còn phải liên lụy toàn bộ hàng gia ngọc thần khẽ cười nói quế ma ma ngươi không có nghe vương gia nói nhị ca bị ngọc hy giết chết rồi dưới tình huống như vậy ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ xử trí hàng gia sao quế ma ma cũng không ngốc nghe nói như thế nói ra vương phi có ý tứ là nhị lão gia cũng chưa chết những tin tức này là tứ cô nải nải cố ý thả ra mục đích đúng là vì không liên lụy hàng gia. Ngọc Thần gật đầu nói, đúng. Thứ nhất có thể không liên lụy hàng gia, thứ hai cũng có thể để cho hai đường ca tránh đi trận này sóng gió. Nếu là Vân Kình thành công, đến lúc đó liền có tư cách cùng Hoàng đế bàn điều kiện, tự nhiên không lo. Nhưng vạn nhất thất bại, hàng kiến nghiệp cũng sẽ không bị dính líu vào, về sau hàng kiến nghiệp ra tới, hoàn toàn có thể nói hắn là trở về từ cõi chết. Quế ma ma nói, vương phi đây chỉ là ngươi ý nghĩ ngọc thần nói có phải là ta ý nghĩ không trọng yếu trọng yếu chính là cái này sự tình vừa đi ra ngoài hoàng đế liền sẽ không lại xử trí hàng gia đối với hoàng đế vì sao không có ở biết vân kình mưu phản liền xử trí hàng gia ngọc thần cũng không rõ ràng chẳng qua chuyện này vừa ra tới hàng gia là tuyệt đối sẽ không lại bị liên lụy chỉ là ngọc hy liền phải gánh vác thủ đoạn độc ác vô tình vô nghĩa thanh danh nghĩ tới đây ngọc thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái thanh danh bao nhiêu người bị thanh danh chỗ mệt mỏi nếu nàng đối ngoại tên là cái có thù tất báo thủ đoạn độc ác đồng thị cho dù có tống gia làm chỗ dựa cũng không dám đối nàng một đôi nữ xuống tay nàng chính là ngày thường biểu hiện được quá tốt mới khiến cho đồng thị không cố kỵ gì cho nên nói thanh danh thứ này kỳ thật chính là bao phục quế ma ma sợ mất mật nàng hiện tại là càng ngày càng đoán không ra nhà mình vương phi ý nghĩ. Ngọc thần nói ra, đúng, quế ma ma, ngươi tự mình đi một chuyến hàng phủ, đem Ngọc Hy giết nhị ca tin tức nói cho người của hàng gia, cái khác, cũng không cần nói. Quế ma ma cảm thấy dạng này không tốt, chẳng qua nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, Ngọc thần liền xoay người tiến thư phòng. Thư phòng có một cái giá sách, phía trên thả đầy sách. Ngọc thần tìm một hồi lâu, mới đưa sử ký tìm cho ra ngọc thần đối sách sử cái này buồn tẻ vô vị sách cũng không thích bằng không năm đó tống tiên sinh cũng sẽ không chỉ dạy nàng nửa năm liền không có giáo nhìn một lát liền nhìn không được chẳng qua nàng vẫn là mạnh chính mình xem tiếp đi chẳng qua đang nghe hài tử tiếng khóc nàng liền để xuống sách đi ra thư phòng chu diễm nhìn thấy ngọc thần nước mắt rưng rưng gọi một tiếng nương ngọc thần đem chu diễm từ nhũ mẫu trong tay tiếp nhận nói ra diễm nhi làm sao rồi bởi vì chu hạ chết yểu ngọc thần đem toàn bộ tâm huyết đều đặt ở trên người con trai chu diễm rút lấy khí nói ra mẹ ngươi đi đâu rồi ngọc thần trở về thời điểm tuần nghiệm vừa vạn ngủ này sẽ mới vừa dậy ngọc thần cười hỏi nghỉ nương rồi hàn kiến minh đưa tiễn quế ma ma về sau liền đi thấy thu thị cái này sự tình không cần mấy ngày khẳng định sẽ truyền khắp kinh thành, cho nên, hắn vẫn là chủ động cùng nương nói đi. Nhìn thấy thu thị, hàng kiến minh nói ra, mẹ, vừa rồi ngọc thần để người cho ta đưa tin tức tới, nói ngọc hy hạ lệnh giết nhị đệ. Thu thị lúc này không có bị dọa ngất đi qua, nói ra, này chỗ nào đến nghe đồn. Nếu nói vân kình dưới cơn nóng giận giết con trai của nàng còn có thể, Ngọc Hy kia tuyệt đối không có khả năng. Dù là kiến nghiệp làm như thế chuyện sai lầm, cũng không có khả năng. Hàng kiến minh nghĩ sau thu thị sâu, nói ra, ta phỏng đoán đây là Ngọc Hy cố ý thả ra tin tức, mục đích là không để chúng ta thụ dính liếu tới của nàng. Kiến nghiệp, khẳng định là bị nàng ẩn nấp. Nói lên Ngọc Hy, thu thị nước mắt lại tới, nha đầu này, thật thật đau lòng hơn chết ta nha. Đều đến nước này, Ngọc Hy còn muốn lấy biện pháp muốn bảo vệ bọn họ, làm sao không để nàng cái này làm mẹ đau lòng cũng là kiến nghiệp nghiệp chướng, bằng không Ngọc Hy nơi nào sẽ thụ như thế đại tội. Hàng kiến minh nói ra, mẹ, ngươi những ngày này ngay tại Phật đường niệm kinh đi. Chuyện bên ngoài, ta đến xử lý. Ngọc Hy dựng tốt đài, phía dưới hí liền phải người của hàng gia đến hát. Chỉ là, hàng kiến minh không nở để thu thị ra tới diễn cái này xuất diễn. Mẹ hắn là chân chính đem Ngọc Hy đích thân nữ nhi đợi, để mẹ hắn ra mặt giận giữ mắng mỏ Ngọc Hy, dù chỉ là làm cho người ngoài nhìn, mẹ hắn cũng chịu không nổi. Thu thị suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ tránh Phật đường niệm kinh cũng không thành, đối ngoại liền nói ta bị kích thích quá lớn trúng gió, lời nói cũng nói không lưu loát. Nàng nói không nên lời cùng Ngọc Hy đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ lời này, trang trúng gió tốt nhất. Hàng Kiến Minh nói ra, cũng thành. Chẳng qua cái này phải cùng đại phu thương nghị một chút, bằng không vạn nhất hoàng đế động kinh phái cái ngự y đến hàng phủ, coi như để lộ. Thu thị gật đầu, đáp ứng, Minh Nhi, kiến nghiệp về sau làm sao bây giờ? Cũng không thể liền nhất trực trốn đi a. À. Hàng kiến Minh nói ra, trước vượt qua trước mắt nang quan, cái khác sau này hãy nói. Chờ vân kình chiếm Tây Bắc, liền có cùng triều đình bàn điều kiện tư cách. Đến lúc đó, kiến nghiệp sự tình, căn bản không coi là chuyện gì. Có điều, kiến nghiệp về sau không nhận vân kình chào đón tại tây bắc rất khó hỗn lời này hàng kiến minh không có cùng thu thị nói thu thị vẫn còn có chút lo lắng nói ra ngươi nhìn cái này sự tình muốn hay không cùng lưu thị nói lưu tú không rõ chân tướng nghe được nghe đồn coi là trượng phu chết thật vậy còn không biết làm sao thương tâm đâu hàng kiến minh nói ra mẹ cái này sự tình không thể nói cho lưu thị bằng không sẽ lộ hãm ta nghĩ đệ muội vì hai đứa bé, coi như coi là nhị đệ xảy ra chuyện cũng sẽ chịu đựng được. Vì hài tử, Lưu Thị cũng nên sẽ không ngã xuống. Không hạ ba ngày, Hàng Ngọc Hy đem hàng kiến nghiệp giết sự tình liền truyền khắp kinh thành. Trước có Vân Kình mưu phản, sau có Ngọc Hy giết huynh, trong lúc nhất thời, Vân Kình cùng Ngọc Hy thanh danh thối ra ngoài mười dặm. Chương 614, Thư Nhà, 1 29 tháng chạp, tinh không vạn lý, cực kỳ tốt thời tiết. Vân phủ người sáng sớm liền bận biệu mở, đổi môn thần dáng câu đối, phi thường náo nhiệt. Ngọc Hy nằm ở trên giường, nghe phía bên ngoài nha hoàng vui sướng tiếng cười, có chút tiếc nuối nói ra, cũng không biết tướng quân hiện tại thế nào rồi. Vân kình không tại, cái này qua tuổi phải cũng không có tư không có vị. Khúc mụ mẹ vừa cười vừa nói, phu nhân, tướng quân lúc này nói không chính xác ngay tại Lan Châu Thành bên trong ăn Tết đâu vừa mới bắt đầu khúc mụ mẹ biết vân kình mưu phản, dọa đến kém chút ngất đi. Chủ gia mưu phản, một khi thất bại bọn hắn những người ở này cũng không có đường sống. Chẳng qua về sau thấy Ngọc Hy như vậy trấn định bộ dáng, lại có phía trước trả lại đều là tin tức tốt, nàng cũng liền an tâm. Ngọc Hy lắc đầu nói ra, đoán chừng không có nhanh như vậy. Lan Châu thành phòng thủ khẳng định tương đối nghiêm, muốn đánh hạ đến khẳng định là muốn tốn nhiều sức lực chẳng qua đánh hạ lan châu thành chẳng khác gì là toàn bộ cam túc đều rơi vào trong tay của bọn hắn khúc mụ mẹ vừa cười vừa nói phu nhân tướng quân đánh trận nhất là dũng mãnh coi như hiện tại không có chiếm lan châu thành cũng phải không được bao lâu tình thế một mảnh tốt đẹp bọn hắn những cái này hạ nhân cũng đều an tâm ngọc hy ừ một tiếng nói ra lan châu thành ngược lại không lo lắng lấy tướng quân năng lực không bao lâu liền có thể công chiếm xong tới chẳng qua Hạo Thành, có chút phiền phức. Hạo Thành là mấy cái triều đại quốc đô, nó phòng thủ cũng phi thường kiên cố, cường công, không phải dễ dàng như vậy. Khúc mụ mẹ thấy Ngọc Hy lại bắt đầu suy tư sự tình, vội vàng nói, phu nhân, ngươi nhìn muốn hay không ôm đại cô nương cùng nhị cô nương tới. Vì để cho Ngọc Hy tỉ mỉ dưỡng sinh thể, táo táo thu xếp tại trong sương phòng, liễu nhi vẫn bên tai phòng. Ngọc Hy gật đầu nói, đưa các nàng ôm tới đi. Vân Kình không ở bên người, cũng chỉ có khi nhìn đến hai đứa bé lúc, khả năng an tâm. Táo Táo gặp một lần Ngọc Hy, liền cao hứng kêu lên, nương. Hôm nay Táo Táo mặc vào một thân theo lên lão hổ màu đỏ chót y phục, trên đầu còn mang theo một con hổ mũ, nhìn cùng chỉ tiểu lão hổ giống như. Ngọc Hy nuôi 20 ngày tới, cũng không có trước kia như vậy suy yếu, đưa tay đem Táo Táo ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, cái này y phục mặc, thực sản khoái cái này thân y phục là thu thị cho táo táo chuẩn bị thu thị cho táo táo chuẩn bị y phục có thể làm cho nàng xuyên qua ba tuổi khúc mụ mẹ cũng cảm thấy cái này y phục tinh thần chỉ là nhà nàng đại cô nương mặc dù thuộc hổ lại là cái cô nương mặc cái này một thân hổ áo thấy thế nào làm sao như cái tiểu tử đâu rất nhanh lam ma ma liền đem liễu nhi ôm đi qua liễu nhi so vừa sinh ra tới thời điểm tốt hơn nhiều Chí ít trên thân có chút thịt, không còn gầy yếu như vậy, mà lại tiếng khóc cũng so trước kia hơi bị lớn, nhìn xem không lo lắng nuôi không ngừng. Đây hết thảy, đều là Lam Mama Ma công lao. Vì chiếu cố tốt Liễu Nhi, Lam Mama Ma là hao hết tâm tư, từ Liễu Nhi sinh ra tới đến bây giờ, nàng gầy 16 cân. Nguyên bản y phục, toàn bộ đều xuyên không được. Ngọc Hy đem táo táo đặt ở bên cạnh, từ Lam Mama Ma trong tay tiếp nhận Liễu Nhi táo táo nghĩ đưa tay bắt liễu nhi bị ngọc hi ngăn trở nha đầu này tuổi tác nhỏ làm sao biết cái nặng nhẹ vạn nhất nắm lấy cái kia liễu nhi lại phải khóc táo táo cũng không tức giận ghé vào ngọc hi bên cạnh vui tươi hớn hở kêu lên liễu 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 táo táo hiện tại còn không thể hoàn chỉnh biểu đạt mình suy nghĩ nói lời đều nói hài tử nhìn nhỏ chỉ nhìn táo táo đối liễu nhi dáng vẻ liền biết táo táo đứa nhỏ này không phải cái hẹp hòi ngọc hy thật cao hứng sờ một chút táo táo đầu nói ra nha đầu này trí nhớ thật là tốt vậy mà có thể đem liễu nhi danh tự ghi nhớ trí nhớ này so với nàng tốt táo táo không vui lòng nói ra muội muội liễu 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 ý là muội muội không gọi liễu nhi nên gọi liễu liễu mới là ngọc hy nở nụ cười nha đầu này nhìn xem Ngọc Hy cười, nằm tại trong ngực nàng Liễu Nhi, cũng lên tiếng cười. Mặc dù tiếng cười rất nhỏ, nhưng cái này nhỏ bộ dáng, đặc biệt đáng yêu. Ngọc Hy thấy, cùng khúc mụ mẹ cùng Lam Ma Ma nói ra, ngươi nói Liễu Nhi đứa nhỏ này giống ai đâu. Liễu Nhi mặc dù nhỏ gầy, nhưng ngũ quan đã hiển lộ ra, hai mắt thật to, nhọn mặt trái xoan. Bộ dáng này đã không giống nàng, cũng không giống Vân Kình. Lam Ma Ma lắc đầu nói ra, cái này, phải đợi tướng quân trở về mới biết được. Nhị cô nương bộ dáng này khẳng định không giống người của hàng gia, hẳn là giống tướng quân người bên kia. Ngọc Hy lắc đầu nói ra, hỏi Hoắc Thúc, Hoắc Thúc nói hắn cũng không rõ ràng. Nguyên bản Ngọc Hy tưởng rằng giống nàng bà bà, kết quả Hoắc Trường Thanh lắc đầu, biểu thị Vân Kình Nương căn bản không phải cái này tướng mạo. Cho nên, Ngọc Hy liền có chút buồn bực, nha đầu này đến cùng giống ai? khúc mụ mẹ vừa cười vừa nói phu nhân nhị cô nương giống ai không trọng yếu trọng yếu chính là nhị cô nương bộ dáng này lớn lên về sau tất nhiên là cái đại mỹ nhân ngọc hy cười dưới cũng không còn xoắn suýt vấn đề này dùng qua ăn trưa không bao lâu hứa võ liền đến cũng không có vào phòng trực tiếp ở ngoài cửa nói ra phu nhân tướng quân đưa tin trở về nói xong đem tính kiện giao cho cam thảo Ngọc Hy nụ cười trên mặt cũng đỡ không nổi, chẳng qua tiếp nhận tin mở ra xem, Ngọc Hy mặt cứng. Vân Kình hồi âm chỉ một câu, hết thảy mạnh khỏe, chớ niệm. Nàng một phong thư nhà hơn 10 trang chữ, hồi âm liền sáu cái chữ, để Ngọc Hy buồn bực không được, nhéo nhéo phong thư này, Ngọc Hy hỏi, liền cái này. Hứa võ cầm tin cũng cảm thấy không đúng, tin nhẹ phiêu phiêu, không cần nhìn cũng biết viết khẳng định rất ít lại nghe lấy thanh âm của phu nhân đều không đúng, hắn đâu còn có thế không biết Ngọc Hy đây là sinh tướng quân khí. Hứa võ nói ra, tướng quân bận rộn quân vụ, còn mời phu nhân nhiều hơn thông cảm. Ngọc Hy hừ một tiếng, nói ra, quân vụ lại bận rộn, cũng không kém một phong thư thời gian. Đây rõ ràng là không có đưa các nàng mẫu nữ ba người nhớ nhung trong lòng. Hứa võ còn là lần đầu tiên nghe được Ngọc Hy dạng này ngữ khí, thấy thế bận biệu giải thích nói, ta nghe đưa tin a huy nói tướng quân vừa nhận được thư nhà liền hồi âm ngọc hy nghe nói như thế thần sắc hòa hoãn rất nhiều quyết định lần này không cùng vân kình so đo chẳng qua nếu là thứ hai phong lại chỉ viết sáu cái chữ nàng cũng không thuận ta biết ngươi xuống dưới mau lên hứa võ trù trừ một chút cùng ngọc hy nói ra phu nhân ta có chút sự tình muốn cùng ngươi bẩm báo những sự tình này không tốt tại bên ngoài nói nhưng vào nhà lại có chút không tiện. Ngọc Hy đứng dậy, tự ở đầu giường, nói ra, tiến đến nói chuyện. Tại Tây Bắc điểm ấy tốt, nam nữ chi phòng không có kinh thành như vậy nghiêm trọng. Hứa võ nói ra, phu nhân, hôm qua có cái họ kim doanh thiên tổng đi phù gia, cùng phù lão tướng quân tại thư phòng đàm gần một canh giờ. Ban đêm, phù tướng quân liền cùng phù lão tướng quân đại xảo một khung, phù tướng quân đêm đó ở đến quân doanh, đến bây giờ đều không có về phù gia. Ngọc Hy trong lòng rung lên, một lát sau hỏi, "Hoách Thúc nói thế nào?" Hứa Võ nói ra, "Hoách Thúc để chúng ta giám thị phù thiên lỗi, chẳng qua ta cảm thấy không thỏa đáng lắm. Vạn nhất để phù thiên lỗi biết hắn bị giám thị, cho rằng bọn họ không tin hắn, ngược lại không tốt." Đây cũng là Hứa Võ vì sao muốn đem chuyện này nói cho Ngọc Hy, hắn muốn để Ngọc Hy cầm cái chủ ý. Ngọc Hy nhắm mắt lại, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động qua thật lâu mở to mắt nói ra, dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, không muốn phái người đi giám thị phù thiên lỗi, phù gia cái đinh cũng rút về tới. Nàng không phải tin tưởng phù thiên lỗi, mà là tin tưởng vân kình. Đã vân kình có thế yên tâm đem phía sau lưng giao cho phù thiên lỗi, nàng cũng nguyện ý tin tưởng phù thiên lỗi. Hứa võ thở dài một hơi, gật đầu nói, được. Trở lại tiền viện, hứa võ tìm hoắc trường thanh, đem Ngọc Hy ý tứ cùng Hoắc Trường Thanh nói một lần, nghĩa phụ, ngươi nhìn. Hoắc Trường Thanh đổ không có trách cứ hứa võ cổng hắn đi tìm Ngọc Hy, chẳng qua có chút hắn không hài lòng, táo táo mẹ nàng thân thể không tốt ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi còn muốn cho nàng phí công. Hoắc Trường Thanh là các đức hậu viện tin tức, mà tử cẩn lần này là tiếp nhận giáo huấn, chuyện bên ngoài không cùng Ngọc Hy nói nửa câu. Hứa võ cúi đầu, nói ra, nghĩa phụ, là lỗi của ta. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng để phu nhân phí công sát thực không nên. Hoắc Trường Thanh ừ một tiếng, nói ra, đã táo táo mẹ nàng cảm thấy giám thị phù thiên lỗi không tốt, vậy liền đem người rút về tới. Chẳng qua phù gia người cũng không cần rút. Không cần thiết làm cho như vậy huy động nhân lực. Hứa võ cũng không có xếp vào cái đinh tại phù gia, những tin tức này là bị bọn hắn thu mua người truyền ra ngoài, cho nên, không tồn tại có rút lui hay không vấn đề nghĩa phụ, về sau vạn nhất có không thể lựa chọn sự tình, ta cảm thấy vẫn là cùng phu nhân thảo luận hạ tương đối ổn thỏa. Phu nhân mặc dù là một cái nữ lưu hạng người, nhưng lại phi thường thông minh, cái nhìn đại cục cũng phi thường tốt. Hoắc trường thanh liên tiếp liền nhìn qua hứa võ, thấy hứa võ cũng không có lùi bước, ngược lại nở nụ cười, nói ra, ngươi rốt cục lịch luyện ra tới. Nếu là một mực thuận theo hắn, vĩnh viễn chống đỡ không khởi sự tới hứa võ biết một bước này đi đối nghĩa phụ ta biết thân thể phu nhân không tốt nhưng là hiện tại loại thời điểm này một bước cũng không thể đi nhầm chẳng qua nghĩa phụ yên tâm không phải vô cùng trọng yếu sự tình ta sẽ không làm phiền phu nhân một bước sai khả năng liền từng bước sai tương lai khả năng liền đi hướng không thể vãn hồi tình trạng hoắc trường thanh gật đầu cái này phân tích chính người nắm chắc cốt a đúng hàng kiến minh khoảng thời gian này tại địa lao thế nào rồi không có lại muốn chết không sống đi. Hàng kiến nghiệp nhốt vào thời điểm, còn kêu la nói muốn gặp Ngọc Hy. Kết quả Hoắc Trường Thanh nói với hắn là Ngọc Hy tự mình hạ lệnh đem hắn giam lại, hàng kiến nghiệp lúc ấy một bộ thâm thụ đã kích dáng vẻ. Hoắc Trường Thanh nhớ tới đã cảm thấy buồn cười. Hàng thị bị hại phải kém chút chết đi, liễu nhi kém chút cũng cho làm cho kém chút chết yểu, đổi thành người bình thường đã sớm hận chết hàng kiến nghiệp cái này kẻ cầm đầu. Nhưng hàng thị không chỉ có không có cùng hàng kiến nghiệp so đo, ngược lại ý nghĩ nghĩ cách để hắn tránh đi cuộc phong ba này. Nhưng hàng kiến nghiệp không những không biết hàng thị khổ tâm, còn tưởng rằng hàng thị ghi hận hắn. Hứa võ nói ra, phu nhân để ta đưa một quyển sách cho hắn, khoảng thời gian này nhất trực lặng yên đọc sách đâu. Hàng kiến minh là bị giam tại vân phủ trong địa lao. Địa lao này, không có mấy người biết, phi thường che giấu. Hoắc Trường Thanh hỏi, cái gì sách? Hứa võ nói ra, tôn tử binh pháp cùng tam thập lục kế. Nghĩa phụ, quyển sách kia là phu nhân sao chết? Hứa võ lúc ấy nhìn thấy quen thuộc bút tích, giật mình kêu lên. Hắn biết phu nhân học rộng tài cao, lại không nghĩ rằng phu nhân liền binh thư đều nhìn qua, còn sao chép một bản. Hoắc trường thanh nhịn không được lắc đầu nói ra, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hy vọng hàng thị lần này tâm huyết, không có uổng phí đi. Chương 615, Thư nhà, 2 Chạng vạn tối, Phù Thiên lỗi trở về nhà Hôm nay là ăn Tết, trong quân doanh cũng không có gì chuyện trọng yếu, không trở về nhà ăn Tết cũng không giống dạng đâu. Phù Thiên lỗi lần này là đi trước nhìn Trần Thị, nhìn xem nâng cao bụng sắc mặt trắng bệt Trần Thị, Phù Thiên lỗi thần sắc một chút hòa hoãn. hôm nay hài tử có ngoan hay không? Trần Thị sờ vừa xuống bụng tử, nói ra, hài tử những ngày này ngoan vô cùng đứa bé này là nàng toàn bộ hy vọng cho nên trần thị bình thường vô cùng cẩn thận phù thiên lỗi ừ một tiếng nói ra vậy là tốt rồi nhớ năm đó giữa phu thê có chuyện nói không hết nhưng bây giờ trừ nói hạ hài tử cùng chuyện trong nhà lại không dư thừa chủ đề trần thị do dự một chút nói ra phu quân cha chồng buổi sáng tới nói với ta một chút lời nói phù lão tướng quân để trần thị khuyên phù thiên lỗi tìm nơi nương tự triều đình đừng cho vân kình bán mạng phù lão tướng quân chính mình nói không thông phù thiên lỗi chỉ có thể gửi hy vọng ở trần thị nếu là lúc trước quan hệ vợ chồng tốt thời điểm nàng khẳng định sẽ khuyên phù thiên lỗi nghe cha chồng dù sao mưu phản là không có đường ra nhưng bây giờ tình cảm vợ chồng đã vỡ tan nếu không phải xem ở bụng tử lý hài tử phân thượng sợ là trượng phu cũng không nguyện ý đến chính viện cho nên trần thị lúc này mới thăm dò tính hỏi phù thiên lỗi phù thiên lỗi trên mặt lộ ra phiền chán thần sắc nói ra cái này sự tình ta có chừng mực ngươi không cần quản thật tốt an thai trần thị mắt đỏ vành mắt nói ra phu quân cha chồng nói lời cũng có lý cái này mưu phản có thế có kết quả gì tốt phu quân vì ta cùng hài tử ngươi vẫn là lo lắng nhiều suy xét cha chồng phù thiên lỗi nói không nên lời bực bội nói ra ngươi biết cái gì nếu không phải bị buộc không có cách hắn cũng không nguyện ý đi đường này. Trần Thị nước mắt xoát xoát rơi, phu quân, ta biết ngươi khẳng định là có khó khăn khó nói. Nhưng chúng ta là người một nhà, có khó khăn chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Cùng giường chung gối 8 năm, đối phù thiên lỗi tính tình Trần Thị vẫn là biết đến. Trần Thị suy đoán phù thiên lỗi có nhược điểm gì bị vân kình bắt, nếu không mình trượng phu chắc chắn sẽ không nguyện ý mưu phản. Phù thiên lỗi đứng lên, nói ra, Ngươi đừng nhọc lòng chuyện bên ngoài, thật tốt an thai đi. Ta bên ngoài còn có việc, có việc lại tới nhìn ngươi. Phù Thanh La sự tình, Phù Thiên Lỗi cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Phù Lão tướng quân cùng Trần Thị. Trần Thị sát nước mắt, cùng chút ma ma nói ra, ngươi nói, phu quân đến cùng bị vân kình bắt nhược điểm gì? Để phu quân chết như vậy tâm sập. Chúc ma ma lắc đầu nói ra, phu nhân, nghe lão nô một tiếng khuyên, ngươi bây giờ an tâm dưỡng thai những chuyện khác ngươi tuyệt đối đừng lẫn vào trần thị cũng không nghĩ lẫn vào nói ra thế nhưng là cha chồng nói cũng không sai cái này từ xưa đến nay mưu phản có thế thành công có mấy cái không chỉ có mình không được chết tử tế còn liên lụy người nhà cùng tộc nhân chúc ma ma hừ lạnh một tiếng nói ra phu nhân trước kia lão thái gia đối ngươi như thế nào ta liền không nói liền nói hôm nay cái này sự tình phàm là lão thái gia có chút lương tâm liền không nên nói cho ngươi những sự tình này vạn nhất phu nhân chịu không nổi kích động hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi chút ma ma đối phù lão thái gia là chán ghét đến cực điểm phu nhân cùng tướng quân đi đến hôm nay tình trạng này lão thái gia phải trả hơn phân nửa trách nhiệm bây giờ lại không để ý thân thể phu nhân không tốt chạy tới nói nếu là tướng quân không đầu vào triều đình sẽ có khám nhà diệt tộc nguy hiểm cũng may mắn phu nhân lấy bụng tử lý hài tử làm trọng, bằng không bảo đảm muốn dọa đến sinh non. Trần Thị cũng không thích cái này cha chồng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ta là rất lo lắng, mà lại coi như vân kình mưu phản thành công, phu quân lại có thể được cái gì? Cái gì cũng không chiếm được. Chúc ma ma nói ra, phu nhân, ngươi nói tướng quân bị vân kình bắt tay cầm mới làm cho tướng quân mưu phản, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này không đúng. Lớn hơn nửa tay cầm, cũng không có khả năng làm cho tướng quân đi theo mưu phản. Dừng một chút, chúc ma ma nhẹ giọng nói, vân tướng quân trả lại 100 vạn lượng bạc, đem triều đình khất nợ quân lương toàn bộ bổ đủ, không chỉ có như thế, trước đó triều đình nhất trực ném tiền không cho tiền trợ cấp, lần này cũng cho. Bây giờ du thành tướng sĩ cùng bách tính, không có một người không nói vân tướng quân tốt. Tham gia quân ngũ, đặc biệt là tại du thành tham gia quân ngũ, chẳng khác gì là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Mà triều đình lại còn cắt xén bọn hắn quân lương, vũ khí trang bị cũng không cho bọn hắn đổi thành, rõ ràng là không đem sinh tử của bọn hắn để ở trong lòng. Trải qua thời gian dài như vậy, sớm bảo tướng sĩ buồn lòng. Lần này Du Thành hơn phân nửa tướng sĩ Việt nghĩa chẳng từ mà đi theo Vân Kình mưu phản, là bởi vì bọn hắn tin tưởng Vân Kình, tin tưởng mưu phản thành công về sau có thể để cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt mà vân kình hành động cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn kê biên tài sản đến vàng bạc vân kình ngay lập tức chính là nghĩ đến cho bọn hắn phát lại bổ sung quân lương cùng trước đó triều đình thất nợ tiền trợ cấp vân kình cử động lần này cũng làm cho những cái kia chần chờ người kiên định tín niệm cho triều đình bán mạng cũng là bán mạng cho tướng quân bán mạng cũng là bán mạng đã như vậy sao không đi theo tướng quân đến thiếu tướng quân trong lòng suy nghĩ bọn hắn đọc lấy bọn hắn về sau còn có thể cho bọn hắn ngày sống dễ chịu. Trần Thị nhìn qua chút ma ma, nói ra, ngươi cũng cảm thấy Vân Kình có thế mưu phản thành công. Chúc ma ma nói ra, du thành tướng sĩ bây giờ cùng Vân Kình một lòng, nếu là chúng ta tướng quân lúc này đầu nhập triều đình, phu nhân, ngươi suy nghĩ một chút sẽ là hậu quả gì? Chúc mụ mụ nhi tử cũng trong quân đội hiệu lực, hôm qua về đến trong nhà, không chỉ có nói quân lương đều cầm tới tay, còn nói Vân Kình chuẩn bị cho tất cả tướng sĩ đặt mua mới vũ khí trang bị. Vũ khí này trang bị nếu là tốt, ra chiến trường cũng có thế nhiều mấy phần sống sót cơ hội. Là người đều có tư tâm, cho nên chút ma ma tự nhiên là đứng tại Vân Kình bên này. Thấy Trần Thị có chút do dự, chút ma ma nói ra, phu nhân, ngươi đừng có lại nhọc lòng. Nói câu không dễ nghe, cái này sự tình ngươi chính là nhọc lòng cũng vô dụng. Thà rằng như vậy, còn không bằng khá bảo trọng hạ mình cùng bụng tử lý hài tử. Trần Thị thở vào một cái, nói ra, ngươi nói đúng, cái này sự tình ta quan tâm cũng nhọc lòng không tới. Vẫn là giao cho tướng quân đi. Loại này quân quốc đại sự, nàng cũng không hiểu, vẫn là không hỏi tới. Nàng bây giờ, vẫn là thật tốt dưỡng thai. Đêm nay Vân Phủ Niên kỹ cơm tối, cùng năm ngoái đồng dạng phong phú, cũng không có bởi vì Vân Kình không còn, mà giảm bớt nửa phần. Hứa Đại Ngư nhìn xem một bàn lớn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, lập tức xoa xoa tay vui tươi hớn hở nói, ta trước kia còn muốn, đêm nay có thể ăn vào bạch ma ma thịt dê sủi cảo liền thỏa mãn. Hứa Võ nghe vừa cười vừa nói, phu nhân nói, muốn để mọi người qua một cái thật vui vẻ niên kỷ. Dĩ vãng ăn Tết ban đêm đều có rượu, chẳng qua hiện nay thế cục khác biệt, rượu liền cho miễn, cơm nước xong xuôi, đám người còn có việc làm đâu. Ngọc Hy bởi vì còn tại ở cử, ăn đồ ăn đều tương đối thanh đạm, chẳng qua cũng may nàng không cần cho bú, cái này đồ ăn bây giờ cũng thả muối. Nhớ ngày đó sinh táo táo thời điểm, bởi vì muốn cho bú, ở cử thời điểm một tháng cũng chưa ăn nửa điểm muối, kia đồ ăn cho dù tốt đều không có muốn ăn. Cơm nước xong xuôi, Ngọc Hy liền treo đùa lấy táo táo. Táo táo tính tình đặc biệt tốt, mặc kệ ai ôm đều không từ chối, hơn nữa còn đặc biệt thích cười, cười lên lạc lạc, để người nghe tâm tình đều tốt. Không phải sao, bị Ngọc Hy một trêu đùa, lại cười không ngừng. Khúc mụ mẹ từ bên ngoài đi tới, nói, phu nhân, lão thái gia nói muốn thấy đại cô nương, muốn để tiểu nhân ôm đại cô nương đi qua. Ngọc Hy không có đáp ứng, nói ra, sắc trời đã tối, bên ngoài lạnh lẽo thật nhiều, không tốt ôm hài tử ra ngoài. Cùng lão thái gia nói, ngày mai sáng sớm ta để người đem táo táo ôm qua đi gặp hắn. Hoắc Trường Thanh đối táo táo quá cưng chiều, điểm ấy để Ngọc Hy rất lo lắng. Hài tử hiện tại nhỏ không có việc gì, nhưng lớn lại bị như thế sủng ái, sợ là rất khó quản được đến. Khúc mụ mẹ kỳ thật cũng không lớn đồng ý ôm táo táo đi qua, cái này lớn trời lạnh vạn nhất cảm mạo bị cảm lạnh, đến lúc đó tất cả mọi người phải đi theo lo lắng hải hùng, tốt, ta cái này trở về lão thái gia. Hoắc Trường Thanh có chút không vui vẻ, mặc dù nói hiện tại là ban đêm, chẳng qua đem hài tử bao bọc phải chặt chẽ chút nơi đó liền cảm mạo. Táo táo cũng không phải liễu nhi, táo táo thân thể tốt đây. Hoắc trường thanh thần sắc không ngờ nói, kia sáng mai ôm tới đi. Hứa võ nhìn Hoắc trường thanh một mặt không vui vẻ dáng vẻ nói ra, nghĩa phụ, không cần lo lắng, tướng quân sẽ không có chuyện gì. Hứa võ coi là Hoắc trường thanh là lo lắng vân kình. Hoắc trường thanh nhìn một cái hứa võ, nói ra, táo táo gần đây đều rất ít ôm đến tiền viện đến hắn khoảng thời gian này mỗi lần muốn gặp táo táo cũng phải làm cho người về phía sau viện ôm không giống trước kia đều là hàng thị chủ động để người đem táo táo ôm tới cho hắn nhìn hứa võ không nghĩ nhiều nói ra tướng quân không tại phu nhân tự nhiên sẽ không lại đem táo táo thường xuyên ôm đến tiền viện đến táo táo là mọi người vui vẻ quả rất được đám người thích những ngày này không gặp hứa đại ngưu cũng nhất trực nhắc tới. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn, chẳng qua hắn muốn cốt chút, ngẫu nhiên về phía sau viện có thế nhìn thấy táo táo. Hoắc trường thanh lắc đầu nói ra, không phải. Ta có một loại cảm giác, về sau ta thấy táo táo cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Hứa võ sửng sốt một chút, ngược lại nở nụ cười, nói ra, nghĩa phụ, ta nghe tướng quân đề cập qua, nói chờ táo táo ba tuổi phu nhân liền phải cho nàng vỡ lòng về sau đến tiền viện cơ hội, có thể là sẽ càng ngày càng ít. Có điều, nếu là nghĩa phụ nghĩ, vẫn là mỗi ngày có thể nhìn thấy táo táo. Hoắc trường thanh không có lên tiếng, chẳng qua sắc mặt càng phát ra khó coi. Hứa võ thấy thế, lập tức dời đi đề tài, nói ra, nghĩa phụ, tướng quân cho thư của phu nhân, ta nghe khúc mụ mẹ nói trong thư chỉ viết hết thảy mạnh khỏe, chớ niệm sáu cái chữ. Hoắc trường thanh nghe lời nói này nói, liền sáu cái chữ. Vân Kình cũng cho hắn hồi âm, thế nhưng là có ba tấm giấy. Đương nhiên, đều là nói chính sự, không có nửa chữ chuyện phím. Hứa võ gật đầu nói, từng, liền sáu cái chữ, khúc mụ mẹ chính miệng nói với ta, khẳng định không sai. Nghĩa phụ ngươi là không biết, phu nhân đọc thư về sau rất tức giận. Có điều, cái này sự tình đổi thành ai cũng nên sinh khí. Phu nhân cho tướng quân tinh, thật dày đều nhanh nhét không hạ. Kết quả, tướng quân lại chỉ hồi thứ sáu cái chữ, trên lệch này, thật sự là quá lớn. Nếu không phải biết tướng quân cùng phu nhân vợ chồng ân ân ái ái, hắn còn tưởng rằng tướng quân là lười nhát hồi âm đâu. Hoắc Trường Thanh nói ra, đoán chừng là có quá nhiều, nhưng lại không biết viết như thế nào, cuối cùng liền viết như thế sáu cái chữ. Hứa võ cười nói, lại không biết viết như thế nào, cũng nên hỏi thăm thân thể phu nhân thế nào, táo táo cùng liễu nhi thế nào. Kết quả, tướng quân một cái cũng không hỏi, phu nhân chỉ là sinh sẽ ngột ngạt không có nổi giận, đã là tính tính tốt. Phải nói là phu nhân hàm dưỡng tốt. Hoắc trường thanh lắc đầu, không nói gì. Chỉ có thể nói, vân kình đầu óc thiếu gân. Chương 616, Thư Nhà, 3 Trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa vào ấm nhập sách báo. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, tổng đêm mới đào đổi củ phù vân kình nhìn qua trên mặt bàn ba món ăn một món canh nhịn không được nhớ tới năm ngoái đêm giao thừa cả một nhà ngồi một chỗ ăn cơm náo nhiệt tràn cảnh phong đại quân nhìn xem vân kình dáng vẻ vừa cười vừa nói đại tướng quân ngươi có phải hay không nghĩ táo táo cùng liễu nhi các nàng rồi vân kình gật đầu nói ra nhớ kỹ năm ngoái đêm giao thừa ta còn chấm một chút rượu cho táo táo uống đâu kết quả bị ngọc hy biết về sau mắng hắn dừng lại Phong đại quân lúc ấy cũng cùng theo ăn cơm, nhớ tới thời điểm đó sự tình cũng nở nụ cười, táo táo về sau tử lượng khẳng định tốt. Lẽ ra lớn như vậy hài tử, uống rượu khẳng định không thoải mái. Lại không nghĩ rằng táo táo uống yêu thích khoa tay múa chân, lúc ấy có thể đem bọn hắn một nhóm người đùa xấu. Đến bây giờ phong đại quân còn tiếc nuối táo táo là cái cô nương, không phải tên tiểu tử. Nếu là tên tiểu tử, kia tuyệt đối có thể kế thừa tướng quân y bác nha vân kình lại không cười có chút phiền muộn nói đến cũng không biết qua ít ngày còn có biết ta hay không cái này cha đâu phong đại quân vừa cười vừa nói táo táo trí nhớ tốt chắc chắn sẽ không quên tướng quân kỳ thật lời này cũng chính là an ủi vân kình đứa nhỏ này bệnh hay quên lớn thời gian dài không gặp rất dễ dàng quên dù là cái này người là cha ruột cũng không ngoại lệ nói hai câu chuyện phiếm phong đại quân hỏi tướng quân chúng ta lúc nào công thành đổ tranh trễ nhất sau này giữa trưa liền đến có phải là đổ tranh vừa đến chúng ta liền công thành hai ngày này lan châu thành cũng không có lại phái binh ngược lại để bọn hắn thật tốt thở dài một hơi vân kình nói ra cái này không vội chờ đổ tranh đến sau này hãy nói không lo lương thảo chậm một ngày sớm này cũng không nhiều lắm ảnh hưởng phong đại quân thấy thế cũng không hỏi thêm nữa cùng là ăn tết hàn quốc công phủ cái này năm liền tình cảnh bi thảm không chỉ có lão phu nhân kích động quá độ hôn mê bất tỉnh, nhị phu nhân lưu thị cũng bị bệnh. Hàng kiến minh muốn tại trước giường hầu tật, quốc công phủ sự tình tất cả đều đặt ở diệp thị trên người một người, cũng may mắn diệp thị thân thể tốt, bằng không cũng nhịn không được. Nhà hoàng lặng lẽ đi vào nhà, hạ giọng cùng hàng kiến minh nói ra, quốc công gia, đại quản gia nói tìm ngươi có chuyện quan trọng tướng bẩm. Hàng kiến minh nhìn qua đã ngủ thu thị, đứng dậy đi ra ngoài nhìn thấy đại quản gia, đỏ ngầu mắt hỏi, có chuyện gì khẩn yếu? Từ thu thị trúng gió về sau, hàng kiến minh liền một mực đang trước giường hầu hạ, không có ngủ qua cảm giác. Đại quản gia hai tay đưa tới mấy phong thư đi lên, nói ra, quốc công gia, đây là nhị lão gia từ du thành đưa tới tính kiện. Nhị lão gia đã không có, phong thư này ý nghĩa trọng đại. Hàng kiến minh tiếp tin, từ đó chọn lựa ra viết cho hắn lá thư này. Xem xong thư về sau, hàng kiến minh mắt đỏ vành mắt gọi một tiếng, nhị đệ. Hàng kiến minh diễn kỹ, vẫn là tương đối có thể. Đại quản gia cũng lau một cái nước mắt, nói ra, quốc công gia nén bi thương. Từ hàng kiến nghiệp bị Ngọc Hy giết chết tin tức truyền đến quốc công phủ về sau, quốc công phủ trên không bao phủ một tầng mây đen. Hàng kiến minh rơi mấy giọt nước mắt, nói ra, ngươi đi xuống đi bên ngoài bây giờ đều đang nói vân kình đại nghịch bất đạo phản thần tặc tử, mà Ngọc Hy thì là thủ đoạn độc ác lãnh huyết vô tình độc phụ. Cũng may mắn hàng kiến minh khoảng thời gian này muốn hầu tật, tránh đi phía ngoài phân tranh. Chẳng qua hàng kiến minh biết, tránh được nhất thời, tránh không được một thế. Mãi cho đến lúc chạm vạn tối, Thu Thị mới tỉnh lại. Thu Thị nói ra, Minh Nhi, ngươi đi ngủ sẽ đi. Hai ngày này Thu Thị một mực đang uống thuốc an thần, gọi là thuốc ba phần độc, cái này ai cũng biết sự tình. Nhưng hôm nay vì có thể tránh thoát cuộc phong ba này, coi như biết uống thuốc không tốt cũng phải uống. Hàng kiến minh lắc đầu nói ra, mẹ, ta không sao. Nương, kiến nghiệp trung tuần tháng 11 viết một phong thư trở về, đây là đưa cho ngươi, ngươi xem một chút. Nói xong, liền đem hàng kiến nghiệp viết cho thu thị tính kiện lấy ra ngoài. Tin cũng không có viết cái gì, chẳng qua là nói một chút vụn vặt việc nhà sự tình. Thu Thị sau khi xem xong một mặt sầu khổ nói, Minh Nhi, cũng không biết Ngọc Hy hiện tại thế nào rồi. Nữ nhân này khó sinh, nhất là tổn thương thân thể. Rất nhiều nữ nhân khó sinh về sau, liền không thể tái sinh. Ngọc Hy cái này đứa bé thứ hai vẫn là cái cô nương, nếu là Ngọc Hy không thể tái sinh, vậy tương lai nhưng làm sao bây giờ? Hàng Kiến Minh trong lòng cũng rất lo lắng Ngọc Hy, chỉ là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. nếu là hắn còn không thể ổn định, kia quốc công phủ thật là liền phải loạn. hàng kiến minh vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi yên tâm đi. ngọc hy thân thể vẫn luôn rất tốt, từ nhỏ cũng rất ít sinh bệnh, mà lại nàng còn mình học dược lý, coi như khó sinh tổn thương thân, cũng có thế rất nhanh khôi phục lại. nói đến dược lý, thu thị đột nhiên nhớ tới một người. thu thị nói ra, minh nhi. Ngươi lặng lẽ phái người đi hồng tảo trang, đem Ngọc Hy tình huống hiện tại cùng toàn ma ma nói một tiếng. Hàng kiến Minh lắc đầu nói ra, mẹ, hiện tại Ngọc Hy là loạn thần tặc tử, toàn ma ma coi như biết cũng sẽ không tiến về Tây Bắc. Mặt khác, hiện tại quốc công phủ bị hoàng đế người giám thị, làm cái gì hoàng đế đều sẽ biết, như hắn phái người cùng toàn ma ma tiếp xúc. Thu thị nói ra, nơi nào cần ngươi ra mặt, ngươi để người để lọc chút lời nói cho kia phương mụ mẹ, kia phương mụ mẹ tự nhiên sẽ biết như thế nào làm. Thấy hàng kiến minh không hiểu rõ lắm, Thu Thị nói ra, phương mụ mẹ chính là Ngọc Hy trước kia quản sự ma ma, về sau gã cái quan sai. Nàng kia con riêng cưới chính là Ngọc Hy bên người nha hoàng Thải Điệp, Thải Điệp nương còn tại trong phủ đệ người hầu. Những sự tình này khẳng định không thể tự mình đi làm, nhưng phương mụ mẹ đi làm, lại là có thể làm. Hoàng đế như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đi chú ý một cái tiểu lão bách tính. Hàng kiến minh đối nội viện sự tình cũng không hiểu nhiều lắm, suy nghĩ một chút nói ra, cái này sự tình ta để dịp thị đi làm đi. Hắn một cái làm gia chủ người, nếu là đi thấy cái quản sự bà tử khẳng định sẽ để người chú ý, nếu để cho dịp thị đi làm, vậy liền không giống. Thu thị gật đầu đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, hàng kiến minh rảnh rỗi về chính viện rửa mặt, đổi qua y phục nhìn xem thần sắc tiều tụy hàng kiến minh, Diệp Thị cũng rất là đau lòng, nói ra, lão gia, ngươi nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Nếu là trượng phu gánh không được, quốc công phủ thật là liền ngã. Hàng kiến minh nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trọng tốt chính mình. Hàng kiến minh rất rõ ràng, nếu là hắn đổ, quốc công phủ thật là đã xuống dốc. Dù là nhị đệ không chết, hàng gia cũng dựa vào không được hắn. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Hàng kiến minh đặt ở diệp thị bên tai bên trên nói thầm hai câu, ý là để nàng gặp một chút thải điệp nương, để thải điệp nương cho phương mụ mẹ truyền lời, đem phương mụ mẹ đem Ngọc Hy khó sinh thương thân sự tình nói cho toàn ma ma. Diệp thị giật mình kêu lên, hạ thấp giọng hỏi, quốc công gia, đây có phải hay không không thỏa đáng lắm nha. Không nói Ngọc Hy giết tiểu thúc tử, liền nói Ngọc Hy bây giờ là phản tặc, liền không thể lại có lui tới. Huống chi, quốc công gia còn đem tứ cô nương trừ tộc, đối ngoại cũng nói cùng tứ cô nương đoạn tuyệt quan hệ. Diệp thị cũng không lớn minh bạch, cái này bây giờ hát lại là cái kia ra. Hàng kiến minh không có cùng Diệp thị nói tỉ mỉ, hắn cũng không có cảm thấy có cần thiết nói tỉ mỉ, Ngọc Hy chắc chắn sẽ không giết kiến nghiệp, bên ngoài kia cũng là tin đồn. Nghe được lời này, Diệp thị thật không có quá ngoài ý muốn. Dù sao, nàng cùng Ngọc Hy cũng tại chung một mái nhà sinh sống mấy năm. Ngọc Hy tính tình, nàng tự hỏi vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Diệp Thị nói ra, quốc công gia, coi như tứ cô nãi nãi không có giết nhị đệ, nhưng nàng hiện tại thân thể. Hàng Kiến Minh nói ra, chuyện của nơi này rất phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Ngươi để người đem lời nói đưa đến, cái khác không muốn xen vào nữa. Diệp Thị thấy thế, gật đầu nói, ngươi yên tâm, cái này sự tình ta sẽ làm thỏa đáng, sẽ không để cho người phát giác được. Trượng phu làm như thế, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Hàng kiến minh thấy Diệp Thị không hỏi tới nữa, cầm hai tay của nàng nói ra, ngươi yên tâm, ta làm đây hết thảy đều là vì hàng gia. Ngọc Hy thành công, đó chính là bọn họ ổn thỏa nhất đường lui. Diệp Thị gật đầu nói, ta biết. Trượng phu toàn tâm toàn ý liền nghĩ chấn hưng hàng gia, đáng tiếc sinh không gặp thời, luôn luôn không gặp được thời cơ tốt. Vào lúc ban đêm, Diệp Thị liền đạt được đáp lời. Diệp Thị cùng Hàng Kiến Minh nói ra, lão gia, toàn ma ma đi Giang Nam. Hàng Kiến Minh hỏi vội, đi Giang Nam. Chuyện khi nào? Toàn ma ma đúng đúng Hàng Kiến Minh cùng Thu Thị đến nói, chỉ là một cái râu ri người. Nếu không phải lần này Ngọc Hy sự tình để Thu Thị nhớ tới nàng đến, sợ là đều không nhớ rõ như thế một người. Diệp Thị nói ra, năm ngoái cuối tháng 10 đi. Nói là toàn ma ma tại Giang Nam làm ăn chất tử phát tài rồi, cho nên mời bọn họ một nhà đi Giang Nam định cư. Trước khi đi, toàn ma ma liền tại Kinh Thành đặt mua phòng ở cửa hàng còn có điền sản đều bán đi. Lão gia, cái này sự tình nghe xong liền không đáng tin cậy, toàn ma ma như vậy người tinh minh không có khả năng liền bị lừa bị lừa gạt. Nhi tử phát tài rồi tiếp mẹ ruột đi hưởng phúc, cái này rất bình thường nhưng đây là chất tử cái kia tốt như vậy, phát tài rồi sẽ tiếp cô mẫu đi hưởng phúc, nghe xong, liền không đúng vị. Hàng kiến minh lắc đầu nói ra, đi giang nam, chẳng qua là cái cớ. Toàn ma ma nếu là cái xuẩn, nơi nào có thể đem ngọc hy giáo phải như vậy tốt. Diệp thị nhìn xem hàng kiến minh một mặt ngưng trọng bộ dáng, hỏi, lão gia, làm sao rồi? Toàn ma ma rời đi, sẽ đối với chúng ta bất lợi sao? Toàn ma ma là Ngọc Hy giáo dưỡng ma ma, nếu là bị người bắt đưa đi Tây Bắc mưu hại Ngọc Hy, liền Ngọc Hy tính tình, thật là ngay tại kiếp nạn trốn. Hàng Kiến Minh lắc đầu nói ra, chỉ hy vọng là toàn ma ma mình rời đi, không phải có người mang đi nàng. Diệp Thị cũng không ngốc, tự nhiên nghe ra Hàng Kiến Minh nói bóng gió, nói ra, lão gia, toàn ma ma khẳng định là mình rời đi. Nếu là bị người mang đi, nơi nào còn có thế có thời gian bán nhà cửa cửa hàng cùng điền sản đâu Hàng kiến minh ngẫm lại cũng cảm thấy là nói ra nếu là như vậy kia nàng khả năng không phải đi giang nam mà là đi địa phương khác toàn ma ma có thể là cảm giác được cái gì cho nên mới sẽ vội vã rời đi kinh thành dịp thị trấn an hàn kiến minh nói ra lão gia ta nghe nói toàn ma ma là thiểm tây người đều nói người lão nghĩ lá rụng về cội toàn ma ma mang theo chất tử người một nhà coi như không phải tìm nơi nương tựa ngọc hi vậy khẳng định cũng là về quê quán thiểm tây nếu là vân kình có thế chiếm tây bắc kia tìm toàn ma ma tự nhiên dễ dàng nếu là thất bại kia cái gì đều không cần nói hàn kiến minh gật đầu nói hy vọng như ngươi nói đi nói xong lời này hàn kiến minh nhịn không được thở dài một hơi nói ra đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc lời này đặt ở ngọc hi trên thân không có chút nào áp dụng. Ngọc Hy điều này cũng không biết là lần thứ mấy gặp. Diệp Thị không có nhận lời nói, bởi vì nàng không biết làm sao tiếp. Chương 617, Công Thành Đêm, tỉnh có chút bàng hoàng. Trên tường thành lính gác cũng treo lên ngủ gật, thân thể không có ổn định, đầu cuối tại bên cạnh trên tường. Lính gác lau con mắt, ngẩng đầu nhìn đồng bạn của hắn. Lúc này đồng bạn của hắn dựa vào đầu tường ngủ cho ngon hồ đây đang nghĩ đem đồng bạn đánh thức, đột nhiên nghe được một trận dị dạng thanh âm, lính gác hướng phía phía dưới nhìn lại, liền thấy vô số bóng người. Gần như ngay tại nháy mắt, lính gác liền biết không tốt. Lúc này lớn tiếng kêu lên, không tốt, phản quân công thành, phản quân công thành. Quan Thái nghe được binh sĩ kia tiếng kêu, mắng một tiếng, má nó, bị phát hiện. Vốn là muốn đánh lén, hiện tại không thể, chỉ có thể cường công. Kỷ huyền đang ngủ thật ngon, liền nghe phía ngoài thì thầm kêu nói phản quân công thành. Kỷ huyền lập tức một cái giật mình, từ trên giường bò lên. Lãnh bất phong từ bên ngoài tiến đến, nói ra, đại nhân, phản quân bắt đầu công thành. Muốn lãnh bất phong nói, những cái này Tây Bắc quân tất cả đều là tên điên. Nào có ngày đầu tháng giêng công thành, còn có thể hay không để người qua hai ngày an bình thời gian. Kỷ huyền lạnh mặt nói, công thành liền công thành, vội cái gì lan châu thành tường thành kiên cố vân kình đừng nghĩ công phá thành trì lan châu thành phòng thủ gần với hạo thành vân kình lợi hại hơn nữa cũng công không phá được lan châu thành còn nữa qua hai ngày trần vĩ liền có thể mang năm vạn nhân mã tới chi viện lãnh bất phong thấy thế nói ra vẫn là đại nhân bình tĩnh trên mặt nói như vậy trong lòng lại sợ phải không được không có cách cùng tây bắc quân giao thủ qua một lần về sau lãnh bất phong liền lại không muốn cùng tây bắc quân đánh kỷ huyền mặc vào áo giáp nói ra đi lên thành lâu đi xem một chút lan châu thành phòng thủ là kỷ huyền tự mình an bài có kỷ huyền tự mình đốc chiến thủ thành tướng sĩ biểu hiện được rất dũng mãnh tương đối tây bắc quân liền rơi vào hạ phong có điều công thành không giống với cái khác lúc này thật chính là liều thực lực không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Hừng đông về sau, đối tây bắc quân liền càng phát ra bất lợi. Kỷ huyền đứng tại thành lâu chỗ cao nhất, hướng phía dưới thành tây bắc quân lớn tiếng kêu lên, mưu phản thế nhưng là tội chết, là tru cửu tộc trọng tội. Các ngươi nếu là hiện tại buông xuống binh khí đầu hàng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa rơi xuống, một thanh mũi tên hướng phía kỷ huyền phá không mà tới chẳng qua kỷ huyền chung quanh đều là người cái này mũi tên lại như thế nào cũng bắn không trúng hắn kỷ huyền cũng không có bị cái này mũi tên hù dọa đổ ngược lại là càng phát ra hưng phấn kêu lên vân kình chính ngươi muốn làm nghịch thần tặc tử cũng coi như tội gì kéo lấy nhiều người như vậy đi theo ngươi cùng chết vân kình ta kính ngươi là cái nhân vật nếu là ngươi có can đảm ngươi liền đứng ra ai biết kỷ huyền trong bóng tối thu xếp bao nhiêu cung tiễn thủ Vân Kình cũng không phải đồ ngốc, lúc này đứng ra chẳng phải là muốn chết. Phong đại quân hướng phía Vân Kình nói ra, đại tướng quân, tùy theo kỷ huyền cùng hắn bắt răng ở nơi đó gọi cũng không phải chuyện gì nha. Nói đến nhiều, sẽ giao động quân tâm, Tây Bắc quân quân tâm là chẳng phải dễ dàng giao động, nhưng cái này mới gia nhập, liền không nhất định. Viên ưng trầm mặt một chút, nói ra, đại tướng quân, ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể gậy ông đập lưng ông. Kỷ huyền muốn giao động bọn hắn quân tâm, vậy bọn hắn liền vạch trần kỷ huyền làm sát kẻ vô tội cỏ ở giữa nhân mạng chờ chịu tội. Vân Kình lắc đầu nói ra, không thành. Chẳng qua phong đại quân lo lắng cũng không thể không phòng. Cái này kỷ huyền là muốn giao động bọn hắn quân tâm. Cái này quân tâm tản ra, nói cái gì đều là uổng công. Ngay lúc này, Cao Tùng đi tới nói ra, đại tướng quân, có một cái gọi là tôn thiếu kia người muốn gặp tướng quân đại tướng quân cái này tôn thiếu kiên là lan châu thành người là lan châu doanh vệ một cái phó úy phó úy là tổng thất phẩm quan tại quan võ bên trong thuộc về đê đẳng nhất chức quan viên ưng hỏi tướng quân là ai muốn gặp liền có thể gặp sao hiện tại lúc này nơi nào có thời gian thấy cái gì tôn thiếu kiên cao tùng nói ra người này nói hắn có phá thành phương pháp đại tướng quân cái này người là lan châu thành người nói không chính xác thật có phá thành phương pháp vân kình nói ra để hắn tiến đến đã có can đảm cầu kiến hắn vậy khẳng định là thật có biện pháp gì mặc dù địa phương quân sức chiến đấu không được nhưng không có nghĩa là địa phương quân tướng sĩ đều là nạo chủng tôn thiếu kiên dáng dấp cao lớn thô kệch điển hình tây bắc hán tử tướng mạo nhìn thấy vân kình tôn thiếu kiên hai tay ôm quyền nói ra gặp qua đại tướng quân vân kình gật đầu hỏi ngươi nói có phá thành phương pháp nói nghe một chút là có hay không hữu dụng hắn nghe xong liền biết thật giả tôn thiếu kiên nhìn qua vân kình nói ra đại tướng quân hy vọng ngươi có thể để cho ta mang theo các huynh đệ của ta tiến đến công thành tôn thiếu kiên nói tới ba ngàn người công thành là chỉ trước đó mang tù binh vân kình hỏi ngươi là đến xin chiến không phải đến hiến kế những cái này hợp nhất tù binh Vân Kình cũng không có ý định để bọn hắn hiện tại liền lên chiến trường. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn nhất những người này lâm tràn lật lọng, lại phản quay đầu lại giết bọn hắn, chẳng phải là oan uổng chết rồi. Tôn Thiếu Kiên nói ra, Đại tướng quân, ta đã nghe bọn hắn nói. Các ngươi chiếm lĩnh một chỗ, chỉ kê biên tài sản tham quan ô lại cùng những cái kia không tốt thương hộ cùng làm ác thân hào nông thôn, cũng sẽ không quấy rối bách tính, mà lại chỗ kê biên tài sản vàng bạc cũng không có chiếm làm của riêng, mà là cho tướng sĩ phát lại bổ sung triều đình thất nợ quân lương cùng tiền trợ cấp. Vân Kình ngẩng đầu nhìn Tôn Thiếu Kiên, ngươi nói ngươi có phá thành phương pháp. Lại nhảy một trận đều là nói nhảm, quá lãng phí thời gian. Tôn Thiếu Kiên nói ra, đại tướng quân, ta mang ba ngàn huynh đệ công thành, kỳ thật cũng không phải là làm công thành, là vì tướng quân chính danh. Vân Kình có chút không rõ, hỏi, chính danh. Tôn Thiếu Kiên gật đầu nói, Kỷ Huyền cùng lãnh bất phong bọn hắn tại Lan Châu Thành bên trong tung tin đồn nhảm, nói Tây Bắc quân giết người phóng hỏa, giang, trâm cướp giật việc ác bất tận, mỗi đến một chỗ chỗ kia đều biến thành đất khô cằn. Lan Châu Thành bên trong bách tính cùng tướng sĩ tin vào lời đồn, cho nên mới sẽ liều chết phản kháng. Chỉ cần ta mang theo các huynh đệ cho các ngươi Tây Bắc quân chính tên, thành bên trong các huynh đệ chắc chắn sẽ không lại cho Kỷ Huyền bán mạng. Vân Kình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, lời này nói thế nào? Tôn Thiếu Kiên cười khổ nói, Đại tướng quân, chúng ta quân lương không chỉ có thường xuyên bị khất nợ, sẽ còn bị bóc lột. Địa phương bên trên sĩ quan, không chỉ có ăn quân lương, sẽ còn bóc lột tầng dưới chót binh sĩ. Thôi mặt nghe lời này, nhịn không được hỏi, ta nghe nói các ngươi địa phương bên trên doanh vệ sở sẽ còn cấu kết thổ phỉ mã tặc. Đây có phải hay không là thật? Viên ưng nghe lời này phi thường im lặng, cái này đến lúc nào rồi, lại còn có nhàn tâm ở đây bác quái. Không thể không nói, thôi mặc tâm thật nhiều lớn. Vân Kình nói ra, tốt, nhân mã chính ngươi chọn. Tôn Thiếu Kiên tại thời gian nhanh nhất liền chọn tốt 3.000 người, cái này 3.000 binh sĩ tất cả đều là Lan Châu Thành người. Nói đến, kỳ thật những cái này tầng dưới chót binh sĩ hoặc là giống Tôn Thiếu Kiên loại này tầng dưới chót sĩ quan, đều là bị bóc lột nghiền ép đối tượng. Quanh năm suốt tháng xuống tới, đã sớm góp nhặt một bụng oán khí. Cho nên tại biết Tây Bắc quân cũng không phải là lời đồn bên trong như vậy giết sạch cướp sạch, ngược lại chỉ đoạt tham quan ô lại về sau, bọn hắn liền thực tình quy thuận. Vân Kình hạ lệnh triệt binh, cũng không để tôn thiếu kiên công thành, mà là để bọn hắn tại phía dưới tường thành cho Tây Bắc quân chính tên. Lãnh bất phong ở trên thành lầu nhìn thấy Bắc quân rút lui, vui mừng quá đổi, lập tức cùng kỷ huyền nói ra, đại nhân, Vân Kình nhất định là sợ đại nhân ngươi. Bất kể như thế nào, Vân Kình triệt binh, đối bọn hắn đến nói đó chính là thắng lợi. Kỷ huyền lại không lạc quan như vậy, nói ra, nhìn nhìn lại, từ tối hôm qua đến bây giờ, Tây Bắc quân thế công rất mạnh, cũng may mắn là bọn hắn thành lâu kiên cố, bằng không hắn thật muốn lo lắng. Tây Bắc quân rút lui về sau, Tôn Thiếu Kiên mang theo ba ngàn người ra sân đi ở trước nhất một loạt tất cả đều là cầm trong tay tấm thuẫn tây bắc quân đây là phòng bị trên tường thành binh sĩ hướng bọn họ bắn tên lãnh bất phong nhìn qua tôn thiếu kiên bọn người đứng tại đứng tại chỗ bất động trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực vân kình đây là hát cái nào một màn nha kỷ huyền trong lòng xẹt qua dự cảm không tốt tôn thiếu kiên hướng phía trên tường thành một người hô nhị cẩu tử ta là tôn thiếu kiên nhị cẩu tử các ngươi đều bị kỷ huyền kia lão cẩu cho lừa gạt. Tây Bắc quân không có giết người phóng hỏa giang, trâm cướp giật, càng không có nhiễu dân, tất cả đều là kỷ lão chó nói bừa loạn tạo. Vân Kình cùng phong đại quân bọn người ngay tại chỗ không xa. Nghe được tôn thiếu kiên kia một trận tiếng kêu, phong đại quân tuét miệng vừa cười vừa nói, tướng quân, nghe tôn thiếu kiên khẩu khí, hắn hẳn là cùng kỹ lão chó có thù nha. Phong đại quân đây là hiện học hiện dùng viên ưng đồng ý lời này nói ra khẳng định là có thù tiểu tử này cũng không nói thật về phần là cái gì thù chờ đánh giặc xong liền biết vân kình nói ra như thế cái người tài có thể sử dụng bất kể có phải hay không là vì báo thù người này rất có can đảm là thật lãnh bất phong nghe được tôn thiếu kiên về sau lập tức kêu lên bắn tên tranh thủ thời gian bắn tên đem kia nhục mạ đại nhân loạn tặc cho bắn chết tiễn là bắn đi ra, nhưng cách xa, tăng thêm phía trước lại có tấm thuẫn cản trở, nơi nào có thể bắn đạt được người đâu. Tôn Thiếu Kiên cũng không có bởi vì bị hù dọa, ngược lại càng phát ra lớn tiếng đem Kỷ Huyền làm ra đủ loại chuyện ác từng cái nói ra, ăn hối lộ trái pháp luật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giày xéo tên người, sưu cao thuế nặng chờ một chút, quả thực không nên quá nhiều. Dựa theo Tôn Thiếu Kiên nói, Kỷ Huyền mới là cái kia tội ác tày trời tội đáng chết vạn lần người. Kỷ huyền nghe được tôn thiếu kiên liệt đếm được hắn một đầu một đầu tội trạng, mặt là thanh lại trắng, trợn nhìn lại tử, giống mở xưởng nhuộm, đủ mọi màu sắc. Phong đại quân là cái thô bên trong có mảnh người, bắt đầu cảm thấy thú vị. Thế nhưng là nghe nghe đã cảm thấy không đúng, nói ra, tướng quân, cái này người không đúng lắm. Người bình thường này làm sao đối kỷ huyền làm ra chuyện ác như thế rõ ràng. Như Tôn Thiếu Kiên nói tới những sự tình này là thật, kia tuyệt đối không thể nào là tôn thiếu kiên một người có thể làm đến. Vân Kình ngược lại không ngoài ý muốn, nói ra, kỷ huyền những năm này tại Tây Bắc làm xuống nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình, không biết bao nhiêu người đối với hắn hận thấu xương. Có một cái tôn thiếu kiên, thật không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Có điều, chờ trận chiến này xong về sau, vẫn là cần biết tôn thiếu kiên nền tảng, bằng không, hắn cũng không yên lòng dùng người này. Phong đại quân gật đầu nói, đối với chúng ta như vậy ngược lại là chuyện tốt. Kỷ Huyền làm ra chuyện ác càng nhiều, để trên tường thành những binh lính kia càng phản cảm, đối bọn hắn càng có lợi. Thôi mặc lại là cười ha ha. Kỷ Huyền kia lão cẩu còn muốn giao động chúng ta quân tâm. Hiện tại có tôn thiếu kiên, ta nhìn trên tường thành binh sĩ sẽ còn hay không tiếp tục cho bọn hắn bán mạng. Thủ thành những binh lính này cũng là bị Kỷ Huyền bóc lột nghiền ép đám người một trong. Chương 618, Thành Phá Tôn Thiếu Kiên nói tới Kỷ Huyền làm ra sự tình, tất cả đều là chuyện thật. Bởi vì hắn đem thời gian, địa điểm, cùng tham dự vào người nói đều rõ ràng rành mạch, thật giống như hắn tận mắt nhìn thấy, để người nghe nghĩ không tin cũng khó khăn. Kỷ Huyền hít mắt, hắn rất muốn giết Tôn Thiếu Kiên, mà nếu muốn giết Tôn Thiếu Kiên, nghĩ loạn tiễn bắn chết hắn là không thể nào, trừ phi là mở cửa thành xuất binh giết người nhưng cùng Tây Bắc quân chính mặt tác chiến, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ, cho nên, mở cửa thành ra tuyệt đối không thể nào. Như vậy vấn đề liền đến, không ra cửa thành đi giết Tôn Thiếu Kiên, vậy liền chắn không được Tôn Thiếu Kiên miệng. Tôn Thiếu Kiên ăn trước vạch Trần Kỷ Huyền làm ra hạ đủ loại chuyện ác, sau đó còn nói Vân Kình làm sự tình, Vân Tướng Quân đem kê biên tài sản tham quan ô lại vàng bạc, lấy ra phát tây bắt quân quân lương cùng những cái kia tại du thành chiến tử tướng sĩ tiền trợ cấp lúc này đứng ở phía trước cầm tấm thuẫn một cái tướng sĩ đột nhiên cất giọng nói tướng quân của chúng ta không chỉ có thu dưỡng những cái kia tử trận tướng sĩ hài tử để bọn hắn hài tử có áo mặc có cơm ăn còn mời tiên sinh dạy bảo bọn hắn đọc sách biết chữ đối với mấy cái này đem mệnh đừng ở dây lưng quần bên trên tướng sĩ đến nói bọn hắn sợ nhất chính là mình xảy ra ngoài ý muốn lưu lại cô nhi quả mẫu không cách nào sinh hoạt cho nên có không ít tướng sĩ căn bản không dám lấy vợ sinh con mà ngọc hy thu dưỡng những hài tử kia để bọn hắn cảm thấy không có nỗi lo về sau thành như tống tiên sinh nói ngọc hy cử động lần này ở chỗ thu mua lòng người mà lại phi thường thành công lãnh bất phong nói ra tướng quân không tốt lại để cho hắn nói như vậy xuống dưới tất nhiên muốn dao động quân tâm lúc này lãnh bất phong lúc này hận không thể bóp chết cái này tôn thiếu kiên. Thấy kỷ huyền không nói, lãnh bất phong để người bên cạnh bắt đầu phản bác. Chỉ tiếc, loại này phản bác thanh âm hiển nhiên tái nhợt bất lực. Tôn thiếu kiên nói hồi lâu, thấy không sai biệt lắm, tức giọng kêu lên, các huynh đệ, kỹ lão chó ăn thịt chúng ta uống máu của chúng ta, độc hại cha mẹ của chúng ta tỉ muội chúng ta vì cái gì còn muốn vì hắn bán mạng. Các huynh đệ, các ngươi phàm là còn có một điểm huyết tính liền không nên nối giáo cho giặc kỷ huyền nhìn qua vân kình phương hướng nói ra đều nói vân kình là đầu đội trời chân đạp đất đại anh hùng lại không nghĩ rằng vậy mà lại dùng loại này khó coi mánh khóe vân kình nếu ngươi là cái nam nhân liền đứng ra cùng ta chân ướt chân ráo làm đừng rụt lại đầu làm rùa đen vân kình lại không ngốc làm sao có thể ở thời điểm này bên trên làm vân kình hướng phía trên tường thành người kêu lên nếu như các ngươi không còn nối giáo cho giặc ta cam đoan không giết các ngươi đồng thời nếu như các ngươi muốn về nhà ta cũng không ngăn ở trong đó có một bộ phận binh sĩ là bắt lính bắt tới cũng không phải là cam tâm tình nguyện tới làm binh nghe được vân kình nói sẽ để cho bọn hắn về nhà có ít người liền tâm động kỷ huyền đang nghĩ điều động đội thân vệ nói cho những người này nếu là dám làm ra đưa phản quốc hậu quả liền gặp vân kình vung tay lên nói ra, công thành. Lần công thành này, Vân Kình không có lại lưu tại phía sau chỉ huy, mà là tự thân lên trận giết địch. Viên ưng cùng phong đại quân các tướng lãnh tự nhiên cũng toàn bộ ra trận giết chết, mà Tôn Thiếu Kiên đã đã kích thủ thành tướng sĩ sĩ khí, cũng khích lệ Tây Bắc quân sĩ khí. Kỷ huyền nhìn binh lính thủ thành không có vừa rồi dũng mãnh, liền biết không đúng, lúc này mệnh lệnh để lãnh bất phong mang binh đi chống cự Tây Bắc quân sau đó lại để cho bên người thân tín đi đốc chiến, dám can đảm tiêu cực chống cự, giết chết bất luận tội. Tôn Thiếu Kiên, thành công địa điểm đốt không ít thủ thành tướng sĩ lửa giận trong lòng, trước đó bọn hắn liều chết phản kháng, là bởi vì bọn hắn coi là Tây Bắc quân là thật giết sạch, cướp sạch, đốt trụi. Hiện tại biết là tin đồn, những người này tự nhiên dao động, mà chờ đốc chiến đội tới giết đi hơn 100 người về sau, triệt để đem những người này lửa giận nhóm lửa có một sĩ binh mắt thấy hảo huynh đệ của mình bị đốc chiến đội người giết, lúc này quát to một tiếng, nói ra, giết những cái này đồ chó. Nguyên bản nhắm ngay tây bắc quân đao, này sẽ hướng phía đốc chiến đội binh sĩ chém tới. Lửa giận bị nhen lửa, nghĩ tắt cũng tắt không được. Bao dũng tại cấp trên nhìn xem phái đi ra đốc chiến thân tính bị binh lính thủ thành giết, sắc mặt đại biến, nói ra, đại nhân, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nếu ngươi không đi, không cần chờ thành phá, bọn hắn liền sẽ bị những cái này phản chiến binh sĩ giết chết. Kỷ huyền cũng là một cái người sợ chết, thấy Tây Bắc quân càng đánh càng mạnh, mà thủ thành bên này lại là càng ngày càng yếu, cắn răng, nói ra, đi. Một khắc đồng hồ về sau, lãnh bất phong tâm phúc liền đem chuyện này nói cho hắn, tướng quân, tổng đốc đại nhân đã mang binh chạy ra Lan Châu Thành. Tướng quân, chúng ta cũng đi thôi. Tây Bắc quân thế công quá mạnh, Phía dưới những binh lính này cũng không góp sức, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn một con đường chết. Vân Tình chỉ nói không giết những binh lính kia, cũng không có nói không giết bọn hắn. Lãnh Bất Phong cũng là tiếc mệnh, bằng không ngày đó đánh trận hắn liền sẽ không co đầu rút cổ ở hậu phương. Hiện tại biết Kỷ Huyền chạy trốn, hắn nơi nào còn có tâm tình giết địch, lúc này cũng mang theo thân tính, bắt đầu chạy trốn. Hai người cái này vừa chạy lập tức bị người phát hiện người hữu tâm lập tức lớn tiếng kêu lên, tổng đốc đại nhân cùng lãnh bất phong tướng quân chạy. Kỷ huyền cùng lãnh bất phong cái này vừa chạy, còn lại hơn năm vạn người nơi nào còn nguyện ý cùng Tây Bắc quân liều mạng. Lại có Vân Kình nói người đầu hàng không giết, cho nên còn lại tướng sĩ toàn bộ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đứng tại trên tường thành, phong đại quân nhìn qua phía dưới ô ép một chút một mảnh ngồi sổng người, nói ra, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lên đến. Đến bây giờ, phong đại quân còn có chút hoảng hốt, thắng lợi tới quá nhanh, để người có chút không thể tin. Vân Kình nhìn xem phía dưới ngồi chờ người, cất giọng nói, nếu là muốn về nhà, ngày mai các ngươi liền có thể trở về, nguyện ý lưu lại, ta cũng hoan nghênh. Bọn hắn hiện tại nhân mã quá ít, tăng thêm trước đó tù binh, cũng chỉ hơn 7 vạn người, nhất định phải mở rộng nhân mã. Lời này vừa rơi xuống, phía dưới có người ngửa đầu kêu lên, tướng quân, ta nguyện ý lưu lại. Có quân lương phát, vạn nhất chiến tử nhi nữ còn có người nuôi, còn có sách niệm, làm cái gì còn muốn về nhà. Hành trì công phá xuống tới, cần làm sự tình nhiều lắm, chết những tham quan kia ô lại cùng phú thương cùng thân hào nông thôn chờ nhà, đối viên ưng cùng quan thái bọn người tới nói đã là xe nhẹ đường quen. Mặt khác chính là đi thu thập lương thảo cùng dược liệu, còn có dàn xếp những cái này đầu hàng nhân viên. Trong lúc nhất thời, Vân kình phía dưới vậy những này cái tướng tài đắc lực, đều loay hoay đầu không chạm đất. Thiên đại đen, thôi mặt mới trở về. Thôi mặt đem lãnh bất phong đầu người mang về, nhìn thấy vân kình thời điểm hắn có chút ấy nấy nói, tướng quân, để kỷ huyền kia lão cẩu trốn thoát. Hiện tại, vân kình người phía dưới tất cả đều gọi kỷ huyền vì lão cẩu. Phong đại quân vừa vặn tìm vân kình nghị sự, nghe được kỷ huyền chạy, lúc này trừng thôi mặt liếc mắt, nói ra, sao có thể để kỷ huyền chạy đây cái này kỷ huyền chạy tuyệt đối là đại phiền toái một kiện thôi mặt nói ra kỷ huyền để tâm phúc giả mạo hắn chính hắn thì là rẽ đường nhỏ chạy nói đến lần này thật sự là tính sai chờ hắn đem kia tên giả mạo bắt lấy về sau lại quay lại đầu đi tìm kỷ huyền đã trời tối bởi vì vân kình có lệnh trước khi trời tối nhất định phải trở lại lan châu thành cho nên thôi mặt liền không có lại kỷ huyền phái binh đuổi theo Vân Kình nói ra, ta buổi chiều được tin tức, Trần Vĩ trước khi đến Lan Châu trên đường, dựa theo nhật trình ngày mai hẳn là liền phải đến. Đối Vân Kình đến nói, hiện tại muốn là ổn thỏa. Vạn nhất đến chưa quen thuộc địa hình phức tạp, lại đụng phải Trần Vĩ, dù là kỵ binh sức chiến đấu cường hãn, vậy cũng sẽ tổn thất nặng nề. Những kỵ binh này, mặc kệ là người vẫn là ngựa, đối Tây Bắc quân đến nói đều là bảo bối u cục, cũng không thể bị bạch bạch hy sinh hết thôi mặt ánh mắt sáng lên, ma quyền sát trưởng, nói ra, không sợ hắn đến, liền sợ hắn không tới. Lần công thành này, kỵ binh không có phát huy được tác dụng. Đối đầu Trần Vĩ, vậy nhất định có thế phát huy được tác dụng. Lan Châu Thành bên trong lưu lại 5 vạn nhân mã, có 3 vạn người lưu lại, 2 vạn người muốn về nhà. Vân Kình biết về sau phân phó, cho những cái này muốn về nhà binh sĩ mỗi người một lượng bạc vòng vèo. Lúc này lạm phát đến kịch liệt, một lượng bạc kỳ thật mua không là cái gì đồ vật. Chẳng qua có, dù sao cũng so không có mạnh. Chiếm Lan Châu Thành, Vân Kình cũng không có vội vã mang binh tiếp tục công chiếm xong một cái địa bàn, mà là để quân đội tại Lan Châu Thành chỉnh đốn một chút. Đỗ tranh mang ba vạn người, ngựa không dừng vó đuổi nửa tháng con đường, sau đó lại đánh trận một ngày, lại không nghỉ ngơi, thiết nhân cũng chịu không nổi. Vân Kình một bên muốn chỉnh đốn quân vụ, một bên muốn đem Lan Châu thành bên trong sự tình xử lý tốt. Quân vụ còn dễ nói, hắn đã thành thói quen, tự có mình một bộ biện pháp xử trí. Nhưng nơi này bên trên sự vụ cũng không dễ dàng xử trí, mà bố chính sứ vị trí lại phá lệ trọng yếu, trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là không có yên tâm ứng cử viên. Ngay tại hắn sức đầu mẻ tráng thời điểm, nghe được Cao Tùng nói đàm thác đàm tri phủ đến. Đàm thác vừa thấy được Vân Kình, cũng không cần Vân Kình mở miệng hỏi, chính hắn trước đem ý đồ đến nói rõ, là phu nhân viết thư cho ta, để ta tới. Nói xong, từ tay áo tử lý móc ra một phong thư, hai tay đưa cho Vân Kình. Tin là tại ngày 15 tháng 12, cũng là tại hắn xuất phát sau ngày thứ ba viết. Trong thư, Ngọc Hy để đàm thác dở xuống Tân Bình thành tri phủ cái này thiếu, đi tìm Vân Kình. Về phần nói tìm Vân Kình chuyện gì, Ngọc Hy ở trong thư không nói vân kình cười dưới đoán chừng là ngọc hi biết hắn phiền chán xử lý những chuyện này cho nên mới sẽ điều động đàm thác đến giúp đỡ vân kình hướng phía đàm thác nói ra vừa vặn trong tay ta một đống sự tình người giúp đỡ ta đoán lý một chút nơi này khóa lại nát sự tình quá nhiều hắn cũng nhức đầu chết rồi đàm thác làm tri phủ quản lý chính là một châu lớn nhỏ sự tình có đàm thác hiệp trợ vân kình một chút nhẹ nhõm rất nhiều ngay tại ngày thứ ba vân kình hỏi đàm thác nếu để cho ngươi làm cam túc tỉnh bố chính sứ ngươi có thể làm được đến cam túc bố chính sứ là cam túc quan địa phương cao nhất hành chính trưởng quan đàm thác trong lòng kích động vạn phần chẳng qua hắn những năm này lịch luyện rất có lòng dạ trên mặt không có biểu hiện ra cái gì dị dạng hướng phía vân kình nói ra tướng quân nếu là ngươi cho ta cơ hội này ta nhất định sẽ đem cam túc quản lý tốt tri phủ là chính tứ phẩm bố chính xứ là từ nhị phẩm, tòng tứ phẩm một chút nhảy đến nhị phẩm, cái này không chỉ có riêng là tam liên nhảy. Vân Kình nói ra, đã phu nhân đối ngươi có lòng tin này, ta tự nhiên cho ngươi cơ hội này. Cũng là đàm thác đem Tân Bình thành quản lý rất khá, để Vân Kình cũng tin tưởng hắn năng lực, bằng không, cho dù có Ngọc Hy đề cử, hắn cũng không dám đem cái này gánh nặng giao cho đàm thác. Đàm thác cuối người tay nói ra, ta nhất định sẽ không cô phụ tướng quân cùng phu nhân hậu ái. Chương 619, Huệ Dân Chi Chính Đại quân chỉnh đốn hai ngày, Trần Vĩ còn không có đánh tới. Thám tử hồi báo, nói ra, Đại tướng quân, Trần Vĩ mang theo năm vạn đại quân lui giữ Tây Thành. Tây Thành ở vào Lan Châu cùng Mạch Thành ở giữa, mặc dù Tây Thành nhân khẩu không nhiều, nhưng địa thế hiểm yếu, vẫn luôn là binh mã chỗ tranh chi địa. Thôi mặt nghe nói vui, nói ra, lũng bên trong phòng thủ lại kiên cố có thế có lan châu thành phòng thủ kiên cố sao lan châu thành bọn hắn cũng chỉ dùng một buổi tối thêm một buổi sáng công phá kia mạch thành càng không đáng kể vân kình lạnh lùng nhìn lướt qua thôi mặt nói ra kiêu binh tất bại quân đội lại dũng mãnh nếu là lĩnh quân tướng lĩnh kiêu ngạo tự mãn nhất định phải bại trận thôi mặt nghe nói như thế không còn dám lên tiếng vân kình mở ra địa đồ chỉ cho đám người nhìn nói ra lũng bên trong mặc dù không có lang châu kiên cố phòng thủ nhưng nó có cam túc ít hầu lang châu môn hộ xưng hào không thể phớt lờ lũng bên trong cũng là trọng yếu căn cứ quân sự trần vĩ lui giữ tại lũng bên trong ánh mắt rất không tệ dư tùng hỏi tướng quân vậy chúng ta lúc nào tiến đánh tây thành vân kình nói ra đã chỉnh đốn hai ngày ngày mai liền có thể xuất phát không thể cho trần vĩ nhiều thời gian hơn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh đám người đều đi ra ngoài về sau vân kình vẫn đang nghiên cứu địa đồ dư tùng cho hắn bưng tới một tô mì sợi nói ra tướng quân ngươi ăn một chút gì đi vân kình tiếp nhận mặt mấy ngụm liền đem mì sợi ăn xong ăn xong về sau lôi kéo dư tùng đến địa đồ phía trước dùng tay chỉ tay thành sau đó một đường xẹt qua đi mãi cho đến hạo thành vị trí mới dừng lại vân kình hỏi tăng thêm Trần Vĩ tại Tây Thành 5 vạn binh mã, kỷ huyền hết thảy xuất động 18 vạn nhân mã. Nếu là ta suy đoán không sai, Hạo Thành bây giờ phòng thủ rất yếu, chúng ta công chiếm Tây Thành về sau, liền thẳng đến Hạo Thành. Dư Tùng tự nhiên cảm thấy kế sách này tốt, chỉ là Vân Kình đột nhiên chuyển biến để hắn có chút không lớn thích ứng. Dư Tùng hỏi, tướng quân, ngươi không phải vẫn luôn nói muốn ổn đánh ổn đâm sao? Vân Kình nói ra, chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp bây giờ thế cục tốt đẹp chúng ta nhất định phải thật tốt lợi dụng bởi vì tôn thiếu kiên để hắn cảm thấy không cần thiết ổn đánh ổn đâm tương phản hiện tại nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh một khi công chiếm hạo thành đem tây bắc nắm giữ trong tay tâm hắn cũng liền không sợ triều đình đại quân đến vây quét dư tùng vừa cười vừa nói tướng quân lời này là phu nhân nói a à. nhà hắn đại tướng quân căn bản liền nói không ra như thế vẻ nho nhã tới vân kình gật đầu nói là phu nhân nói trước kia còn không có đại minh trắng bây giờ mới hiểu được tới lời này chân lý bởi vì bọn họ là thuộc về chính nghĩa một phương cho nên mới sẽ đạt được tôn thiếu kiên đám người duy trì cùng trợ giúp tương phản kỷ huyền làm ra đủ loại chuyện ác mới có thể bị đám người ruồng bỏ cũng là minh bạch lời này ý tứ vân kình mới có lực lượng quyết định đánh nhanh thắng nhanh mới nói được ngọc hy cao tùng liền từ bên ngoài đi tới vừa cười vừa nói tướng quân phu nhân gửi thư tướng quân mỗi lần thu được thư của phu nhân tâm tình đều sẽ rất tốt vân kình chỉ thấy một phong thư nói ra những người khác tin đâu cao tùng nói hứa hộ vệ đem tin giao cho tính sứ thời điểm nói cái này tin rất trọng yếu để bọn hắn bằng nhanh nhất đạt tốc độ giao cho tướng quân ngươi cũng là hứa võ để tính sứ đi cả ngày lẫn đêm ngựa không ngừng dọc đem tin đưa tới. Ngọc Hy lúc này viết tin so với lần trước còn dày. Dư Tùng nhìn xem mây thanh mở ra tính kiện, lấy ra một chồng thật dày trang giấy, trong lòng không nhịn được nói thầm, phu nhân làm sao nhiều như vậy lời nói đâu. Vân Kình xem hết, liền hướng phía cao Tùng nói ra, đi đem đàm thác gọi tới. Ngọc Hy phong thư này, cũng không lại cùng lần trước đồng dạng, đều là nói trong nhà thường gia bên trong ngắn sự tình. Dư Tùng nheo mắt, cái này tin khẳng định không thể so nói là việc nhà. Dư Tùng nhịn không được hỏi, tướng quân, phu nhân ở trong thư nói cái gì rồi? Vân Kình đem cuối cùng ba tấm giấy rút ra, cái khác đều đưa cho Dư Tùng nhìn. Dư Tùng sau khi xem xong, ngẩng đầu nói ra, tướng quân, cái này thuế má đều miễn, về sau lấy cái gì cung cấp quân đội nha. Ngọc Hy ở trong thư, đề nghị Vân Kình hạ lệnh miễn trừ Tây Bắc bách tính ba năm thuế má dịch cái này thuế má đều không có, về sau bọn hắn ăn cái gì uống gì nha. Tất cả huynh đệ đi theo đánh trận, không phải liền là đồ được sống cuộc sống tốt mà. Vân Kình cảm thấy dư tùng thật không phải bình thường sơ ý, nói ra, ngươi có hay không nghiêm túc nhìn nha. Phu nhân nói là phàm là mới mở khẩn đất hoang miễn thuế ruộng 3 năm. Dư Tùng vội cúi đầu, lại quay lại đầu nghiêm túc nhìn một lần. Sau khi xem xong thở dài một hơi, nói ra, còn may là ta nhìn lầm nói xong lời này dư tùng vừa cười vừa nói vẫn là phu nhân nghĩ đến chu toàn nếu là phu nhân ý nghĩ này chứng thực những cái kia bách tính khẳng định sẽ tán thành chúng ta bây giờ lại cổ vũ khai hoang lại giảm miễn nông thuế mặt khác những thứ ngổn ngang kia thuế cũng đều miễn trừ chỉ cần thanh thản ổn định làm ruộng liền có cuộc sống an ổn qua lão bách tính không phải liền là ngóng nhìn qua ngày tháng bình an mà có điều Nói đến đây, Dư Tùng nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, tướng quân, phu nhân làm sao lại đối thuế má đều rõ ràng như vậy đâu? Thật giống như không có phu nhân không biết. Vân Kình nói ra, phu nhân không chỉ có đối thuế má tình huống rõ ràng, đối luật pháp chờ vô cùng rõ ràng. Vợ hắn quá hiếu học, lớn cái bụng còn cả ngày ôm lấy sách cặm, để hắn đều có chút xấu hổ. Không đợi Dư Tùng nói một câu xúc động, Cao Tùng bên ngoài nói đàm thác tới. Vân Kình nhìn thấy đàm thác, không có đem Ngọc Hy tính kiện cho hắn nhìn, mà là nói ra, để bắt tính khai hoang, phàm mới mở khẩn đất hoang đều miễn thuế ruộng 3 năm, ngươi cảm thấy thế nào? Đàm thác nghe lời này đại hỷ, hướng phía Vân Kình hành đại lễ, nói ra, đại tướng quân, đây chính là huệ dân đại hảo sự. Vân Kình nhìn xem đàm thác một mặt kích động, có chút kỳ quái. Ngọc Hy ý tưởng này là tốt, nhưng lại không đến mức để đàm thác cao hứng đến dạng này vân kình là không biết những năm này bởi vì kỷ huyền sư cao thuế nặng tăng thêm mã tặc đạo phỉ hoành hành tây bắc không ít thổ địa đều hoang vu nhân khẩu cũng giảm bớt gần bốn thành mà cái này khai khẩn đất hoang không thu thuế điều lệnh một khi ban bố xuống dưới liền có thể lập tức thắng được dân tâm đàm thác là văn nhân lại không có so hắn rõ ràng hơn thắng được dân tâm tầm quan trọng đàm thác đi theo vân kình cũng là bị tình thế bắt buộc chẳng qua đã đi theo mưu phản tự nhiên hy vọng vân kình càng ngày càng tốt vân kình tốt hắn cũng mới có thế an ổn trước đó nhất trực lo lắng vân kình đánh trận lợi hại trị được lý địa phương lại không nhất định thành hiện tại xem ra là hắn phí công lo lắng đã vân kình biết dân tâm trọng yếu tương lai cũng không cần lo lắng đàm thác nói ra đại tướng quân mặc dù cái này chính lệnh thật là tốt nhưng cũng không đủ mở đất hoang nếu là không có hạt giống cũng là uổng công. Không có hạt giống, mở lại nhiều đất hoang, kia cũng là lãng phí khí lực. Vân Kình nghe được chính lệnh hai chữ, trong lòng hiện ra một cổ cảm giác nói không ra lời, chẳng qua rất nhanh hắn liền ngăn chặn cổ này đồng dạng, nói ra, cái này không nóng nảy, đầu xuân lúc, từ quan phủ mượn trâu cày cùng hạt giống cho bọn hắn, đợi đến về sau lương thực thu đi lên, để bọn hắn dùng lương đến trả. Đàm thác gật đầu nói, tướng quân suy xét nhiều chu toàn ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lòng lại có hoài nghi lấy vân kình tính tình không có khả năng nghĩ đến như vậy chu toàn mà lại vân kình đối địa phương bên trên chính vụ cũng quá quen nhẫm một chút vân kình nói ra chuyện này ngươi phải nhanh một chút chứng thực cày bừa vụ xuân trước chính là khai hoang thời điểm tốt mặc dù nói hai ngày này trở nên lạnh nhưng chờ ra nguyên tiêu thời tiết này liền sẽ biến ấm áp từ nguyên tiêu đến cày bừa vụ xuân còn có một đoạn thời gian khoảng thời gian này đủ để cho bọn hắn khai khẩn không ít đất hoang đàm thác gật đầu nói tướng quân yên tâm ta cái này trở về làm chuẩn bị trễ nhất hai ngày sau đem cái này chính lệnh ban bố ra ngoài vân kình gật đầu nói ta ngày mai liền phải xuất chinh tiến đánh tây thành ta sẽ đem viên ưng lưu tại lan châu thành ngươi nếu là có chuyện gì có thể tìm viên ưng đàm thác gật đầu nói phòng chỉ còn lại vân kình cùng dư tùng hai người dư tùng mở miệng hỏi tướng quân thật muốn đem viên ưng lưu lại nha vân kình cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngươi như cảm thấy viên ưng lưu lại không ổn ngươi có thể thay hắn lưu lại ta không có ý kiến dư tùng thấy thế nơi nào còn dám có hai lời kết quả vượt quá dư tùng dự kiến viên ưng cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn thấy dư tùng trấn an hắn Viên ưng ngược lại vừa cười vừa nói, cũng nên có một người lưu tại Lan Châu Thành bên trong. Không phải hắn, cũng sẽ là cái khác tướng lĩnh. Dư Tùng vỗ một cái viên ưng bả vai, nói ra, huynh đệ, đầy nghĩa khí. Hy sinh chính mình, thành toàn ca môn, không hổ là hảo huynh đệ của bọn hắn. Viên ưng nói ra, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Khi Trần Vĩ cũng không phải loại lương thiện, nhất định phải chú ý cẩn thận. Trần Vĩ đánh trận, giảng cứu ổn. Đối phó dạng này người, ngược lại có chút khó giải quyết. Dư Tùng vừa cười vừa nói, có tướng quân tại, không cần lo lắng. Hai người nói một hồi lâu lời nói, Dư Tùng liền trở về nghỉ ngơi. Trở lại viện tử, trông thấy vân kình phòng tử lý đèn vẫn sáng, Dư Tùng hỏi Cao Tùng, làm sao tướng quân còn không có nghỉ ngơi? Cao Tùng nhẹ giọng nói, tướng quân tại cho phu nhân hồi âm cũng không biết phu nhân ở trong thư nói cái gì tướng quân mày nhíu lại phải đều nhanh muốn thắt nút dư tùng vừa cười vừa nói phu nhân nhất là quan tâm hẳn là sẽ không cho tướng quân ra nang đề cũng là ngọc hy cho đám người ấn tượng quá tốt ngọc hy là không cho vân kình ra nang đề chẳng qua là tại tin cuối cùng viết nếu là vân kình lại cho mấy chữ hồi âm nàng về sau sẽ không lại cho vân kình viết thư nhà cái này uy hiếp đối vân kình đến nói vẫn là rất hữu dụng nhưng vấn đề là vân kình vắt hết óc cũng không biết nên viết cái gì viết đánh trận hắn cảm thấy ngọc hy khẳng định không thích nhìn nhưng trừ đánh trận cái khác cũng không có gì có thế nói nha đến nửa đêm vân kình còn chưa ngủ cao tùng đi vào nói ra tướng quân đều nhanh giờ tí cũng nên ngủ ngày mai còn phải sớm hơn lên đi đường đâu vân kình suy nghĩ một chút hỏi cao tùng nói ra ngươi nói cho phu nhân hồi âm làm như thế nào viết nha hắn là thật không biết làm như thế nào viết cao tùng có chút buồn bực nói ra tướng quân nhà này sách cũng không phải công văn nghĩ sao nói vậy nha nhìn tướng quân viết đã hơn nửa ngày đều không có đem một phong thư nhà viết xong viết phong thư nhà làm cho so viết công văn còn gian nan khó khăn bộ dáng hắn thật sự là phục nhà mình tướng quân vân kình tự nhủ muốn nói cái gì nói cái đó lại so sánh một chút Ngọc Hy lần trước viết thư nhà, Vân Kình lập tức biết nên như thế nào hạ bút. Nếu là Ngọc Hy biết Vân Kình suy nghĩ, khẳng định sẽ khóc. Chương 620, Huynh muội 1 Bông tuyết từ mênh mông vô bờ thiên không nhẹ nhàng bay xuống xuống tới, càng rơi xuống càng lớn, chỉ là một cái buổi sáng, liền đem viện tử lý cây bao trùm lên một tầng ngân hoa. Tử cẩn nhìn qua bên ngoài hạ cái không ngừng bông tuyết, nói ra, cái này tuyết rơi phải thật là không phải lúc đại quân đụng phải tuyết rơi trời coi như phải gặp ương ngọc hy lắc đầu nói ra ngươi sai cái này tuyết rơi phải rất tốt từ tướng quân bọn hắn xuất phát đến bây giờ đây mới là trận tuyết rơi đầu tiên đại quân đã tại trấn nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời coi như tuyết rơi cũng sẽ không để tướng sĩ đông lạnh lấy lạnh lấy nếu là tuyết lớn ở nửa đường trên dưới kia mới gọi hỏng bét đâu Tử cẩn nghe Ngọc Hy giải thích, nói ra, nếu là không hạ tuyết, kia tốt hơn rồi. Tử cẩn hiện tại cũng có chút hối hận, ngày đó hẳn là xin chiến đi theo Vân Kình cùng đi công thành đoạt đất. Ngọc Hy cười dưới, nói ra, có thể tới hiện tại tuyết rơi, đã rất không tệ. Muốn Ngọc Hy đến nói, ông trời đối bọn hắn đã coi như là hậu ái. Cho nên, không thể quá tham lam. Dùng cơm trưa thời điểm, hứa võ đi tới nói ra, phu nhân, nhị cửu lão gia bệnh phu nhân ngươi nhìn muốn hay không cho hắn mời cái đại phu hàng kiến nghiệp có chút phát sốt hứa võ lo lắng sẽ đốt ra cái gì sự tình đến cho nên cảm thấy vẫn là hồi bẩm ngọc hy cho thỏa đáng ngọc hy có chút buồn bực hỏi làm sao lại bị bệnh đâu liền nhà hắn nhị ca thân thể chỉ có điều đóng nửa tháng liền bị bệnh không nên nha hứa võ cúi đầu nói ra nghĩa phụ lên tiếng mỗi bữa ăn chỉ cho cho nhị cửu lão gia hai cái màn thầu một bát thức ăn chay, cái khác không cho phép lại cho. Đơn giản đến nói, chính là ăn đến quá kém, tăng thêm hàng kiến nghiệp trong lòng trang quá nhiều sự tình, cho nên bị bệnh. Ngọc Hy nghe lời này, rơi vào trong trầm mặt. Hứa võ thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nghĩa phụ cũng là tức giận, nếu không phải nhị cửu lão gia, phu nhân cùng liễu nhi cũng sẽ không bị này đại tội không nói hoác trường thanh không quen nhìn hàng kiến nghiệp, chính là hứa võ cũng đối hàng kiến nghiệp 100 cái bất mãn. Ngọc Hy hai tay đặt ở chăn gấm bên trên, nói ra, ta biết nhị ca lần này có sai, phải xem mặt tăng nhìn Phật diện. Nếu là ta nương biết hắn ngược đãi nhị ca, còn không biết nên như thế nào thương tâm đâu. Nếu nói Ngọc Hy trong lòng không có một điểm khúc mắt là không thể nào. Nếu không phải Lam Ma Ma dốc lòng chiếu cố, Liễu Nhi 89 phần 10 đều nuôi không ngừng, liền điểm ấy, Ngọc Hy cũng không thể tha thứ hàng kiến nghiệp. Chỉ là, lại không đầy nàng cũng không thể ngược đãi hàng kiến nghiệp. Hứa võ thấy Ngọc Hy không có trách cứ, cũng không có phàn nàng hoắc trường thanh làm như vậy không đúng, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói ra, phu nhân yên tâm, về sau sẽ không đi dạng này. Ngọc Hy ừ một tiếng, nói ra, chờ ta nhị ca tỉnh lại, ngươi dẫn hắn tới một chuyến. Có mấy lời, cũng nên cùng hàng kiến nghiệp nói hứa đại ngư tự mình mang bạch đại phu đi cho hàng kiến nghiệp chẩn trị, chờ bạch đại phu mở phương tử, hắn để người đi bắt thuốc, sắc thuốc cho phu nhân uống. Lần này nửa cái buổi chiều, hứa đại ngư cùng hứa võ khởi sướng bực tức, lão đại, người nói như thế cái đại nam nhân, lại không có ngược đại hắn liền cho đổ, cũng quá dễ hỏng. Bởi vì hàng kiến nghiệp sai lầm, hại. Không ít phải Ngọc Hy cùng Liễu Nhi bị tội, vân phủ người đều đi theo gặp nạn, hứa đại ngưu đầy bụng lời oán giận cũng rất bình thường. Hứa võ nói ra, người ta vốn là công tử ca, ngươi nói dễ hỏng không dễ hỏng. Hứa đại ngưu cắt một tiếng, nói ra, lời này cũng không đúng. Phu nhân vẫn là thiên kim đại tiểu thư, so hàng kiến nghiệp cái này công tử ca hẳn là càng dễ hỏng. Nhưng ngươi nhìn phu nhân, trừ thụ thương thời điểm, bình thường nơi nào sẽ động một chút lại sinh bệnh. Ngọc Hy thân thể tốt, cùng du thành nữ tử so ra cũng không kém cái gì hứa võ cười lắc đầu nói ngươi bắt hắn cùng phu nhân so cũng quá giảm xuống phu nhân phẩm cách đừng nhìn là huynh muội nhưng lại là cách biệt một trời hiếm thấy hứa đại ngưu không có cùng hứa võ tranh cãi nói ra như thế lời của hai người bị ngay tại quét sân bà tử nghe thấy rất nhanh lời này liền bị ngọc hy biết ngọc hy cười khổ một tiếng nói ra đại ca tâm huyết là uổng phí có chuyện lần này nhị ca là không nhận vân kình cùng thuộc hạ của hắn chào đón hàng kiến nghiệp đã bị bài xích bên ngoài muốn làm ra thành tích đến phi thường gian nan chí ít tại tây bắc là không thành khúc mụ mẹ nói ra phu nhân sự tình nghĩ quá nhiều phí công ngươi cần tỉnh dưỡng mặc dù nhà nàng phu nhân hơn phân nửa thời gian đều tại tỉnh dưỡng nhưng có khi cũng rất hao tâm tốn sức ngọc hy trong lòng khó chịu lợi hại nhìn không được hiếp lại mắt ngay tại khúc mụ mẹ quay người chuẩn bị đi ra thời điểm nghe được ngọc hy nói cùng hứa võ nói chờ nhị ca tỉnh lại liền để hắn tới gặp ta bất luận thời điểm nào hàng kiến nghiệp trời tối thời điểm liền tỉnh lại mặc dù cái này hơn nửa tháng trôi qua không được tốt nhưng đến cùng đang tuổi lớn mà lại thân thể vẫn luôn rất tốt hứa đại ngưu biết hắn tỉnh lại về sau lạnh giọng nói ra đứng lên đi thấy hàng kiến nghiệp nhìn xem hắn, hứa đại ngư nói ra, ngươi không phải nhất trực nói muốn gặp phu nhân sao? hiện tại dẫn ngươi đi thấy phu nhân. hàng kiến nghiệp nói ra, được. thế nhưng là đứng dậy thời điểm, chân lại phù phiếm bất lực, xuống giường thời điểm kém chút mới ngã xuống đất. hứa đại ngư nhìn một cái đứng bên cạnh hộ vệ, nói ra, tiểu ngủ, ngươi đến viện hắn. thật là, phu nhân đều không có hắn như vậy mảnh mai. Hàng kiến nghiệp ra địa lao, cũng không có lập tức đi gặp Ngọc Hy. Hắn đều đã hơn nửa tháng không có tắm rửa, cũng không có cạo râu, nếu là cái dạng này đi gặp Ngọc Hy, khẳng định phải hù dọa không thể. Tắm sơ về sau, hứa võ để người cho hàng kiến nghiệp đưa lên cháo thịt cùng thức nhắm, chờ ăn uống no đủ về sau, hứa võ mới mang hắn đi nội viện. Đi ra từ khúc, hàng kiến nghiệp run rẩy một chút. Hứa võ thấy thế, đem thân thể hàng gia y phục cởi cho hắn phủ thêm, nói ra, phu nhân còn chưa tốt lưu loát, không thể bị kích thích. Đợi chút nữa thấy phu nhân, chớ cùng nàng tố khổ. Hàng kiến nghiệp cười khổ một tiếng, nói ra, ta không có ngươi nghĩ đến như vậy uất ức. Nam nhân chảy máu không đổ lệ, lại khổ lại mệt mỏi cũng không thể cùng nữ nhân tố khổ, chứ đừng nói là cùng Ngọc Hy tố khổ. Hứa võ sắc mặt khó coi nói, kia tốt nhất. Tiếng viện tử, Hứa võ hướng phía hành lang chỗ cam thảo nói ra, đem hắn mang đến thấy phu nhân đi. Thạch lưu đã điều đi chiếu cố táo táo, bây giờ cam thảo rất được trọng dụng. Trừ cái đó ra, hồng kỳ cùng hồng đậu cũng tiến nội viện người hầu. Tử cẩn gật đầu tốt, được. Hàng kiến nghiệp đi vào nhà, nhìn xem nằm ở trên giường không có một chút huyết sắc Ngọc Hy, một mặt ấy nấy nói, Ngọc Hy, nhị ca có lỗi với ngươi. Ngọc Hy lần này lại không nguyện ý giống như trước kia, nhẹ phiêu phiêu hai câu nói liền để cái này sự tình đi qua. Ngọc Hy nói ra, nếu là cái kia nữ thích khách lúc ấy đắc thủ, ta cùng hài tử chết ở phòng khách, nhị ca ngươi sẽ như thế nào làm? Hàng kiến nghiệp nghe nói như thế, toàn thân máu đều ngưng kết, hắn không nghĩ tới Ngọc Hy nhìn thấy hắn vậy mà lại hỏi cái này vấn đề. Hàng kiến nghiệp cúi đầu, nói ra, Ngọc Hy, thật xin lỗi. Ngọc Hy nói mà không có biểu cảm gì nói, ta đang hỏi ngươi, nếu là ta cùng liễu nhi lúc ấy chết rồi, ngươi sẽ như thế nào làm? Hàng kiến nghiệp ngẩng đầu, nhìn qua Ngọc Hy thần tình kia, nói ra, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Coi như không không có tự sát, hắn cả đời này cũng cuối cùng rồi sẽ sống ở đau khổ cùng ấy nấy bên trong. Ngọc Hy hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta bị ngươi hại chết, ngươi lại tự sát, ngươi cảm thấy nương còn có thể sống rồi. Đời trước chính là như vậy, bị thu nhạn phù thiết kế về sau, hắn đã cảm thấy nên đối thu nhạn phù phụ trách, cho nên buộc nương đáp ứng để hắn cưới thu nhạn phù, hoàn toàn không nghĩ tới hắn loại hành vi này đối nương tạo thành bao lớn tổn thương. Về sau tình cảm vợ chồng không thuận hắn liền chạy tới Liêu Đông tham quân, cuối cùng chết tại Liêu Đông. Hắn vừa chết chi, lại làm cho nương bệnh nặng một trận, về sau thân thể vẫn luôn không tốt. Đời trước, nàng biết hàng kiến nghiệp chết về sau phi thường tự trách, cho rằng hàng kiến nghiệp cái chết mình cũng phải người phụ trách bởi vì nàng cho rằng, nếu không phải là mình đem hàng kiến nghiệp yêu thích nói cho thu nhạn phù, liền sẽ không để thu nhạn phù có cơ hội thiết kế hàng kiến nghiệp, hai người không có kết làm phu thê kia hàng kiến nghiệp cũng sẽ không chết. Nhưng đời này Ngọc Hy lại biết, nàng hoàn toàn không cần thiết tự trách, liền hàng kiến nghiệp loại này tính tình, sớm muộn cũng sẽ bị người lợi dụng làm pháo hôi. Hàng kiến nghiệp mặt có chút trắng. Ngọc Hy cười lạnh nói, ngươi không chỉ có không có nghĩ qua nương sẽ như thế nào, ngươi cũng không có nghĩ qua ngươi mà chết nhị tẩu cùng hai đứa bé sẽ như thế nào. Ngươi cảm thấy ngươi phối làm người tử làm cha sao? Hàng kiến nghiệp xấu hổ nói đến hận không thể đào địa động. Ngọc Hy tựa ở trên giường, nói ra, ta biết, ngươi là cảm thấy có đại ca tại, đại ca có thế chiếu cố tốt nương, cũng có thể giúp ngươi nuôi dưỡng tốt hai đứa con trai. Ta nói đúng không? Hàng kiến nghiệp lập tức phản bác, ta không có nghĩ như vậy. Ngọc Hy cười nhạo một tiếng, nói ra, nhưng ngươi chết về sau, trừ đại ca, còn có ai sẽ giúp ngươi chiếu cố nuôi dưỡng hai cái chất tử? Trừ đại ca, còn có ai? Hàng kiến nghiệp bỗng chốc bị nghẹn lại. Ngọc Hy giao phía dưới. Đại ca không đến tuổi đời 20 liền phải chống đỡ lấy quốc công phủ cửa nhà, ở trong đó có bao nhiêu gian nan có thể nghĩ. Thế nhưng là những cái này, nhị ca đều không có trải qua, nhị ca từ nhỏ liền trôi qua vô ưu vô lự, tại sơn thượng lớn lên càng làm cho hắn đơn thuần mà không có tâm kế. Cho nên, nhị ca dưỡng thành dạng này một bức tính tình, cũng không hoàn toàn là một mình hắn sai. Ngọc Hy không còn xoắn suýt cái đề tài này, nói thêm gì đi nữa cũng không có gì hay. Ngọc Hy mà là hỏi, ta đưa ngươi nhốt tại địa lao, ngươi là có hay không có lời oán giận. Hàng kiến nghiệp lắc đầu, nói ra, ta biết đây không phải là ngươi ý tứ, là Vân Kình đem ta giam lại. Hắn biết mình có sai, nhưng hắn lại không cho rằng Ngọc Hy có thế hạ phải cái này nhẫn tâm. Ngọc Hy nhịn không được bật cười, nói ra, ngươi sai, kia chính là ta ý tứ. Là ta tự mình lên tiếng, để hứa võ đưa ngươi giam lại. Hàng kiến nghiệp biết mình có sai, thế nhưng là đang nghe Ngọc Hy lên tiếng đem hắn giam lại, trong lòng vẫn là khó chịu lợi hại. Hàng kiến nghiệp nói ra, nếu là dạng này có thể để ngươi hả giận, ta không lời nào để nói. Lúc nói lời này, hàng kiến nghiệp trong lòng trống rỗng. Ngọc Hy nghe nói như thế, nói ra, nhị ca, ngươi quả nhiên đối ta có lời oán giận. Hắn đem hàng kiến nghiệp giam lại, một là muốn để tránh đi cuộc phong ba này, thứ hai là hy vọng hắn có thế hấp thụ giáo huấn. Nhưng sự thật chứng minh, nàng sai. Giang Nam dễ đổi bản tính khó dời, muốn để hắn trở nên lớn ca như thế, khó như lên trời hàng kiến nghiệp lắc đầu nói không có là ta có lỗi với ngươi mặc kệ ngươi đối ta làm cái gì ta đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận lời này hắn nói thực tình chân ý